Chương 1314, thăng chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đồng chí Quản Nhất Minh, vị trí phó chủ tịch thành phố Triều Châu không bình thường đâu, chúng ta có thể sắp xếp xuống. Tuy nhiên chúng ta sắp xếp như vậy, phó chủ tịch trường đảng Trung ương Đường đích thân trao tặng học viên xuất sắc, anh nói xem, nếu truyền đến tai phó chủ tịch Đường, người ta sẽ coi chúng ta như thế nào. Triệu Sương Sơn hôm nay đổi tính, trông giống hệt mặt cười Di Lặc. Bụng nghĩ, xem lão quản rồi sẽ đi đến đâu, Uông Chính Tiền sẽ hiệp trợ ông thế nào. Bí thư Triệu, không bình thường cũng đúng thôi, thành phố Hải Châu không phải cũng đang thiếu một phó chủ tịch thành phố hay sao? Có thể bảo Diệp Phàm đến thành phố Hải Châu mà, dù sao cũng đều là phó chủ tịch thành phố cả. Điều kiện ở Hải Châu lại tốt hơn so với Triều Châu nữa, tin rằng bên phía phó chủ tịch Đường kia cũng dễ nói chuyện thôi, có đúng không? Những lời này của Lỗ Đông, bạn học cũ của Triệu Sương Sơn cũng khá sắc sảo. Uông Chính Tiền thiếu chút nữa đập bàn, cảm thấy Lỗ Đông Lai đang khiêu chiến quyền uy của ông ta, cho nên ông ta lập tức hừ nói. Đồng chí Lỗ Đông Lai, thành phố Hải Châu là đặc khu, là thành phố cấp phó tỉnh, phó chủ tịch thành phố cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Còn về nguyên nhân tôi cũng vừa nói rồi, nếu bí thư Triệu cảm thấy được thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Tuyệt đối không được, một thanh niên mới có 24 tuổi, làm sao có thể đảm nhiệm chức cấp giám đốc sở được? Tổ chức của nước ta là trò đùa sao? Về phần cán bộ cấp giám đốc sở, ít nhất cũng phải 30 tuổi trở lên, có phải không nào? Trưởng ban Cổ, anh làm công tác tổ chức, xem có vị trí nào không? Chúng ta là cán bộ của đảng. Danh hiệu học viên xuất sắc mà Phó Chủ tịch Đường trao tặng kia chúng không thể để mất một vế được, như vậy là không tôn trọng lãnh đạo nhà nước. Triệu Sương Sơn liếc mắt nhìn trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ, chưa đợi ông ta mở miệng, liền nói thêm. À, đúng rồi, nhìn trưởng ban Cổ, tôi lại nghĩ ra một chức. Đồng chí Phượng Quốc Hưng vốn không phải là phó trưởng ban tổ chức sao? Nếu đồng chí ấy đã được đề bạt lên chức phó trưởng ban thường vụ rồi thì cái vị trí kia có thích hợp không? Mẹ nó, lão Triệu đang ép mình đây. Ông đưa ra vị trí phó trưởng ban, nhưng đồng chí Diệp Phàm lại đang cần lên vị trí cấp phó sở, Cổ Hoài Tâm trong lòng thầm mắng một câu, miệng nói. Vị trí cũ của Phượng Quốc Hưng vẫn còn đang trống, tuy nhiên, việc chọn người cho chức này rất quan trọng, còn phải cần đồng chí ở ban tổ chức trung ương đồng ý nữa mới được. Ừ, vị trí phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đúng là quan trọng. So với chức phó giám đốc sở, phân lượng không hề nhỏ hơn tí nào. Tôi thấy, đồng chí Diệp Phàm nếu đã là học viên xuất sắc thì để đồng chí ấy đảm nhiệm chức phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng dễ ăn nói thôi. Phó bí thư Diệp Đông đột nhiên mỉm cười, nói. Đúng, đúng, sắp xếp như vậy là thích hợp nhất, nói như vậy phó chủ tịch Đường chắc cũng hài lòng. Về phần ban tổ chức trung ương, nếu có thể thông qua đương nhiên là tốt nhất, nhưng cho dù nếu không được thông qua, thì tỉnh ủy Việt Đông chúng ta đề xuất với trung ương. Học viên xuất sắc thì được coi trọng lắm. Lâm Phong cũng nói phụ họa theo, mà Lỗ Đông Lai cũng gật đầu theo. Thế, Quản Nhất Minh còn muốn rông dài, Triệu Sương Sơn đột nhiên nghiêm mặt, hừ nói. Đây là đang ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đều có biên bản ghi lại. Nếu một ngày nào đó xếp Đường đến tỉnh Việt Đông chúng ta, xem lại biên bản, thì các vị nghĩ sẽ như thế nào? Đối với chỉ thị của cấp trên, nhất định chúng ta phải hoàn thành. Mặc cả như vậy là thái độ đối với công việc sao? Việc này cứ quyết định như vậy, những đồng chí nào đồng ý để đồng chí Diệp Phàm đến đảm nhiệm chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông thì giơ tay. Triệu Sương Sơn nói xong thì giơ tay lên đầu tiên, Diệp Đông, Lâm Phong, Lỗ Đông Lai cũng giơ lên theo. Bí thư Thành ủy Tô Thanh Vân do dự một chút rồi cũng giơ tay lên. Cuối cùng Quản Nhất Minh và Uông Chính Tiền cũng bất đắc dĩ phải giơ tay lên. Bởi vì năng lượng của Đường Hạo Thông quá lớn, nếu đến tai ông ấy thì có lẽ sinh mạng chính trị của mình cũng sẽ kết thúc luôn. Được, nhất trí thông qua. Điều này chứng tỏ, tỉnh ủy Việt Đông chúng ta là một tập thể đoàn kết. Triệu Sương Sơn khẳng định hàng loạt những điểm tốt. Quay sang Cổ Hoài nói. Cậu lập tức cho nhân viên đem quyết định của tỉnh ủy Việt Đông báo cáo lên ban tổ chức trung ương, để còn biết ý trên bộ thế nào. Hơn nữa, phải ghi chú rõ. Đồng chí Diệp Phàm lần này là học viên xuất sắc nhất của trường đảng, đích thân phó chủ tịch Đường trao tặng. Vâng. Cổ Hoài lập tức ra ngoài hạ chỉ thị, không lâu sau văn kiện đã đến tay ban tổ chức trung ương. Chuyện không tưởng tượng được đã phát sinh, chỉ 2 ngày, ban tổ chức trung ương đã có hồi âm.
Diệp Phàm đang ở nhà ở Thủy Châu ăn sáng, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện đến thông báo, bảo hắn nhanh chóng trở về Việt Đông để báo cáo công tác. Sau khi hỏi dò, mới biết mình được ban tổ chức trung ương phê chuẩn, nhậm chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi cúp máy, lẩm bẩm nói. Thủ tướng hành động thật là nhanh, nếu thủ tướng đã coi trọng mình như vậy, thì mình cũng phải nhanh chóng kết thúc công tác xét xử thảm án 88. Quản Nhất Minh, ông cứ đợi đấy. Đám Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, Trương Hùng, Tề Thiên biết được tin cũng đều gọi điện đến chúc mừng. Tuy nói cấp bậc không thay đổi, nhưng chức vụ phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không phải là nhỏ. Bởi vì dù sao cũng quản lý ngũ quan của cán bộ trong toàn tỉnh. Tin tức này truyền đến Ngư Đồng trước, cán bộ ở đây suýt nữa làm cháy cả điện thoại của Diệp Phàm. Ngay cả chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng cũng gọi điện đến chúc mừng. 3. Nghe nói Diệp Phàm được thăng chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, anh ấy thật là có bản lĩnh. Kiều Viên Viên nhìn ba mình Kiều Viễn Sơn một cái, đắc ý nói. Chuyện này, Kiều Viên Viên biết là ba mình đã biết rồi. Bởi vì, theo quy định, việc bổ nhiệm cán bộ quan trọng thì đều phải thông qua ban tổ chức trung ương cả. Đương nhiên, bình thường đã đề xuất như vậy thì ban tổ chức trung ương cũng sẽ đồng ý thông qua. Kiều Viên Viên nói như vậy, đơn giản là chỉ muốn cha mình coi trọng Diệp Phàm hơn mà thôi. Thằng bé đó đúng là xuất sắc thật. Bà xã của Kiều Viễn Sơn, Diệp Dung khen một câu, nhìn con gái, cười nói. Xem con vui mừng kìa, mẹ đang bảo không biết tại sao con lại vui mừng thế, hóa ra là vì chuyện này à? Mẹ! Kiều Viên Viên mặt đỏ lên, cố ý kéo dài giọng mình ra để khỏi đỡ ngượng. Ban tổ chức cán bộ là một nơi tốt, tuy nhiên cái chức phó trưởng ban ở Việt Đông không hề dễ làm. Chỉ mong thằng nhóc đó sẽ trụ được vững. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Vẻ mặt vô bi vô hỉ. Kiều Viên Viên trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ba, có gì không dễ làm chứ? Không phải đều là làm việc sao? Làm việc, ha ha. Kiều Viễn Sơn thản nhiên cười, cúi đầu xuống đọc báo. Kiều Viên Viên mặc dù sốt ruột, nhưng lại không dám hỏi lại. Phó trưởng ban Diệp, hai anh em ta cùng làm quan ở một thành phố rồi, ha ha. Diệp Phàm uống say mềm, vừa mới về đến Việt Đông. Về nhà đang muốn nghỉ ngơi một chút thì vang lên giọng nói của Túc Nhất Tiêu. Cùng làm quan một thành phố, anh Túc, nói như vậy có ý gì? Anh không phải anh được bố trí ở Ngư Đồng sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Ha ha! Túc Nhất Tiêu cười mấy tiếng, nói. Bây giờ không ở Ngư Đồng nữa rồi, cái nơi đó à, chẳng ra làm sao cả, trên tỉnh vẫn tốt hơn. Bộ phận nào? Diệp Phàm hỏi. Sở giám sát. Túc Nhất Tiêu thản nhiên cười nói. Không tồi, không tồi. Về sau thủ hạ lưu tình nhé, đừng suốt ngày giám sát tôi là được. Diệp Phàm ha hả cười nói. Đâu dám, nếu như vậy cậu không tước mất cái mũ quan của tôi mới lạ đấy. Túc Nhất Tiêu cười nói. Có phải phó giám đốc sở thường trực không? Diệp Phàm hỏi, kỳ thực hắn cũng có chút tò mò. Túc Nhất Tiêu có Diệp Đông trong tỉnh ủy nâng đỡ, ở Việt Đông này không phải như cá gặp nước sao? Đâu thể, nửa năm trước mới là ủy viên thường vụ thành phố Ngư Đồng, giờ lên sở giám sát cũng chỉ được làm chức phó giám đốc sở bét nhất thôi, đâu được làm phó thường trực. Túc Nhất Tiêu thở dài, hỏi. Cậu giờ thì hot rồi, một phó trưởng ban bước ra ngoài, có ai dám không nịnh bợ chứ? Đừng nói nữa anh Túc, tôi cũng như anh thôi, cũng đều là chức phó đứng đằng đuôi cả. Nghe nói trên đầu còn có mấy vị phó trưởng ban nữa, hơn nữa có mấy người đều là cấp bậc giám đốc sở. Có ba trưởng ban cấp phó giám đốc sở, tôi là một trong số đó. Nhưng người ta làm cũng không ít năm rồi, mạng lưới quan hệ dày đặc. Mình mới vào, lại phải bắt đầu lại. Diệp Phàm cũng có nỗi chua xót, vị trí cũ hắn làm cũng rất tốt, đã bắt đầu có quan hệ. Không ngờ Triệu Sương Sơn lại cho lên ban tổ chức tỉnh ủy. Bây giờ, lại phải bắt đầu lại, nghe nói ở ban tổ chức cán bộ quan hệ cũng rất phức tạp. Vị trưởng ban tân nhậm Cổ Hoài ngoài mặt trông có vẻ cười cười nói, nhưng có người bảo ông ta là nham hiểm. Làm cho Diệp Phàm nhớ đến Tạ Cường ở huyện Ngư Dương. Mà phó trưởng ban Phượng Quốc Hưng trẻ tuổi, lại có ông nội Phượng Bảo Sơn ở ban kỷ luật trung ương. Còn một phó trưởng ban xếp hạng bét như mình không biết sẽ như thế nào. Tuy nhiên, nghe nói Phượng Bảo Sơn nửa năm sau sẽ về nghỉ.
sau này Phí Nhất Hằng của Phí gia có thể thượng vị, thì thế của mình cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Chương 1315, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Ninh. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không nhất định phải tính toán cũng nhà họ Phí. Huống chi, quan hệ cùng nhà họ Phí cũng có chút phức tạp. Người ta đối đãi với mình như thế nào còn khó nói. Lòng người khó đoán, chính anh em cũng sẽ phản bội nhau chứ đừng nói người ngoài. Nhà họ Phí có thể giúp mình chắc cũng có hạn, tâm trạng Diệp Phàm tổng thế khá tốt. 9 giờ tối, Túc Nhất Tiêu đãi khách, nói là anh ta muốn thanh toán, ăn mừng thăng chức. Thật ra, Túc Nhất Tiêu đi làm ở sở giám sát nửa tháng, chỉ có điều, vẫn chưa mời khách. Xem chừng ở tỉnh cũng không quen biết nhiều người. Địa điểm ngay tại Thiên Nga Đen, bên bờ Châu Giang. Nghe nói trong nhà Túc Nhất Tiêu có mấy cửa hàng mặt tiền, một năm chỉ cho thuê cửa hàng có thể thu trên 10.000. Cho nên, tuy nói không thể giàu có nhiều tiền nhưng không lo cơm áo. 7 giờ, Diệp Phàm đang muốn đi ra ngoài Thiên Nga Đen. Tuy nói là sớm rõ ràng là tiện thể đi dạo bờ Châu Giang một chút cho khuây khỏa rồi đến Thiên Nga Đen. Tuy nhiên, không khéo chính là điện thoại vang lên, vừa nghe thấy Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong cười nói. Chúng mừng cậu, trưởng ban Diệp, ha ha. Tôi còn chưa cảm ơn ngài, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm, cảm ơn ngài. Ý Diệp Phàm chính là nói Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong trong hội nghị thường vụ đã nói thay mình. Chỉ là lên tiếng thôi, muốn nói cảm ơn, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Tử Nhuận đã trở thành thư ký chuyên trách của Cục trưởng Trương. Thằng nhóc này hiện tại thật sự vui vẻ. Miệng nói ra chính là cán bộ cấp thứ trưởng, bộ trưởng, không ngờ đến lãnh đạo cấp phó nhà nước y cũng gặp rồi. Còn nói, Cục trưởng Trương còn cho y đưa văn kiện cho hai vị phó thủ tướng, ha ha. Y thiếu chút nữa mừng rỡ không biết phương hướng là gì nữa, so với tôi có hơn, ôi. Lâm Phong thật cao hứng. Chính Tử Nhuận cũng có năng lực, nếu không có năng lực, cho dù là Cục trưởng Trương cũng không dám dùng. Dù sao, bọn họ là trợ lý cho lãnh đạo cấp cao nhà nước, sao có thể qua loa có phải hay không? Diệp Phàm nói như khen con trai Lâm Phong một câu. Nịnh bợ này gãi đúng chỗ ngứa của Lâm Phong, y cười ha hả cười nói. Trưởng ban Diệp. Tối nay nên đãi khách, giờ đã 9 giờ đột nhiên muốn uống vài chén. Được, cứ như vậy đi, đến Thiên Nga Đen thì thế nào? Diệp Phàm giật mình, cảm thấy có mấy người lãnh đạo cũng phải cảm ơn một chút. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh Lâm nói như vậy, người ta để mắt đến chính mình, sao có thể từ chối được? Chẳng lẽ Phó Chủ tịch tỉnh Lâm còn sợ không có người mời cơm, người ta bỏ qua muốn tiếp tục tạo mối quan hệ sâu sắc với mình thôi? Mình mới đến tỉnh ủy. Cũng chưa biết gì nhiều, có lẽ, trên bàn rượu có thể thăm dò về ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hơn nữa, có lẽ còn có thể làm quen một số bạn bè, từ từ tạo mối quan hệ cũng là không tồi. Được, thì đến Thiên Nga Đen, đến lúc đó không ngại tôi mời đến vài người bạn uống rượu chứ. Lâm Phong cười nói, có bạn từ phương xa đến, không vui sao được, nhiều hơn cũng tốt. Diệp Phàm trong lòng cảm kích. Biết Lâm Phong muốn giới thiệu vài người bạn để mình làm quen. Bạn bè của Lâm Phong xem ra đều là người có chút phân lượng. Nếu không, cán bộ bình thường khó lọt vào mắt. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Túc Nhất Tiêu, đương nhiên chưa nói chuyện Phó Chủ tịch tỉnh Lâm muốn mình đãi khách, chỉ có điều nói buổi tối ban tổ chức cán bộ muốn mình đãi khách. Túc Nhất Tiêu vừa nghe, lập tức cười nói. Việc này dĩ nhiên tốt, phải làm phòng riêng, đến lúc đó có thể cùng giao lưu cũng tốt. Diệp Phàm đương nhiên cũng có ý này, bạn Túc Nhất Tiêu cũng có thể giao lưu, cớ sao không làm. Giao lưu với bạn của bạn, bạn bè tất nhiên cũng nhiều lên. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, mời bí thư thành ủy Tô Thanh Vân, trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Hoài và vài phó trưởng ban. Phó bí thư Diệp Đông sẽ không cần thiết, chắc chắn sẽ đi chống đỡ vì Túc Nhất Tiêu. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn gọi điện thoại, Diệp Đông quả nhiên là có việc không tới được, tuy nhiên, nói cũng khá khách sáo. Còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vu Chí Hải, Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Kiều Báo Quốc cùng với Giám đốc Công an tỉnh Trần Bố Hòa, hơn nữa, Giám đốc An ninh Quốc gia Khổng Đông Vọng. Đương nhiên cả Tăng Khải bạn học trường đảng, Phó Chủ tịch thành phố cũng được mời. Còn vừa lúc, những người này tất cả đều ở. Diệp Phàm mời tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý đúng giờ đến uống rượu. 9 giờ, khách mời đều tới rồi. Về phần bên Túc Nhất Tiêu, nghe nói 8 giờ đã bắt đầu. Lâm Phong dẫn theo vài người khách đến, tuy nhiên, khi Diệp Phàm dẫn vào phòng riêng, nhìn thấy Tô Thanh Vân và Trần Bố Hòa cũng cười nói.
không thể tưởng tượng được bí thư Tô cũng ở đây, còn có giám đốc Trần, giám đốc Sở, trưởng ban thư ký Kiều. Khách Lâm Phong mang đến có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Lý Chính Thăng, còn có mấy người cấp giám đốc sở quan trọng. Đều là người quen, tuy nói các vị chưa chắc đã hợp nhau về chính kiến nhưng trong trường hợp như thế này vẫn là khá hòa hợp. Tất cả mọi người nói chuyện phiếm. Đương nhiên, mọi người ngồi cùng một chỗ, không nói chuyện ở tỉnh, nói đều là chuyện bông đùa. Tuy nhiên, đối với năng lượng của Diệp Phàm, khách đều có suy nghĩ, chính trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Hoài cùng vài phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng phải một lần nữa xem kỹ Diệp Phàm. Vừa mới uống vào không lâu, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Phí Điệp Vũ nói là mình cùng An Hòa và Phí Thảo Thải đi dạo Châu Giang. Hơn nữa, còn nói Diệp Phàm thăng chức, là chủ phải mời khách. Diệp Phàm giật mình, đương nhiên cũng mời mấy vị này đến Thiên Nga Đen, Phí Điệu Vũ đương nhiên muốn làm dịu đi một chút quan hệ giữa Diệp Phàm và An Hòa. Mà An Hòa và cha cũng chính là phó trưởng ban lâu đời của ban tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa đã đến, cũng làm mấy người Lâm Phong và Cổ Hoài thấy được năng lượng của Diệp Phàm. Tuy nói Ninh Chí Hòa cũng là cán bộ cấp thứ trưởng nhưng nói với cán bộ ban tổ chức Trung ương mà nói đều không thể có uy lực chống lại được. Bọn họ khảo sát chính là cán bộ cấp bộ phó thậm chí bộ trưởng. Tất nhiên, trong bàn này, phó trưởng ban Ninh Chí Hòa đương nhiên trở thành trung tâm. Tuy nhiên, đối với quan hệ giữa Diệp Phàm và phó trưởng ban Ninh, mọi người ở đây không rõ ràng lắm. Mọi người đương nhiên tò mò, tuy nhiên, tất cả ở đây đều là lãnh đạo, không phải là người ngu ngốc, cho nên, cũng không ai dám hỏi thăm rõ ràng. Diệp Phàm nghe nói cậu với Hòa Hòa nhà tôi giận dỗi. Con bé đấy ở nhà luôn mau nước mát. Ninh Chí Hòa cười nói, giống như là hỏi tội. Cậu, không riêng gì cùng Hòa Hòa, còn có tôi. Không thể tưởng tượng được Phí Thảo Thảo cũng có vẻ tức giận, nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Phí Thảo Thảo và Phí Điệp Vũ là người nhỏ tuổi nhất cùng lứa, cho nên, khoảng cách cũng rất nhỏ. Hả, cả Thảo Thảo cũng bị bắt nạt, xem ra đồng chí Diệp Phàm rất uy phong nhỉ. Không sợ ông nội nhà họ Phí lấy mất mũ sao? Việc này, trưởng ban Ninh, lúc ấy là hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Phàm cười tủm, vẻ hơi xấu hổ đáp lại. Hiểu lầm, tôi nghĩ chưa chắc, lúc đó tôi đi theo Mai Thiên Kiệt đến nhà anh ta, ba ba không biết Diệp Phàm uy phong thế nào đâu. Trong phòng bày một bàn tròn lớn, ở giữa ngồi 7-8 người, có hai người trung niên càng uy phong, không ngờ mắng tôi. An Hòa hình như hôm nay mới thực sự tức giận. Không ngờ trên bàn rượu trách cứ Diệp Phàm. Diệp Phàm âm thầm kêu khổ, biết trước sẽ không đưa mấy người đến đây. Cái này xem ra mất mặt, trưởng ban Ninh ở đây lại không được tốt lắm. Kỳ lạ chính là, Phí Điệp Vũ cũng mặc không cần lên tiếng, bởi vì, cách cư xử của Diệp Phàm ngày đó cô nàng này cũng có chút đau lòng, cảm thấy Diệp Phàm tự cao tự đại, cho nên, đã muốn hắn mất mặt. Ừ, hai trung niên người là ai, dám mắng An Hòa nhà chúng ta? Bọn họ mắng như thế nào, để tôi đánh mông bọn họ là hết giận. Ninh Chí Hòa nói đùa, thực ra, nhà họ Ninh cũng yêu chiều An Hòa, thật ra, Ninh Chí Hòa trong lòng cũng có chút đau xót, ngày đó nghe nói con gái mình bị Diệp Phàm mắng là không có giáo dục. Thật đúng là mắng cha của cô không có giáo dục chắn chắn là mình không giáo dục con cái. Cho nên, vừa nghe nói Diệp Phàm mời, phó trưởng ban Ninh không ngờ đến đây. Chính là muốn nhân cơ hội này gõ một chút cao giá. Hơn nữa nghe nói Diệp Phàm và Phí Phương Thành kết nghĩa anh em, Ninh Chí Hòa cũng muốn đến kiểm tra một chút nhân phẩm của người này. Có thể không chịu nổi trọng dụng, còn phải từ từ sẽ đến. Tôi không biết, hắn chắc chắn biết, ba hỏi hắn tốt rồi. An Hòa nhìn Diệp Phàm nói. Mà những người khác như mấy người Cổ Hoài tất nhiên là coi náo nhiệt. Thậm chí trong lòng Cổ Hoài có chút nghi hoặc, đương nhiên. Mọi người cũng tò mò xem hai người trung niên mà An Hòa nói là ai, không ngờ dám mắng An Hòa. Cô và Điệp Vũ, Thảo Thảo đã đều gặp, buổi tối đó hai người đều là bạn tôi, bọn họ chưa lớn tuổi, mới đến 40. Diệp Phàm đưa mắt nhìn, không muốn nói tên Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên. Tuy nhiên, Phí Thảo Thảo là cô gái thông minh, trí nhớ cũng tốt, nói. Một người hình như tên là Thiết Chiêm Hùng, một người là Lang Phá Thiên có phải không? Là bọn họ tự nói, sẽ không phải là giả danh chứ. Không thể giả được, thật sự là hai người đó. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng là thành thật. Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên. Miệng Ninh Chí Hòa thì thào một câu, lục lọi trong đầu. Khách ngồi đây cũng giống nhau, tất cả muốn biết hai người này là ai,
đương nhiên, ngoại trừ Lâm Phong phó chủ tịch tỉnh. Bởi vì, ngày đó trên bàn rượu Lâm Phong đã gặp. Đúng rồi, giống như hai vị bá bá này đã ở đó, đúng vậy, lúc ấy vị bá bá này cũng ngồi cùng hai người trung niên kia. An Hòa đột nhiên giơ tay chỉ Lâm Phong kêu lên, giống như bắt được nhược điểm gì lớn. Lâm Phong trong lòng cả kinh, tất nhiên, mặt đầy chua xót. Không thể tưởng tượng được sợ như thế nào. Nếu phó trưởng ban Ninh trách tội mình ở đây, chính mình cũng là đồng phạm của Diệp Phàm. Lâm Phong đành kiên trì đến cùng cười nói. Ừ, lúc đó tôi thật sự ngồi với hai người bọn họ, buổi tối hôm đó em trai của phó trưởng ban Diệp đính hôn, tôi đến uống rượu. Vậy phó chủ tịch tỉnh Lâm chắc biết thân phận của hai người. Ninh Chí Hòa nhìn Lâm Phong mốt cái hỏi. Hình như tôi nghe trưởng ban Kim Thụ Dương nói. Lâm Phong không muốn nói. Ninh Chí Hòa cười nói. Không ngờ trưởng ban Kim cũng ở đó, trưởng ban Diệp năng lượng không nhỏ. Chương 1316, nhậm chức. Ha ha, lúc tôi đến Ngư Đồng nhậm chức, có đến chỗ trưởng ban Kim báo cáo. Cũng đã gặp mặt vài lần, vừa hay ông ấy lại được điều đến Bắc Kinh rồi. Tôi ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy người quen, cho nên đã mời ông ấy. Diệp Phàm cười nói. Hừ, anh không dám nói ra thân phận của hai người trung niên, có phải là vì sợ chúng tôi sẽ đến tìm ông ta không? Phí Thảo Thảo bĩu môi, hừ nói. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Yên tâm, chúng tôi chỉ đánh mông bọn họ thôi, không ức hiếp đâu mà sợ. Nói xong, đắc ý nhìn Diệp Phàm. Làm càn, mông bọn họ là để cô đánh hay sao? Diệp Phàm đột nhiên biến đổi sắc mặt, hừ nói với Phí Thảo Thảo. Thấy sắc mặt Ninh Chí Hòa có chút biến đổi, liền nói. Tôi chỉ sợ lời nói của Thảo Thảo sẽ đến tai bọn họ thì sẽ không hay. Hai người bọn họ đều là bạn của tôi. Một người tên là Thiết Chiêm Hùng, là Thứ trưởng Bộ Công an. Còn một người là Lang Phá Thiên, là Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Nội vệ Văn phòng Trung ương. Rất xin lỗi sếp Ninh, chuyện này. Quả nhiên, thân phận của Lang Phá Thiên cũng khá dọa người. Tất cả mọi người trên bàn đều trầm mặc. Ninh Chí Hòa cũng mỉm cười, nói. Hóa ra là hai người bọn họ, cái mông này không đánh được rồi. Thảo Thảo, nếu đánh thì chắc tôi cũng không đánh lại được bọn họ. Trung đoàn trưởng nội vệ đó rất oách sao? Chỉ là một trung đoàn trưởng thôi mà. Phí Thảo Thảo có chút không rõ, cũng không cản quấy nữa. Chỉ có điều, lúc này lại chuyển thành tò mò. Đương nhiên là oách rồi, cô nghĩ xem, người ta là vệ sĩ đầu lĩnh của Trung Nam Hải, có oách hay không? Ninh Chí Hòa cười cười. Hả, thật đúng là lợi hại, vệ sĩ của Trung Nam Hải. Phí Thảo Thảo thốt lên, vẻ mặt tràn đầy sự hâm mộ. Phó trưởng ban Diệp, lần trước đến Bắc Kinh, may mắn được ăn cơm với Thứ trưởng Thiết. Lần sau nếu ông ấy có đến Việt Đông, thì nói cho tôi một tiếng nhé, bữa này, tôi mời. Trần Bố Hòa cười nói, giơ một chén rượu lên chạm với Diệp Phàm. Bởi vì... Trần Bố Hòa gặp khó khăn vì chuyện chuyển chính thức ở Bộ Công an. Lâm Thiên Dân chính là trở ngại lớn nhất. May mà Thiên Dân đã chết một cách lãng xẹt, mà Thiết Chiêm Hùng đã bỏ công sức lớn. Ân tình này, Trần Bố Hòa đương nhiên là nhớ đến Diệp Phàm rồi. Được, lần sau anh Thiết Dến, tôi sẽ báo anh. Đến lúc đó sẽ uống hết rượu của anh, ha ha. Diệp Phàm vui vẻ cùng Trần Bố Hòa cạn một ly. Không lâu sau... Túc Nhất Tiêu cùng mấy đồng sự đến cửa Diệp Phàm. Đương nhiên cũng là để khoe khoang một chút, vì Túc Nhất Tiêu mời đến đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên, thậm chí còn có cả phó chủ tịch tỉnh Lưu Trường Thanh cũng đến. Điều này cũng là nghe nói phó bí thư Diệp Đông sẽ đến. Mà Diệp Đông cũng đến thật, chỉ có điều uống được một chén rượu rồi đi rồi, ý là có lòng đến là được rồi. Đương nhiên, mọi người ngồi ở đây cũng không phải là những kẻ ngốc. Dễ dàng đoán được Phó Bí Thư Diệp Đông và Túc Nhất Tiêu có giao tình sâu đậm với nhau. Bằng không, người ta sao chịu đến chứ? Tuy nhiên, khi bước vào phòng ăn, đám Túc Nhất Tiêu ai nấy đều trợn tròn mắt, thậm chí tim còn đập thình thịch. Bởi vì ngồi ở đây đều là những nhân vật cao cấp, so với bên của Diệp Phàm thì Túc Nhất Tiêu cũng cảm thấy phải hổ thẹn, thầm mắng, biến thái thật, thư thể là mở hội nghị thường vụ tỉnh ủy vậy, mẹ kiếp, tức chết đi được. Phó Chủ tịch Lưu Trường Thanh vốn không muốn đến, xuyên cửa, mà cho rằng Diệp Phàm phải đến chỗ mình mới phải. Tuy nhiên, Lưu Trường Thanh nghĩ đến Diệp Phàm là phó trưởng ban tổ chức, có lẽ trưởng ban Cổ Hoài cũng sẽ đến. Cho nên, khi bước vào vốn có tâm lý từ một kẻ, bề trên, không ngờ mình lại chẳng là cái gì,
cho nên vẻ mặt đang từ lạnh lùng liền chuyển sang cung kính. Phó Chủ tịch Lâm, tôi kính ngài một ly. Lưu Trường Thanh mời rượu đương nhiên là dựa theo thứ bậc trong đảng để mời rồi. Trong bốn vị tỉnh ủy viên Lâm Phong, Cổ Hoài Thanh, Tô Thanh Vân, thì Lâm Phong là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, đương nhiên là thứ bậc cao hơn so với ba vị còn lại. Cho nên Lưu Trường Thanh cầm ly lên mời Lâm Phong, thì đó cũng là am hiểu quy tắc trốn quan trường. Nếu sai thì đương nhiên sẽ tự chuốc vạ vào thân rồi. Chủ tịch Lưu, chén rượu này ông mời nhầm người rồi. Lâm Phong cười quỷ dị, đương nhiên là cười nhắc nhở với thiện ý thôi. Mời sai ư? Lưu Trường Thanh có vẻ cô hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ còn có vị đại thần nào nữa sao? Nhìn thấy chưa, mơ hồ rồi phải không? Ha ha! Lâm Phong nói xong liền chỉ vào Ninh Chí Hòa nói. Muốn mời thì phải mời trưởng ban tổ chức Trung ương Ninh trước. Chúng ta là người nhà rồi. Mọi người từ xa đến đều là khách mà. Trưởng ban Ninh, tôi. Lưu Trường Thanh tay khẽ run rẩy, cũng may mà chưa làm rớt rượu. Sau đó ngượng ngùng nhìn Ninh Chí Hòa mời rượu. Ở xa đến thì đều là khách, Chủ tịch Lưu vừa vào cũng không biết, cho nên cũng không thể trách ông ấy được, có phải không nào? Bây giờ đã biết rồi thì bắt đầu từ trưởng ban Ninh, được không? Mà tôi là chủ nhà, cho nên cũng xin phép được cạn cùng trưởng ban Ninh, Chủ tịch Lưu một chén. Diệp Phàm vội vàng đứng ra làm, sứ giả. Lúc này Lưu Trường Thanh đương nhiên là cảm kích rồi. Kết quả, đám cán bộ cấp phó giám đốc sở ai nấy đều cứng cổ lại, rồi từng người cung kính rút lui. Phó giám đốc Sở Túc, bạn bè của ông cũng không nhỏ nhỉ. Lưu Trường Thanh sau khi đi ra liền thở dài, nói. Người ta là người của ban tổ chức cán bộ, năng lượng đương nhiên là hơn tôi nhiều rồi. Túc Nhất Tiêu cũng có chút đắc ý, Diệp Phàm là bạn mình, Diệp Phàm có năng lượng như vậy, mình cũng nở mày nở mặt. Hơn nữa, vừa rồi khi mời rượu, Diệp Phàm cũng giữ thể diện cho lão Túc, trước mặt mọi người gọi một tiếng, anh Túc, hai tiếng, anh Túc, làm cho lão Túc cảm thấy oai lên nhiều. Về sau, Diệp Phàm cũng lịch sự đến phòng của Túc Nhất Tiêu. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác có chút quái dị, các cán bộ cấp phó giám đốc sở kia đều đối đãi với mình như lãnh đạo. Đến phó chủ tịch Lưu Trường Thanh cũng thân thiết bắt tay bắt chân chẳng chịu buông tay. Diệp Phàm biết rằng, ánh mắt Lưu Trường Thanh là đang theo dõi Ninh Chí Hòa. Nếu trưởng ban Ninh đã là khách mời của mình, thì quan hệ của ông ta với mình hẳn sẽ không tồi. Lưu Trường Thanh là phó chủ tịch tỉnh, đương nhiên cũng muốn tiến thêm, mà việc này lại liên quan đến ban tổ chức Trung ương. Việc đề bạt quan to cấp tỉnh thông thường đều nằm trong tay ban tổ chức Trung ương. Ngày hôm sau, Diệp Phàm vào trụ sở tỉnh ủy, trông thấy tòa nhà mà người bên ngoài đều cảm thấy thần bí, trong lòng cũng có chút cảm thán. Không thể tưởng tượng được mình cũng có ngày hôm nay, cũng có văn phòng riêng ở chỗ này. Diệp Phàm chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, chậm rãi đi về phía ban tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, trên đường đi không có mấy người nhận ra Diệp Phàm. Bởi người trẻ tuổi như vậy, thường cấp bậc không cao, cho nên cũng chẳng có ai để ý đến hắn. Không có mắt à? Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một tiếng quát, Diệp Phàm quay lại, mới phát hiện ra mình đã chạm phải một đồng chí đang khuôn vác tài liệu. Tài liệu lập tức rơi đầy nền nhà. Không sao chứ đồng chí? Diệp Phàm đưa tay kéo đồng chí kia dậy, dù sao mình cũng cản đường người ta cho nên mới bị vậy. Đi đứng thế nào không biết, tôi đã nói cậu tránh ra rồi. Cậu xem, tài liệu rơi hết xuống rồi, còn không nhặt lên cho tôi. Đúng là xui xẻo, chưa sáng ngày ra, nếu để chủ nhiệm bắt gặp thì mắng tôi chết mất. Người thanh niên bực mình nói. Ha ha, không sao đâu, tôi sẽ nói với chủ nhiệm của anh. Diệp Phàm ôn hòa cười, nhìn vào cửa của ban tổ chức cách đó không xa, phỏng chừng anh chàng này cũng là thư ký gì đó, hoặc ở phòng văn thư cũng không biết chừng. Nói với chủ nhiệm của tôi, nực cười. Cậu là ai hả? Tôi đây là sinh viên xuất sắc của Đại học Nhân dân, mấy năm rồi mới chỉ là một phó phòng. Còn cậu? Anh chàng này nhìn Diệp Phàm nói. Sau đó không ngờ còn vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Anh bạn, có phải đến xin việc không? Xin việc, ừ, cứ coi là như vậy đi. Diệp Phàm cười cười, quay sang nhìn bàn tay của anh chàng kia đang đặt lên vai mình. Người thanh niên này hình như cũng giác được điều gì đó nên cũng buông tay ra. Tuy nhiên gã cũng có vẻ đắc ý, liếc mắt nhìn thấy trên hành lang không có ai liền nhỏ giọng nói. Anh bạn, đừng trách tôi nhiều lời.
Ban tổ chức này, nước sâu, lắm đấy, cậu đừng có không tin, không tin thì sẽ bị dìm chết đấy. Tôi biết bơi, không vấn đề gì. Diệp Phàm vừa giúp anh ta nhặt tài liệu, vừa nói. Biết bơi, có tác dụng chó gì chứ? Nói ngay như chủ nhiệm của chúng tôi, đừng có nhìn chỉ là một chánh văn phòng, người ta cũng là cán bộ cấp cục trưởng đấy. Nhưng năng lượng còn hơn cục trưởng nhiều. Đồng chí Trương này liên miệng nói, coi Diệp Phàm như một sinh viên mới ra trường thật vậy. Chương 1317, chủ nhiệm Trương thấy kỳ lạ. Năng lượng rất lớn, cái này tôi cũng có chút mơ hồ. Trước đó tôi cũng có đọc qua một số văn kiện liên quan đến tổ chức. Hình như chánh văn phòng chủ yếu là phụ trách phối hợp tổng hợp và đốc thúc kiểm tra công tác trong nội bộ, đảm nhiệm việc sắp xếp các cơ quan có liên quan, truyền đạt những công việc bên ngoài, phụ trách phối hợp tổ chức các cuộc họp quan trọng, phụ trách nói chuyện với bộ phận lãnh đạo, góp ý. Tổng kết đối với những công việc của cơ quan, công tác phúc khảo các văn kiện vào bản thảo, tổ chức các cuộc họp bộ trưởng, các cuộc họp của bộ liên quan đến công tác sự vụ, phụ trách vấn đề ghi chép những việc lớn có liên quan đến bộ, phụ trách những công tác hậu cần hành chính như quản lý xe, hội họp, tiếp đãi, tài vụ, vấn đề vệ sinh an toàn, xử lý những công việc khác do lãnh đạo giao phó. Xem tình hình này, tôi thấy, cái này giống như làm việc vặt. Thế thì có phân lượng lớn được bao nhiêu chứ? Diệp Phàm giật mình, cảm thấy người thanh niên này ắt hẳn tin tức nhanh nhạy, không chừng còn có thể đào bới được chút tin tức gì đó trong ban tổ chức từ miệng của anh chàng. Đừng thấy đây là những tin tức nhỏ. Theo quan niệm của một số người, mạng lưới quan hệ của người trong bộ đều có giá trị tham khảo. Anh đúng là thông thuộc quá nhỉ. Xem ra, cũng phải khổ cực một phen rồi. Về những chuyện này, tôi còn thông thuộc hơn anh gấp ngàn lần. Ngày nào cũng ở trong văn phòng rùi mài, thì cũng phải thuộc được những gì mà văn phòng của chúng tôi phải làm chứ. Đồng chí Trương đắc ý hừ một câu, nhìn Diệp Phàm, cười nói. Kỳ thực, chủ nhiệm hiện nay của chúng tôi chẳng hay ho gì. Cũng chịu xui xẻo liên đới với chúng tôi thôi. Nói gì vậy, chẳng phải anh mới nói chủ nhiệm của các anh lợi hại lắm sao, giờ lại nói cũng chẳng lợi hại gì, cái này không phải là trước sau mâu thuẫn à? Diệp Phàm nói đùa. Hai người nhặt tài liệu xong, vừa đi vừa nói chuyện. Vì văn kiện nhiều quá, cho nên Diệp Phàm giúp đồng chí Trương cầm bớt, hai người đều ôm một hộp tài liệu cao hơn thước. Hai, đổi chủ rồi. Đồng chí Trương thở dài, nhíu mày. Trông có chút cô đơn, thở dài nói. Bốn, đều rất tốt, tôi cũng có thể rời khỏi chánh văn phòng đi làm chức thư ký cho lãnh đạo nào đó. Ai ngờ, trời đột nhiên chuyển biến, chuyện của tôi cũng hỏng hết. Bốn là như vậy, ắt hẳn là sau khi Cổ Hoài đến thì chủ nhiệm chánh văn phòng cũng sống không dễ. Đổi người là chuyện không lâu sau đó. Diệp Phàm trong lòng thở dài, khuôn mặt như cười như không, nói. Nói không chừng vận khí của anh lại đến. Có vị lãnh đạo nào lại nhìn phải anh thì sao? Không có đâu, kỳ thực, Trương Ngôn tôi dù có tên Trương Ngôn, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Chuyện không nên nói đánh chết tôi cũng không nói, hôm nay cảm thấy hợp với anh, nên nhắc nhở anh một chút. Tí nữa gặp lãnh đạo nhất định phải cung kính một chút. Đừng giống tôi, trước đây, lúc mới tốt nghiệp Đại học Nhân dân, tự nhận là nổi danh toàn quốc. Kiêu ngạo vô cùng, còn viết một bức thư với những câu chữ chân thành điên cuồng cho bạn gái. Lúc mới đi làm như cá gặp nước, kỳ thực, những thứ này, trong mắt lãnh đạo chẳng là cái gì, nói khó nghe một chút, là chẳng khác nào phân chó. Lãnh đạo chỉ thích nghe lời của nô tài, chứ không thích những lời khoe khoang của nhân tài. Cho nên, lúc đó đã xảy ra một số việc tôi xử lý không ổn thỏa một chút. Kết quả, đến giờ mấy năm trời vẫn chỉ là một phó phòng nhỏ. Bạn gái đưa thông điệp cuối cùng, năm nay mà không được lên trưởng phòng, thì cả hai chia tay. Trương Ngôn nói xong vẻ mặt buồn bã. Anh rất yêu cô ấy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nhưng, nói thẳng nhé, tôi thấy cô ấy hơi vụ lợi thì phải. Sao có thể dựa vào chức quan lớn nhỏ của anh mà nói chuyện yêu đương? Loại con gái thế này, chia tay sớm càng tốt. Cô ấy không phải loại người như vậy, là gia đình cô ấy ép. Gần đây có một tên gia thế không tệ để ý đến cô ấy. Nhưng, cô ấy chẳng để ý gì đến gã. Một lòng yêu tôi, nhưng, tôi không so được rồi, gã đó với tôi tuổi cũng sấp xỉ, người ta giờ đã là một cán bộ cấp phó cục rồi. Hai, anh nói coi, người nhà cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Người ta đi làm ra về đều có xe, còn tôi à, chỉ có chiếc xe đạp hai bánh. Danh thì cũng dễ nghe đó, làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy,
nhưng kỳ thực, mỗi ngày không phải chỉ là tên chạy việc vặt đưa công văn thôi sao? Chẳng làm được việc gì đàng hoàng cả. Bạn gái ở bên ngoài cũng gọi tôi là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy, hai. Đây mà là phó phòng gì chứ? Có khi, trong ban có khách đến tôi còn là một chân chạy đi mua thuốc nữa. Trương Ngôn có vẻ hơi oán giận, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Thời gian đầu anh đến, còn chưa quen, cần phải đưa tin ở đâu, tôi đưa anh đi là được rồi. Dù nói Trương Ngôn tôi ở trong ban chẳng được coi là nhân vật lớn gì, nhưng, vì chuyện đưa văn kiện, nên cũng quen biết mọi người, giờ, mọi người thấy tôi, đều gọi tôi là Trương Văn Kiện đấy. Không cần, trước kia cũng có đến một lần rồi, nên cũng nhận mặt được. Diệp Phàm cười nói. Vậy là anh lợi hại đấy, hiểu được chuyện trước khi dẫm phải đĩa. Trương Ngôn hơi ngạc nhiên, lập tức thoải mái. Lúc này, bên trong có người gọi, Trương Văn Kiện. Trương Ngôn cười lớn trả lời, còn cười với Diệp Phàm một nụ cười tiêu sái, cầm chồng văn kiện trên tay Diệp Phàm, bước qua. Nhưng, Diệp Phàm phát hiện, Trương Ngôn cười không chút rạng ngời, mà mang chút chua xót. Dẫm lên đĩa, ha ha, tôi thành Sơn Đại Vương rồi. Diệp Phàm hơi lắc đầu, cười tự giễu mình bước vào trong. Diệp Phàm đến văn phòng của trưởng ban Cổ Hoài trước. Ngồi đi, ngồi đi. Vừa thấy Diệp Phàm tiến vào, Cổ Hoài nhấc chồng văn kiện trên tay xuống, thản nhiên cười bảo Diệp Phàm ngồi xuống. Trưởng ban, công việc của ban tổ chức, nói thực, tôi giống như cô gái lần đầu bước lên kiệu, chẳng biết tôi phải làm gì. Xin nhờ trưởng ban chỉ giáo một chút. Diệp Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nói. Sắp Tết rồi, muốn nói công việc cụ thể, nói thực, tôi thực sự cũng ít quản bên này. Thế này đi, cậu cứ ổn định trước đã. Tôi đã nói với đồng chí chủ nhiệm Chánh văn phòng Hoa rồi. Ông ấy đang đợi bên ngoài, đợi chút nữa sẽ đến phòng cậu xem thử, chỗ nào chưa vừa ý thì cứ chỉnh đốn lại trước đã có được không? Cậu có yêu cầu gì, thì cứ nói với ông ấy. Còn về sắp xếp công việc cụ thể, thế này đi, cuối năm rồi. Bên dưới không phải đang làm hội thi đấu thuyền rồng sao, việc này do đồng chí Quốc Hưng chủ trì, sắp Tết, công việc của anh ấy cũng bận rộn lắm, cậu cứ qua đó phụ anh ta làm cho xong hội thi đấu thuyền rồng đi. Còn chuyện phân công công việc, đợi ăn Tết xong sẽ sắp xếp có được không? Cổ Hoài kìm nụ cười, vẻ mặt không tốt không xấu, giống như đang trưng cầu ý kiến của Diệp Phàm. Được, tôi qua xem văn phòng trước, sau đó sẽ tìm đồng chí Quốc Hưng. Diệp Phàm gật đầu. Cảm thấy Cổ Hoài nói chuyện cũng hợp lý, trong thời gian ngắn này, quả thực không bận rộn gì. Mà mình cũng vừa đến ban tổ chức, làm quen tình hình bên dưới cũng tốt. Hơn nữa, Diệp Phàm chắc hẳn cũng sẽ mò được một phân công công tác tốt. Vậy thì cứ tạm làm việc vặt trước đã. Mới ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy một người trung niên tóc đã bạc, lông mi dài, tương đối già đang đứng ngoài phòng họp nhỏ. Phó trưởng ban Diệp, chào anh, tôi là Trương Lâm Hoa. Phụ trách công tác Chánh văn phòng của ban tổ chức. Văn phòng của anh đã được sắp xếp xong tôi đưa anh đi xem. Trương Lâm Hoa có vẻ tương đối cung kính, người hơi cúi xuống, trên mặt nở nụ cười. Chủ nhiệm Trương, chào anh, cứ đi xem trước đã. Diệp Phàm gật đầu, Trương Lâm Hoa đi bên cạnh Diệp Phàm, hơi lùi ra phía sau nửa bước. Vì Diệp Phàm không biết đường, ông đành phải đi lên trước. Vừa bước đến gần văn phòng. Nghe mấy tiếng the thé chói tai, chủ nhiệm Trương Lâm Hoa nhướng mày, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, vội vàng bước lên trước, đẩy cửa hỏi. Các người sao vậy, chuyển cái bàn mà cũng phải làm long trời lở đất vậy à? Chủ nhiệm, cái bàn này có vấn đề. Nhìn thì tốt, ai ngờ, tôi với Đồng Hân, Lý Chấn Thủy nhẹ nhàng chuyển đến, mới phát hiện bên dưới đã bị kiến ăn gần hết rồi. Có một giọng quen thuộc chuyển đến. Không phải là chàng thanh niên ban nãy ôm văn kiện Trương Ngôn thì còn ai nữa? Sao lại như vậy, tòa văn phòng to như vậy mà có kiến à? Nói lung tung hả? Trương Lâm Hoa suýt chút nữa nổi giận, phó trưởng ban mới nhậm chức đến xem văn phòng, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu để trưởng ban Diệp không vui, chuyện này, chắc lại đổ lên đầu mình mất thôi. Chủ nhiệm, Trương Ngôn nói đúng đấy, lúc nãy Trấn Thủy nói con kiến này vốn ở trong gỗ. Hoặc do ai đó không cẩn thận đem vào, vừa mở ra, là đã có tổ rồi. Hiến bây giờ giỏi lắm, ở đâu mà không làm tổ được. Một giọng nữ dễ nghe nói. Ừ, anh bạn, anh đến đây làm gì? Có phải là cũng được phân đến Chánh văn phòng không? Hay quá, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, hoan nghênh, hoan nghênh.
Lúc này, Trương Ngôn đột nhiên phát hiện Diệp Phàm đang đứng ở cửa, thân thiết tiến đến chào hỏi. Mà, bàn tay kia, còn vỗ nhẹ lên vai Diệp Phàm nữa. Ha ha! Diệp Phàm cười cười không đáp. Trương Ngôn, anh ấy là ai vậy? Cô gái xinh đẹp quay đầu lại, hỏi. Sáng nay gặp trên hành lang, đến ban tổ chức đưa tin, chắc là cũng được phân đến đây. Ờ, không ngờ chúng ta cũng có duyên nhỉ, anh ấy đụng phải tôi làm đống tài liệu đổ lung tung, đúng là không đánh không quen nhau nhỉ. Sau này ở văn phòng các vị chiếu cố anh ấy một chút nhé, dù sao anh ấy cũng có duyên với Trương Ngôn tôi mà. Trương Ngôn cười ha hả nói, hơi có vẻ đắc ý, liếc nhìn Diệp Phàm một cá, có tư thế của một đại ca. Cậu nói chuyện chú ý một chút, anh ấy là phó trưởng ban Diệp. Trương Lâm Hoa ngồi xuống quan sát ổ kiến, vừa nghe là đã hồi phục lại tinh thần, đổ mồ hôi. Vội vàng đứng lên bên cạnh Diệp Phàm, nói, đều phải trách tôi, phó trưởng ban Diệp, bàn này không dùng được rồi, tôi lập tức sắp xếp đi mua lại cái mới. Phó trưởng ban, Trương Ngôn kia miệng há hốc, một nam một nữ đứng cạnh cũng tương tự. Lập tức, khuôn mặt đã sơ cứng, trên mặt ba người lộ vẻ ngượng ngùng. Đặc biệt là Trương Ngôn, tay trái chà tay phải, đứng ở đâu cũng không ngừng xấu hổ. Không sao đâu, có kiến là chuyện bình thường. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nhìn toàn bộ văn phòng, nói. Cũng không tệ. Chủ nhiệm Trương vẻ mặt bối rối xin lỗi một tiếng, vội vàng bước đi. Ông ta nói sẽ đích thân xử lý, dĩ nhiên là có ý lập công chuộc tội rồi. Gần một tiếng sau, một bộ bàn ghế được đưa đến. Dĩ nhiên, chủ nhiệm Trương căn cứ theo tiêu chuẩn của các thứ trưởng, không dám làm sằng. Ngồi trên bộ bàn ghế mới, ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng, Diệp Phàm xoay trong lòng tương đối kịch cỡm. Lúc này, chủ nhiệm Trương lấy mấy thứ đồ từ chỗ Trương Văn Kiệt, nói. Trưởng ban Diệp, đây là một số tư liệu nhân viên văn thư, anh xem trước, nếu như có gì thích hợp cứ nói một tiếng. Còn nếu như không có gì thích hợp thì xin trưởng ban Diệp cứ nói yêu cầu của thư ký là gì, tôi sẽ đi chọn về. Đặt ở đó đi, rảnh tôi sẽ xem. Diệp Phàm gật đầu liếc nhìn Trương Lâm Hoa một cái, nói. Chủ nhiệm Trương, hút thuốc không? Chương 1318, nghi kỵ lẫn nhau. Rút ra, rút ra. Trương Lâm Hoa nói. Vậy được một điếu. Diệp Phàm rút một điếu Trung Hoa ra, Trương Lâm Hoa nhận lấy, nhưng miệng vẫn khách khí nói. Răng rắc một tiếng điểm, Diệp Phàm phun ra vòng khói nói. Chủ nhiệm Trương, nghe nói ban tổ chức cán bộ muốn làm đại hội thi đấu thuyền rồng, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cậu nói một chút trước cho tôi xem. Đại hội thi đấu thuyền rồng. Trương Lâm Hoa đột nhiên lắp bắp một chút, chợt bình tĩnh lại, nói. Việc này tôi cũng không biết rõ ràng, hiện tại là do trưởng ban Từ Phượng phụ trách trực tiếp. Nghe nói là năm thị xã cấp dưới tổ chức ra 15 thuyền rồng, mỗi thị xã 3 cái thuyền rồng. Mùng 1 tháng 2 ở bãi sông Mã thành phố Hải Châu cử hành. Đương nhiên, đơn vị tổ chức chính là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta. Văn phòng tôi có cử một phòng đi giúp đỡ trưởng ban Phượng chuẩn bị mở đại hội thi đấu thuyền rồng. Đại hội thi đấu thuyền rồng này xuất phát từ mục đích gì? Diệp Phàm hỏi, thản nhiên liếc mặt nhìn chủ nhiệm Trương một cái. Mục đích? Trương chủ nhiệm thì thào một câu, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Diệp Phàm giật mình, tự nhủ, chẳng nhẽ đại hội thi đấu thuyền rồng này có âm mưu gì? Bằng không làm sao Trương Lâm Hoa vừa nghe đã dựng mi lên. Cho nên, Diệp Phàm đi tới nói. Giống như các đại hội thi đấu thuyền rồng trước kia, bình thường đều là từ địa phương hoặc dân gian tổ chức ra. Nếu lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn làm, chắc chắn phải có mục đích gì đó đúng không? Việc này, tôi thực sự không rõ lắm. Trương Lâm Hoa lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Trước kia đã từng tổ chức chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa có, đây là lần đầu. Trương Lâm Hoa lắc lắc đầu. Ồ, Diệp Phàm lên tiếng, xem ra, Trương Lâm Hoa có lo lắng, việc này khẳng định có điều gì đó. Diệp Phàm tới văn phòng Phượng Quốc Hưng. Không thể tưởng tượng được phó trưởng ban Diệp, chúng ta là bạn học trường đảng, giờ lại kề vai chiến đấu. Vừa vào Phượng Quốc Hưng đã thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, Phượng Quốc Hưng tươi cười có vẻ cứng ngắc, hẳn là cố giả bộ. Hơn nữa, có vẻ cấp trên nhìn từ cao xuống. Có thể cùng trưởng ban Phượng cùng nhau làm việc, cũng rất vui vẻ. Diệp Phàm cười nói,
biết thằng nhãi này trong lòng không thoải mái. Gia thế Phượng Quốc Hưng rất mạnh, tuy nhiên, lần này đi huấn luyện trường đảng tiếp xúc một loạt các thân phận lớn, hơn nữa, cũng không phải là học viên ưu tú đặc biệt, cảm thấy đã đánh mất mặt mũi. Đương nhiên, khi đối mặt với Diệp Phàm, trong lòng Phượng Quốc Hưng tự nhiên không thấy thích mà thôi. Tuy nhiên, trước khác nay khác, hiện giờ Phượng Quốc Hưng làm tới cấp giám đốc sở là phó trưởng ban thường trực, nhân vật số 2 trong ban tổ chức cán bộ, Diệp Phàm tính là cấp trên hay là cấp dưới anh ta. Thằng nhãi này, đương nhiên thản nhiên bày ra tư thế lãnh đạo để trộn lẫn đồng chí Diệp Phàm một chút. Bạn học lại thêm đồng sự, đương nhiên thân thiết hơn phải hay không? Lớp trưởng Diệp là học viên ưu tú đặc biệt duy nhất của lớp, do chính hiệu trưởng Đường tự mình trao tặng. Về mặt năng lực, đương nhiên không cần phải nói. Phượng Quốc Hưng thản nhiên khen một câu. Đương nhiên, nói khá miễn cưỡng. Xoay người nói. Vừa rồi trưởng ban cổ điện thoại đến đây, lại nói, sắp đến Tết. Ban tổ chức cán bộ báo cáo mọi chuyện cho tôi, thật đúng là không ứng phó nổi. Tổng kết cuối năm, kế hoạch sang năm, còn mấy chủ tịch doanh nghiệp nhà nước đến tuổi về hưu. Việc sắp xếp cho những người này không thể không làm, các xí nghiệp này nọ, không có người đứng đầu tuyệt đối không làm được. Cái này anh đến thì tốt rồi, đại hội thi đấu thuyền rồng lần này sẽ giao cho anh toàn quyền phụ trách. Đây là tư liệu liên quan tới đại hội thi đấu thuyền rồng, anh cầm trước làm quen một chút, có cần thêm gì, cứ việc bảo đồng chí tránh văn phòng Lý Lâm Hoa là được, mọi người phòng bên này cậu cũng tiếp nhận qua luôn. Trưởng ban Phượng, việc này, lúc vừa nãy, trưởng ban cổ chỉ bảo tôi giúp đỡ anh làm tốt đại hội thi đấu thuyền rồng. Việc này, bảo tôi toàn quyền phụ trách có thể có chút lo lắng mà làm hỏng đại hội thi đấu. Nghe nói đại hội thi đấu thuyền rồng này do bộ tổ chức là lần đầu tiên. Tôi tự mình lo liệu sẽ làm hỏng, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến uy danh của trưởng ban Phượng có phải hay không. Diệp Phàm không nhận tài liệu, thản nhiên nói. Ha ha, hiệu trưởng Đường trao danh hiệu học viên ưu tú đặc biệt, một đại hội thi đấu thuyền rồng có thể làm khó anh sao? Nực cười, ông em, khiêm tốn cũng phải có cách khiêm tốn phải không? Vừa rồi trưởng ban cổ điện nói tôi đã nói qua, ông ấy cũng đồng ý đem việc này cho cậu toàn quyền phụ trách. Bằng không cậu xin lại chỉ thị trưởng ban cổ, xem ông ấy nói như thế nào. Phượng Quốc Hưng nói rõ ràng, sắc mặt hơi tái một chút, tuy nhiên, lại hồi phục ngay. Xem ra, trong lòng có chút không thoải mái, cho rằng Diệp Phàm cố ý làm khó dễ anh ta, một phó trưởng ban thường trực mới nhận chức. Nếu trưởng ban cổ và trưởng ban Phượng để mắt đến Diệp Phàm tôi như vậy, không lo việc này bị phá hỏng, tôi đây sẽ tiếp nhận. Về sau... có gì không hiểu còn muốn tới thỉnh giáo trưởng ban Phượng. Đến lúc đó mong trưởng ban Phượng không ngại chỉ bảo. Nói tới công tác tổ chức, tôi còn thực sự chưa làm qua. Trước kia ở Ngư Đồng cả ngày, trong đầu chỉ có phá án. Công tác tổ chức và việc phá án thực ra là hai cái khác nhau. Trưởng ban Phượng, anh là lãnh đạo của tôi, lại là bạn học trưởng đảng, sau này tôi phải gọi một tiếng anh Phượng, có gì dễ làm tận lực giúp đỡ. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Nếu Phượng Quốc Hưng anh đã gọi tôi là ông em, tôi đây liên thuận miệng gọi anh là anh Phượng, xem anh ứng phó như thế nào. Hơn nữa, tuyệt đối là không thiệt thòi. Ha ha, nói đùa, thảm án 88 lớn như vậy cậu đều có thể phá án và bắt giam, công tác tổ chức làm sao phiền phức bằng phá án. Chưa làm có thể từ từ học hỏi, tin rằng không bao lâu, phó trưởng ban Diệp như cá gặp nước có phải hay không. Phượng Quốc Hưng khen ngợi một chút, đương nhiên là giả vờ khen. Diệp Phàm có thể cảm giác được một chút. Bởi vì trong ánh mắt Phượng Quốc Hưng phát ra một tia làm cho người ta thấy không hợp với vẻ mặt, đôi mắt ưng của Diệp Phàm liền bắt lấy. Với công lực, đẳng cấp không ngừng tăng lên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng nhạy bén lên. Có thể nắm được sự biến hóa trong ánh mắt của đối phương, cho dù là một sự biến đổi rất nhỏ cũng có thể bắt được. Từ đó cân nhắc đối phương có thật tâm không. Cũng là nghề nghiệp mà Diệp Phàm cân nhắc đi ra. Đôi mắt ưng này thật đúng là thứ tốt. Kỳ thật, đương nhiên không phải Diệp Phàm có một đôi mắt ưng, chẳng qua là ánh mắt Diệp Phàm cùng dã ưng giống nhau, chỉ có độ nhạy bén cao. Một thứ gì đó vô hình mà thôi. Trở lại văn phòng, Diệp Phàm cẩn thận dở tài liệu ra xem. Phát hiện khẩu hiệu thi đấu đại hội thuyền rồng lần này chính là, đoàn kết là sức mạnh. Đội ngũ dự thi có 5 tổ, đó là thị xã Miếu thành phố Việt Châu, thị xã Kim Mã thành phố Hải Châu, thị xã Ngũ Thủy Triều Châu, thị xã Thiên Đông thuộc thành phố Ngư Đồng, cộng với thị xã Xuân Dương thuộc thị xã Cửa Giang, tổng cộng 5 thành phố cấp 3, mỗi thành phố cấp 3 có 3 đội thuyền rồng,
mỗi chi đội xếp hạng thuyền rồng thành tích cao nhất. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, năm bí thư thị ủy, năm thị xã hoặc thành phố cấp 3 đều là ủy viên thường vụ, toàn bộ đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa, một đám cũng không già, chưa tới 45 tuổi, tiềm lực lên cao vẫn tương đối lớn. Danh sách nhân viên dự thi của các thành phố cấp 3 báo lên, tất cả đều là nhân viên làm việc nhà nước. Về phần người theo bộ môn nào, từ đâu tới, chỉ cần không ra thị xã mà công tác ở địa phương đều có tư cách tham gia. Phần người địa phương làm việc vùng khác không tính toán gì, yêu cầu chính là công tác tại bản địa, là nhân viên chính thức của nhà nước, mặc dù đồng chí có hộ khẩu tạm thời ở ngoài, cũng coi như được. Buổi chiều, Diệp Phàm tiến vào văn phòng kêu tránh văn phòng Trương Lâm Hoa lại, nói. Hiện tại tôi phụ trách đại hội thi đấu thuyền rồng ở Hải Châu, đây là tài liệu, cậu xem trước đi. Phó trưởng ban Diệp, tài liệu này tôi xem cũng vô dụng, anh có công việc gì cụ thể bố trí xuống, tôi trực tiếp đi làm là được. Trương Lâm Hoa không nhận tài liệu, miệng nghiêm trang nói. Không xem tài liệu cụ thể bố trí công tác xuống dưới cậu làm như thế nào, chẳng lẽ việc mua lá cờ, thêu con rồng cũng phải tôi giải thích rõ ràng sao? Diệp Phàm mặt hơi nghiêm, hừ nói. Trưởng ban Diệp, tôi có thể bảo phó chủ nhiệm lại đây hỗ trợ chuyên môn cho anh làm đại hội thi đấu thuyền rồng. Anh cũng biết đấy, đối tượng tôi phục vụ rất nhiều, bao gồm toàn bộ ban tổ chức cán bộ, có khách đến có phải tiếp đón khách hay không, văn kiện đến có phải sửa sang lại hay không. Các vị lãnh đạo ấy gọi điện thoại tôi không được quá bận. Không phải tôi không muốn xem tài liệu, tôi sợ xem tài liệu, đến lúc đó anh bố trí xuống dưới, tôi không có thời gian, chỉ sợ kéo sau thuyền rồng. Trương Lâm Hoa dường như đang kiêng kỵ điều gì đó, Diệp Phàm cảm giác được. Sau đó bèn nói. Như vậy đi, để tôi nói qua một chút, đem cậu điều tạm lại đây, hỗ trợ chuyên môn tôi, sau khi đại hội thi đấu thuyền rồng kết thúc rồi cậu lại trở về, thế nào? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Trương Lâm Hoa nói cũng có lý, người này không phải chỉ phục vụ chính mình. Hơn nữa, vừa rồi nói chuyện có thể nghĩa ra, nghe nói chủ nhiệm Trương Lâm Hoa trước kia quan hệ lão trưởng ban Kim Thụ Dương tốt hơn, trưởng ban Cổ Hoài mới tới đối với anh ta cũng không thích lắm. Cho nên, thời kỳ này, Trương Lâm Hoa cảm giác vị trí khó giữ được, còn chưa dám chống lại hắn, một phó trưởng ban mới tới, đó chẳng phải chuyển vị gia tốc hay sao? Tuy nhiên, Trương Lâm Hoa còn đang suy xét, xem ra, thực sự băn khoăn. Cậu ta băn khoăn điều gì? Chẳng lẽ Cổ Hoài chuẩn bị xuống tay? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới Kim Thụ Dương, thản nhiên nói. Lần trước hồi kinh, may mắn cùng trưởng ban Kim uống rượu, ông ấy nói, rất nhớ các đồng chí cùng làm việc ở Việt Đông. Đặc biệt đối với chánh văn phòng cậu, nói cậu là người quản gia chi kỷ. Đương nhiên, những lời này của đồng chí Tiểu Diệp là nói dối. Lần đó Kim Thụ Dương ở bữa tiệc đính hôn nhị đệ Diệp Tử Kỳ làm sao nói chuyện Việt Đông. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ Trương Lâm Hoa ở thời đại của Kim Thụ Dương rất được sủng ái, hẳn là Kim Thụ Dương rất vừa lòng với cấp dưới này. Cho nên, liền nói một hồi về Kim Thụ Dương, tin rằng Trương Lâm Hoa sẽ không ngốc mà đi tìm Kim Thụ Dương để chứng thực điều này. Hơn nữa, Trương Lâm Hoa làm chánh văn phòng, chắc chắn biết ban tổ chức cán bộ rất nhiều việc. Hiện tại còn không dám nói, đơn giản là sợ Cổ Hoài chuyển vị trí của cậu ta, trong lòng còn băn khoăn thôi. Việc này, một thần một chiều thiên tử, Trương Lâm Hoa cũng nằm ở vị trí tương đối xấu hổ. Chánh văn phòng đối với nhân vật số một càng quan trọng. Trương Lâm Hoa khẳng định còn chưa lấy được tín nhiệm của trưởng ban Cổ Hoài, hoặc trưởng ban Cổ Hoài và Kim Thụ Dương không cùng một chí hướng. Trương Lâm Hoa kỳ thật có chút đáng thương, lập tức thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Chương 1319, Chủ tịch thành phố Lý thăm hỏi. Hoa nghe thấy tên Kim Thụ Dương đột nhiên trong mắt sáng lên. Nói trưởng ban Diệp kỳ thật giống đồng chí phó chánh văn phòng Lâm chúng tôi, đó là một người từng trải. Có ông ấy trợ giúp hoàn toàn có thể làm tốt đại hội thi đấu thuyền rồng. Có phải khinh thường không muốn hợp tác với tôi? Diệp Phàm hừ lạnh nói đối với việc thằng nhãi này đẩy việc ý tứ nặng lên không ít. Nào biết trong ánh mắt Trương Lâm Hoa lóe lên một ánh nhìn lạnh mịt mờ. Tuy nhiên ánh mắt đó vẫn bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm bắt được. Trầm mặc trong chốc lát. Thằng nhãi này giống như mất 25.000. Tập trung khí lực thật lớn mới gật gật đầu nói nếu trưởng ban Diệp có thể nói với trưởng ban Cổ, những việc tôi đang nắm giữ giao cho phó chủ nhiệm tôi sẽ toàn lực ủng hộ công việc của anh. Ừ, cậu đem tài liệu cầm xem trước đi.
Diệp Phàm gật gật đầu nhìn sắc mặt Trương Lâm Hoa có vẻ khó coi như già nua đi rất nhiều. Quái, người này giống như rất không muốn hợp tác cùng mình. Theo lý thuyết có cơ hội tỏa sáng như vậy cậu ta phải vui sướng mới đúng chứ. Diệp Phàm ngồi ghế suy nghĩ. Cho đến khi nghĩ tới Cổ Hoài, Diệp Phàm mới bừng tỉnh, phỏng chừng Hoa cho rằng mình là đồng bọn của Cổ Hoài muốn mượn cớ điều cậu ta đi giúp đỡ đại hội thi đấu thuyền rồng. Sau khi đại hội thi đấu thuyền rồng kết thúc, vị trí của Trương Lâm Hoa cũng không còn. Cuối cùng tùy tiện nhét vào bộ phận nào đó. Trương Lâm Hoa trong lòng cho rằng mình có ý này kỳ thực chính là ý của Cổ Hoài, thảo nào tên kia cảm thấy mất mát, không thể vui sướng mới là lạ. Diệp Phàm đi thẳng tới phòng phó trưởng ban thường trực Phượng Quốc Hưng. Thế nào, xem qua tài liệu hẳn là không khó hả? Phượng Quốc Hưng thản nhiên mỉm cười hỏi. Đích xác không phải rất khó, tuy nhiên thời gian rất gấp, chỉ còn khoảng 10 ngày. Tôi sợ một người muốn làm không xong, cho nên có thể cho đồng chí tránh văn phòng Trương Lâm Hoa giúp đỡ tôi phụ trách công việc đại hội thi đấu thuyền rồng lần này hay không? Tôi nghĩ ban tổ chức cán bộ chúng ta hoàn toàn có thể thành lập ban chỉ huy hoặc là ủy ban chủ bị cũng được. Đồng chí Trương Lâm Hoa ở ban tổ chức cán bộ làm công việc tiếp đãi. Đến lúc đại hội thi đấu thuyền rồng khẳng định sẽ có rất nhiều khách để anh ta với chức danh phó tổ trưởng triển khai công tác có được hay không? Diệp Phàm nói. Việc này có cái khó, để tôi suy nghĩ đã. Phượng Quốc Hưng nói xong trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nói. Dù sao Trương Lâm Hoa phụ trách toàn bộ ban tổ chức cán bộ, chỉ sợ rút anh ta ra ban tổ chức cán bộ sẽ bất tiện. Tuy nhiên chỉ cần trưởng ban cổ gật đầu tôi cũng không ý kiến gì. Để tôi đi hỏi trưởng ban cổ một chút, cũng không biết có được hay không, anh nói có lý, ý nghĩ của tôi đích xác không ổn. Cứ thử xem đi, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười hai tiếng xoay người đi. Khi Diệp Phàm đem việc này nói lẩm bẩm một lần, kỳ lạ chính là Cổ Hoài lấy cớ Trương Lâm Hoa phải phụ trách ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy các phương diện làm việc để khéo léo từ chối. Tuy nhiên Cổ Hoài cũng chỉ ra có thể để Trương Lâm Hoa giúp đỡ Diệp Phàm triển khai công việc, về phần đại hội thi đấu thuyền rồng, đích thân mình sẽ phân công phó chủ nhiệm cho Diệp Phàm. Thời điểm trạng vạng không ngờ chính mình nhận được điện thoại của đồng chí Kim Thụ Dương, nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ đã được điều đến Bắc Kinh. Trưởng ban Diệp, trường đảng Trung ương là nơi thể hiện năng lực thật là tốt, cậu xem vừa ra là lên chức. Ha ha, Kim Thụ Dương đầu tiên nói chúc mừng. Ha ha. Cấp bậc không thay đổi, chỉ thay đổi hàng đơn vị bố trí mà thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Vị trí thế thôi nhưng không giống như nhau. Trưởng ban Diệp, công tác tổ chức có đặc thù riêng, chẳng lẽ cậu không hiểu? Mọi người đều nói ban tổ chức cán bộ là quản ngũ cán bộ cho quan lớn. Cho thấy công việc của ban tổ chức cán bộ đặc biệt. Cán bộ muốn ngũ cho anh ta mũ bọn họ đương nhiên phải hầu hạ chút. Kim Thụ Dương mỉm cười một tiếng, chuyển người lại nói tiếp. Tôi thật sự nhớ nhóm đồng sự ở Việt Đông như đồng chí tránh văn phòng Trương Lâm Hoa chính là một đồng chí tốt. Vâng, chủ nhiệm Trương là đồng chí tốt, tôi gần đây văn phòng giống như nhà ở, cậu ta bố trí tốt lắm. Việc này cũng không cần tôi quan tâm, lần này trưởng ban Cổ Hoài bảo tôi làm đại hội thi đấu thuyền rồng, tôi đang cần người nên muốn điều chủ nhiệm Trương lại giúp. Tuy nhiên tôi thấy chủ nhiệm Trương dường như không nhiệt tình với đại hội thi đấu thuyền rồng. Việc này là việc trước tiên. Diệp Phàm thản nhiên nói xong, thử thăm dò. Nói cậu ta không quan tâm, phó trưởng ban Diệp cậu có thể đã hiểu lầm cậu ta. Tuy nhiên, phó trưởng ban Diệp bảo chủ nhiệm Trương giúp cậu làm đại hội thi đấu thuyền rồng là ý của trưởng ban Cổ hay là ý của cậu? Kim Thụ Dương quả nhiên cũng thử thăm dò lại Diệp Phàm, đến đây xem ra Trương Lâm của Tập đoàn Điện năng Quốc tế Trung Hoa bảo Kim Thụ Dương đảm đương thuyết khách, chứng tỏ quan hệ hai người không giống bình thường thật là tốt. Lời này tôi không rõ, ý của trưởng ban Cổ và ý của tôi có gì khác nhau sao? Ha ha ha! Diệp Phàm cố ý giả bộ thản nhiên tiện thể hỏi. Đương nhiên không có gì bất đồng giữa cậu và trưởng ban Cổ, đều là lãnh đạo của Lâm Hoa. Cậu ta muốn làm công việc văn phòng chỉ cần lãnh đạo cần cậu ta đều toàn lực trợ giúp. Kim Thụ Dương bật cười ha ha, không muốn lộ chân tướng còn đang thử dò xét. Ha ha, giống nhau là tốt rồi. Tôi còn lo lắng mình mới đến ban tổ chức cán bộ lại tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác chưa đủ. Chủ nhiệm Trương làm được việc có phần như cha mẹ. Diệp Phàm cố ý nói nửa câu, mục đích đương nhiên là bước ra ý tứ của Kim Thụ Dương. Không có, đồng chí Lâm Hoa tuyệt đối không có ý nghĩ này. Thái độ kiên quyết của Kim Thụ Dương lập tức phủ nhận.
Ông ta cũng lo lắng nếu thực trong lòng Diệp Phàm để lại cái mụn nhọt kia về sau Trương Lâm Hoa sẽ không thể sinh sống dễ chịu. Việc này tôi thực sự mơ hồ, tuy nhiên có lẽ là cửa ải cuối cùng chủ nhiệm Trương quả là vội vàng, tuy nhiên thôi tôi sẽ đi tìm người khác. Lúc chiều tôi cũng đi tìm trưởng ban cổ ông ấy cũng nói không thể rút Lâm Hoa ra hoàn toàn. Mọi sự trong bộ chờ anh ấy xử lý không thể thiếu anh ấy. Diệp Phàm lại tung ra lời nói của Cổ Hoài đương nhiên là dẫn Kim Thụ Dương vào hũ. Trưởng ban cổ không đồng ý. Kim Thụ Dương cào nhau một câu, mơ hồ nghĩ không phải Cổ Hoài muốn điều vị trí Hoa sao. Đây là cơ hội tốt để rút cậu ta ra và không dùng lại. Dù sao Kim Thụ Dương là người Việt Đông tới, nói với phó trưởng ban Diệp rằng chỉ sợ đại hội thi đấu thuyền rồng rất quan trọng qua loa không được. Vừa nghe qua vậy Diệp Phàm nghĩ lời này của Kim Thụ Dương có ý gì? Đại hội thi đấu thuyền rồng đương nhiên quan trọng như thế nào mà Kim Thụ Dương lại cường đại lời nói, chẳng lẽ đại hội thi đấu thuyền rồng có liên hệ với công tác tổ chức? Nghĩ đến đây Diệp Phàm trong lòng cảm giác hiểu được một chút mối liên hệ giữa đại hội thi đấu thuyền rồng và chức vị cấp bậc năm bí thư thành ủy. Nói đương nhiên không qua loa được, dù sao cũng là sự kiện đầu tiên tôi làm ở bộ. Vậy đại hội thi đấu thuyền rồng không phải là đại hội thi đấu mũ quan chứ? Ha ha, việc này cũng không chừng là vậy. Ví như có vài đối tượng thấy năng lực không khác biệt lắm mà lúc khó đặt cao thấp. Đến cuối cùng cấp trên khó có thể quyết định thì đưa ra sự kiện nào đó để khảo nghiệm một chút năng lực bọn họ. Đại hội thi đấu thuyền rồng chỉ là một hoạt động nhưng từ hoạt động này có thể thấy được năng lực điều phối tổ chức cán bộ, còn có khả năng hướng mọi người theo mình. Đặt trên mặt bàn một hoạt động là khá nhiều. Kim Thụ Dương nói. Sau khi buông điện thoại liền nghe được tiếng gõ cửa. Diệp Phàm trong lòng buồn bực chính mình mới đến Việt Châu vài ngày không ngờ có người đã biết địa chỉ của mình, người đó cũng là tương đối thần thông. Mở cửa ra nhìn thấy Chủ tịch thành phố Ngư Đồng Lý Quốc Hùng trên tay ôm một thùng đồ vật mỉm cười nhìn Diệp Phàm nói. Đã lâu không thấy trưởng ban Diệp, anh rời khỏi Ngư Đồng cũng không nói một câu cứ lặng lẽ đi để cái lỗ tai tôi, Chủ tịch thành phố thiếu chút nữa bị các đồng chí nhồi vào. Ha ha, lúc ấy đi được có chút vội vàng cũng chưa kịp chào hỏi, thất lễ. Diệp Phàm cười mời Lý Quốc Hùng vào. Sao có thể như vậy, muốn nói thất lễ hẳn là các lãnh đạo Ngư Đồng chúng tôi nói mới đúng. Anh xem anh vì Ngư Đồng làm bao nhiêu chuyện, chúng tôi đã cho anh được cái gì, thời điểm đi còn không được chúng tôi đưa tiễn. Lý Quốc Hùng nhẹ nhàng đặt thùng lễ vật trên tay cười nói. Trưởng ban Diệp, không có gì hay nên mang theo một ít đặc sản của Ngư Đồng. Đến không thôi là được, chúng ta từng là đồng nghiệp sao lại phiền toái vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Không phiền toái gì, một ít cá thôi. Lý Quốc Hùng vẻ mặt thản nhiên cười nói. Cá? Diệp Phàm cố ý thì thào, giật mình không lẽ con cá này chính là Hoàng hậu Đầm Viên Nguyệt. Hoàng hậu Viên, phó trưởng ban Diệp nói vậy là đã nghe qua đặc sản mảnh đất kia. Lý Quốc Hùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, phòng phân phối cho hắn quả không tồi, 5 phòng 2 đại sảnh, cũng là diện tích không tồi ở thành phố Việt Châu. Ồ! Hóa ra tiếng tăm con cá này rất vang, đối với nam nhi chúng ta mà nói còn giống như là vật đại bổ. Diệp Phàm gật gật đầu phỏng chừng Lý Quốc Hùng đưa cá là còn có việc. Đại bổ không có thì tiểu bổ vẫn phải có. Lý Quốc Hùng gật gật đầu trầm ngâm trong chốc lát uống hết cốc trà thở ra nói. Nguyệt Đầm cá cũng còn một ít, chỉ có điều lão già trông cá đã mất. Phó tư lệnh thân thể tốt lắm, chẳng lẽ... Diệp Phàm cố ý nói lúc này mới hiểu được việc anh ta lại đây. Dự đoán Lý Quốc Hùng bị người nhờ vả đến van xin hộ lão già Tưởng Vân. Tưởng Vân bởi vì để Thanh Lang ở mảnh đất kia, kết quả một buổi tối Thanh Lang bị bắt, Tưởng Vân cũng bị liên lụy đến giờ vẫn còn bị nhốt tại sở, trại tạm giam tỉnh giam giữ cũng không phán xuống dưới. Chương 1320, ức hiếp con chim non không có lối thoát. Cái này đương nhiên là Diệp Phàm sai khiến cố ý đều đồng chí Vương Triều đến Sở Công an tỉnh đảm nhiệm đại đội trưởng đội phó trung đoàn cảnh sát hình sự. Nếu thủ trưởng yêu cầu mình điều tra triệt để thảm án Ngư Đồng Việt Đông, thì cũng phải làm một số chuyện. Thảm án dù nói đã kết án rồi, nhưng vẫn có nhiều chi tiết chưa làm rõ đến cùng. Chẳng hạn như bí mật dưới Sơn Trang Đông Pha mà Lô An Cương nói trước khi chết, gút mắc của cha Lô An Cương với Quản Nhất Minh. Hóa thạch chim kia ở đâu? Còn nữa, Diệp Phàm vẫn nghi ngờ, thân thủ của Lô An Cương không cao, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Người dùng An Lạc Cầu giết người chắc chắn không phải là Lô An Cương làm. Có lẽ, là do một người khác,
Sát thủ sau tấm màn chắc chắn là một cao thủ, có thể là ngũ đẳng đỉnh bật, thân thủ còn cao hơn cả Thanh Lang. Người này vẫn chưa lộ diện, người này chưa tra ra bắt về quy án, Diệp Phàm trong lòng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nói từ góc độ lương tâm, Diệp Phàm tuyệt đối phải bắt được người này về quy án. Nhưng, tình hình Việt Đông rất phức tạp, Thất tướng yêu cầu điều tra rõ vụ án này, nhưng thái độ của nhân vật số 1 Việt Đông Triệu Sương Sơn có chút không rõ ràng, giống như muốn dừng tại đây. Nếu như bản thân mình phải điều tra, thì chỉ có thể điều tra vụng trộm. Điều tra lộ liễu, chắc chắn sẽ chọc giận Triệu Sương Sơn. Cho nên, Diệp Phàm đang bị vây trong tình thế lưỡng nan. Trưởng ban Diệp chắc là quên rồi, Tưởng Vân đang còn bị nhốt ở sở tỉnh. Chuyện này, con trai ông ta Tưởng Lâm cũng đang chạy khắp nơi, nhưng câu trả lời của sở tỉnh rất mơ hồ. Anh cũng biết đó, Tưởng Lâm là phó giám đốc sở tài chính của tỉnh chúng ta, có ảnh hưởng rất lớn đến ngư đồng chúng tôi. Lý Quốc Hùng sắc mặt khó coi. Chuyện này, trước đây chưa điều tra rõ, tạm giam ông ấy cũng là bình thường. Có lẽ khi nào sở tỉnh điều tra rõ tình hình sẽ xử lý thôi. Một ông già, trước đây còn là phó tư lệnh quân phân khu ngư đồng, nếu như không có trách nhiệm lớn quá thì sở tỉnh có lẽ cũng không làm khó ông ta. Diệp Phàm thản nhiên nói, bắt đầu câu cá, biết chỗ yếu của Lý Quốc Hùng đã bị Tưởng Lâm nắm, bằng không sẽ không đến cầu xin mình. Trưởng ban Diệp, nghe nói đồng chí Vương Triều Nguyên phó cục trưởng thị cục ngư đồng phụ trách vụ này, anh xem, chuyện này có thể nói với đồng chí Vương Triều một chút, yêu cầu xử lý nhanh chóng không? Lý Quốc Hùng cuối cùng cũng đã lòi đuôi cáo. Chuyện này e là không ổn, tuy nói trước kia tôi là lãnh đạo của Vương Triều, nhưng giờ tôi đã rời khỏi hệ thống công an rồi. Mà, thảm án 88 liên lụy lớn lắm, có một số chuyện, do trước đây tôi là lãnh đạo chủ chốt của thảm án 88, nên không tiện ra mặt. Diệp Phàm thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Tưởng Vân như vậy rồi. Nên biết, Tưởng Lâm con trai của Tưởng Vân là người hầu trung thành của quản nhất minh. Ngày đó khi mình bị lột mũ quan chính Tưởng Lâm đã đứng sau quản nhất minh cười châm chọc. Tưởng Lâm biết biểu hiện của bản thân hôm đó quá tệ. Cho nên, ngại ra mặt, mới phải đi vòng qua Lý Quốc Hùng, ép chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng này không thể không đi nhờ vả Diệp Phàm. Đồng chí bí thư thành ủy thành phố Ngư Đồng Hà Trấn Nam đi mặt trận tổ quốc tỉnh dưỡng lão rồi, chức bí thư thành ủy nửa năm nay vẫn còn trống chưa chọn ai. Có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí này. Lý Quốc Hùng đương nhiên là một cán bộ đỏ mắt vì vị trí này, luôn nghĩ cách lập công lớn để các cán bộ ở tỉnh tán thành. Nhưng, một vị trí nặng như vậy, chắc chắn Triệu Sương Sơn phải nắm trong tay rồi. Không có sự tán thành của ông ta, cũng chẳng ai có thể ngồi được vào vị trí này. Liếc mắt nhìn Lý Quốc Hùng một cái, Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng, quyết định nhắc nhở Lý Quốc Hùng một tiếng, nói. Chủ tịch thành phố Lý, tôi hy vọng ông không lẫn lộn với chuyện của Tưởng Lâm trong đó. Thảm án 88 bao nhiêu người nhìn vào, chỉ nhầm lẫn một chút là sẽ gây ra phiền phức lớn đó. Hai, tôi biết, lúc đầu cũng chỉ vì công việc trong thành phố. Nếu trưởng ban Diệp đã nói như vậy thì tôi cũng biết tốt xấu, đúng là không thể nào nói nổi. Lý Quốc Hùng thở dài, trầm mặc trong chốc lát, nói. Nghe nói, trưởng ban Diệp đến trường đảng Trung ương học tập là do đích thân bí thư Triệu tự mình điểm tướng. Cái này, kể ta tôi cũng không rõ lắm. Không biết rốt cuộc là thế nào, chắc là vậy đó. Hai, tôi chỉ làm ra chút thành tích, không ngờ bí thư Triệu lại nhớ. Kể ra, đến giờ tôi vẫn chưa cảm ơn bí thư Triệu một tiếng, đúng là ngại quá. Diệp Phàm trên mặt lộ tia cảm kích. Đúng vậy, bí thư Triệu luôn ghi nhớ những đồng chí có công có năng lực. Lần trước đến ngư đồng câu cá, tiếc là ông ấy không cho các đồng chí ở ngư đồng đi cùng. Lý Quốc Hùng vẻ mặt tiếc nuối, nói. Diệp Phàm giật mình, từ trong lời nói của Lý Quốc Hùng, giống như là vẫn chưa cùng chiến tuyến với bí thư Triệu, lẽ nào mục đích thực sự của thằng nhãi này đến đây ngày hôm nay là muốn nhờ mình làm bà Mai, chuyện Tưởng Vân chỉ là lớp ngụy trang thôi. Vì thế cười nói, lúc đó bí thư Hà bảo tôi đi bảo vệ bí thư Triệu, không ngờ lại xảy ra chuyện Sơn Trang Đông Pha. Đợi khi tôi trở lại, bí thư Triệu cũng đi mất rồi. Diệp Phàm dĩ nhiên là cũng không nói rõ ngọn ngành. Ngày đó chắc hẳn trưởng ban Diệp cũng có nói chuyện với bí thư Triệu, nghe nói còn bảo anh câu cá nữa. Lý Quốc Hùng dĩ nhiên sẽ không buông tha như vậy, đương nhiên là phải bám chặt lấy. Đang chuẩn bị câu cá, ai ngờ điện thoại đến, cho nên phải vội vàng bỏ đi. Diệp Phàm thản nhiên nói,
liếc mắt nhìn Lý Quốc Hùng. Nói, bí thư Lý, tôi còn chưa chúc mừng anh thăng chức. Thăng chức gì đâu, chỉ là quyền bí thư thôi. Lý Quốc Hùng thở dài. Cấp trên chưa quyết định sao? Nửa năm rồi mà. Diệp Phàm cố ý hỏi. Vâng, đây là bí thư thành ủy Ngư Đồng, kể ra, cạnh tranh cũng lớn, nói thật, sức tôi chống cũng không nổi. Lý Quốc Hùng nói ra mục đích. Tôi tin vào năng lực của bí thư Lý, chắc chắn là cũng nắm chắc rồi. Diệp Phàm nói. Trưởng ban Diệp, hiện nay anh công tác ở tỉnh ủy, cơ hội gặp bí thư Triệu cũng nhiều. Nếu gặp, có thể nói với bí thư Triệu vài câu, cá Nguyệt Đầm hiện nay hương vị rất tuyệt, có cơ hội có thể đích thân đến câu viên hoàng hậu. Lý Quốc Hùng nói. Ý của bí thư Lý là mời bí thư Triệu đến Nguyệt Đầm câu cá. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tôi muốn vậy. Nhưng bí thư Triệu là người bận rộn, lại sắp cuối năm, làm gì có thời gian rảnh. Lý Quốc Hùng bộ dạng có chút mất mát, lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cười nói. Nghe nói trưởng ban Diệp đang làm đại hội thi đấu thuyền rồng. Đúng, cái này mà anh cũng biết, xem ra tin tức của bí thư Lý không phải nhanh nhạy bình thường nhỉ. Diệp Phàm trêu chọc một câu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đâu có, may mắn nghe được thôi. Trên mặt Lý Quốc Hùng hiện tia xấu hổ, nói. Nghe nói năm bí thư thành ủy thành phố cấp 3 là người tổ chức lần này, kể ra thì cũng khéo thật. Thời gian trước đồng chí chủ tịch thành phố Triều Châu Trần Thụ Lập thăng chức lên trên bộ, cho nên, vị trí chủ tịch thành phố đó trống. Theo tin tức thì có 5 nhân vật đứng đầu của thành phố cấp 3 có cơ hội ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố này. Nhưng vẫn đang ầm ĩ mấy tháng nay chưa quyết định được. Vậy cũng tốt. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức đại hội thuyền rồng, là lo nghĩ cho các cán bộ. Tham gia chèo thuyền rồng, sức khỏe dĩ nhiên tốt hơn. Lần này đại hội thi đấu thuyền rồng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy được cấp dưới hưởng ứng rất tốt, tôi thấy hoạt động này nên cách năm tổ chức một lần, tạo thành quy cũ cũng tốt. Hoạt động sắp triển khai rồi, sinh mạng là tiền vốn cách mạng. Làm việc, dĩ nhiên cơ thể cũng không thể nào yếu đuối được. Cơ thể cán bộ phải được coi trọng. Vì vậy, bọn họ không thường xuyên hoạt động, sợ lao động, dần già sẽ làm cơ năng cơ thể giảm, dễ bệnh tật. Diệp Phàm thản nhiên nói. Biết Lý Quốc Hùng đang ngầm nhắc nhở mình, đại hội thi đấu thuyền rồng này quả là có liên quan đến chọn chủ tịch thành phố Triều Châu. Xem ra, phán đoán ban đầu của mình đúng là như vậy. Đại hội thuyền rồng này có mưu mẹo, nếu chỉ tổ chức đơn thuần thì dễ. Còn một khi hoạt động có dính dáng đến ngũ quan, thì quả phiền toái. Phiền toái chắc chắn sẽ dẫn đến không yên tĩnh. Trưởng ban Diệp, chuyện này, anh xem. Lý Quốc Hùng ăn nói có vẻ khéo nép, xem ra, vì vị trí bí thư, mặt của ông ta cũng dày thêm không ít. Thế này đi, nếu như may mắn gặp, tôi nhất định sẽ nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Lý Quốc Hùng mới bước chân đi, Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật Vu Chí Hải. Ông anh có nghe nói chuyện chọn chủ tịch thành phố Triều Châu không? Đương nhiên có nghe nói, chuyện này đối với tầng cao trong tỉnh cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Nghe nói đã qua vòng sơ tuyển, cuối cùng có 5 đồng chí vào vòng trong, lúc này đang cạnh tranh tương kịch liệt, trên hội nghị thường vụ cũng không ngừng cãi cọ. 5 đồng chí cũng tương ứng với 5 bí thư thị xã của tỉnh Việt Đông chúng ta, đó là chỉ có điều, quan hệ bên trong hơi phức tạp. Có thể ngồi vào vị trí bí thư thị xã có xếp hạng kinh tế tốt, năng lượng đằng sau chắc chắn không thấp. 5 đồng chí đó đều thể hiện thần thông bát thiên quá hải, căn cứ theo những gì người trong vòng bàn bạc, nói là ngay cả một số lãnh đạo trung ương cũng đã ra mặt nói giúp. Chuyện này, cũng đang thế rằng co, ngay cả ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông cũng tương đối khó xử. Cho ai bây giờ, sẽ đắc tội với đồng chí có bối cảnh thâm hậu nào đây? Trưởng ban cổ của ban tổ chức cán bộ các cậu cũng bị chuyện này làm cho bị thương đó. Đương nhiên, lựa chọn người cho vị trí chủ tịch thành phố Triều Châu chính là cuộc đua của các nhân vật tầng cao trong tỉnh. Cuối cùng không nắm được, lãnh đạo tỉnh ủy bực tức, sẽ trút hết lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ha ha, trưởng ban cổ các cậu chụp phải củ khoai lang nóng phỏng tay nên mặt như mướp đắng. Cái nũ nào, không phải là mũ nữa, mà đã thành cái bếp lò. Ai nhận thì người đó bỏng tay. Vu Chí Hải cười nói. Ông anh, chuyện này giờ rơi xuống đầu em rồi, đúng là xui xẻo mà. Cái bếp lò này, đừng làm em phỏng đấy. Diệp Phàm thở dài. Rơi xuống đầu cậu, sao có thể chứ? Có gõ cũng gõ cổ hoài chứ, mà,
Cổ Hoài cũng chỉ là một con rối. Người quyết định thực sự chính là mấy vị có thế mạnh ở tỉnh kia. Cổ Hoài chỉ cân bằng mối quan hệ của các lãnh đạo thôi, cũng đã đau đầu lắm rồi. Lẽ nào gã lại đem chuyện tuyển chọn chủ tịch thành phố Triều Châu giao cho cậu, đây là một chức vị cấp giám đốc sở. Có phải gã lờ mờ giao cho cậu không? Ví dụ cái gì đó? Vu Chí Hải có chút kinh ngạc. Chương 1321, đến nhà bí thư tỉnh ủy luyện gan. Chẳng hề nói gì với em về vấn đề khảo hạch chủ tịch thành phố Triều Châu, mà đem trách nhiệm phụ trách đại hội thi đấu thuyền rồng của phó trưởng ban thường trực Phượng Quốc Hưng lên đầu em. Diệp Phàm nói. Quái lạ, chẳng lẽ đại hội thi đấu thuyền rồng lại liên quan đến chọn chủ tịch thành phố Triều Châu? Vu Chí Hải đương nhiên cũng không hiểu rõ tình hình bên trong của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lắm. Nghe nói là muốn khảo sát năng lực lãnh đạo tổ chức của năm đồng chí, cho nên mới tổ chức đại hội thuyền rồng. Em nghi là lúc đầu Cổ Hoài định quăng củ khoai phỏng tay này cho Phượng Quốc Hưng, nhưng sau đó em lại được đền bạt làm phó trưởng ban. Cổ Hoài lại bảo em đi trợ giúp Phượng Quốc Hưng, Phượng Quốc Hưng còn lợi hại hơn, đã trực tiếp thả tay, quẳng hết cho em. Bằng không, chuyện này không thể trùng hợp như vậy được đúng không? Một đại hội thuyền rồng, Phượng Quốc Hưng đã làm lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông tay được? Đến lúc đó khách khứa đến không ít. Phượng Quốc Hưng sao có thể chịu bỏ qua cơ hội nở mày nở mặt này? Em chắc chắn không tin Phượng Quốc Hưng có lòng tốt như vậy. Diệp Phàm nói. Ừ, quả là quá trùng hợp. Năm ứng cử viên của vị trí chủ tịch thành phố Triều Châu, mà ban tổ chức cán bộ muốn làm cuộc thi đấu thuyền rồng cho năm đồng chí đó, trong chuyện này, chắc chắn là có mối quan hệ không tầm thường. Cuối cùng, chắc hẳn đồng chí nào giành vị trí thứ nhất sẽ được làm chủ tịch thành phố Triều Châu. Cuối cùng. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, cấp trên có muốn trách tội, cậu sẽ là người chịu tội thay cho Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng. Chuyện này, làm tốt không được thưởng, làm không tốt thì hỏng việc. Hai vị này, xem ra đang ức hiếp cậu mới vào ban tổ chức cán bộ, chưa hiểu việc, muốn ngầm chơi cậu. Ban tổ chức cán bộ phân phối ngũ cán bộ, rất phức tạp. Hơn nữa, tầng cao của tỉnh ai cũng nhìn chằm chằm vào ban tổ chức cán bộ. Cậu làm tốt thì đó là bổn phận của cậu. Còn làm không tốt thì có nghĩa là thiếu trách nhiệm với công việc. Trên thực tế, ban tổ chức cán bộ, danh nghĩa thì dễ nghe, nhưng thực tế, chỉ là một con rối thôi. Đương nhiên, một số chức vụ không quan trọng thì các đồng chí ban tổ chức cán bộ cũng có quyền quyết định nhất định. Nhưng, đối với các cán bộ mà nói, trước tiên đương nhiên là không thể đắc tội với các đồng chí ban tổ chức cán bộ rồi. Bằng không, dù nói họ được mấy cấp trên quyết định. Nhưng ngáng chân một chút. Vẫn có thể làm hỏng chuyện hoặc làm giảm trình tự. Vu Chí Hải thở dài, lo lắng cho Diệp Phàm. Chẳng hiểu thái độ của bí thư Triệu thế nào, dù sao thì trên trán em cũng dán chữ Triệu rồi, phải thử đi thăm dò thái độ của bí thư Triệu vậy. Em đoán, đại hội thi đấu thuyền rồng này có tấm màn đen nào đó. Diệp Phàm thẳng thắn. Chưa chắc. Vu Chí Hải nói, trầm ngâm chốc lát, lại nói thêm. Có lẽ mục tiêu của bí thư Triệu không ở Triều Châu. Lẽ nào lại đang nhắm vào vị trí kia ở Ngư Đồng? Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt. Bí thư thành ủy thành phố Ngư Đồng đã nửa năm chưa chọn được người, vẫn còn đang thương lượng. Chắc là Triệu Sương Sơn đang điều hòa các quan hệ ở tỉnh, thấy thời cơ chưa chín muồi, khi nào thời cơ chín muồi, ông ta nhất định sẽ ra tay hành động nhanh. Vu Chí Hải phân tích nói. Vâng, lựa chọn bí thư Ngư Đồng có ảnh hưởng đến quá nhiều chuyện. Hơn nữa, nếu chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng lên chức, vậy không phải lại chống vị trí chủ tịch thành phố sao? Lại có một số cán bộ muốn ngoi đầu đâm lên. Diệp Phàm thở dài. Không đúng, tôi cảm thấy bí thư Triệu có phải đang nhắm vào hai vị trí này không? Nếu như muốn nắm được hai vị trí bí thư thành phố, chủ tịch thành phố Ngư Đồng, cho dù là nhân vật số một của tỉnh Việt Đông như bí thư Triệu cũng không có khả năng, dù sao, chủ tịch tỉnh Uông cũng chẳng thể nào ngồi không được. Hiện tại, không phải là thời kỳ có thể một tay che trời. Hơn nữa, gần đây quản nhất mình có kín đáo phê bình bí thư Triệu. Chuyện này, có lẽ còn liên lụy đến cậu. Nghe nói lần trước danh ngạch đi học ở trường đảng trung ương quản nhất mình kiên quyết phản đối trao cho cậu. Tuy nhiên, bí thư Triệu lại kiên quyết ép quản nhất mình, người này chắc chắn ghi hận trong lòng. Hơn nữa, cậu hiện ở ban tổ chức cán bộ, quản nhất mình lại là người trực tiếp lãnh đạo cậu, sau này làm việc cẩn thận. Tôi nghi ngờ đại hội thi đấu thuyền rồng lần này không biết có phải ý của quản nhất minh không. Vu Chí Hải nói. Có chút kỳ lạ,
Cổ Hoài nghe nói là không vừa lòng với chủ nhiệm chánh văn phòng Trương Lâm Hoa, cho rằng trước đây ông ta là thiết can của trưởng ban Kim Thụ Dương, cho nên, chắc là Trương Lâm Hoa kia chẳng ngồi được lâu đâu. Hôm qua em có đề nghị nhờ chủ nhiệm Trương giúp đỡ làm đại hội thuyền rồng, theo lý thuyết Cổ Hoài muốn xuống tay với ông ấy, thì đề nghị của em chẳng phải gãi trúng chỗ ngứa rồi sao? Kết quả cũng rất kỳ lạ, Cổ Hoài không chịu, em nghĩ, có phải Cổ Hoài muốn mượn đại hội thuyền rồng này chỉnh em không? Ông ta biết Trương Lâm Hoa rất giỏi công việc, hơn nữa Trương Lâm Hoa nắm được nhiều tin tức, nếu có Trương Lâm Hoa phụ giúp, có lẽ đại hội thuyền rồng lần này sẽ hoàn thành viên mãn. Cổ Hoài tại sao lại không muốn đại hội thuyền rồng hoàn thành viên mãn, nếu như ông ta muốn chỉnh em, người này lòng dạ không tốt. Có liên quan gì đến Quản Nhất Minh không, chuyện này hình như có sự nhúng tay của ông ta. Diệp Phàm nói, người ta đều cho rằng cậu là người của Triệu gia rồi, Quản Nhất Minh và Cổ Hoài thực sự không hợp với Triệu Sương Sơn. Thời của Kim Thụ Dương trước kia nghe nói Triệu Sương Sơn còn được, nhưng giờ thay Cổ Hoài thế mạnh đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ. Mà Quản Nhất Minh lại có khúc mắc với Triệu Sương Sơn, đồng chí lão Triệu dạo này cũng không sống thoải mái lắm đâu. Nhưng, hơi kỳ lạ là Triệu Sương Sơn hình như không sợ liên minh Quản Nhất Minh và Cổ Hoài, lúc này bảo cậu đi làm phó trưởng ban, trong chuyện này không có trùng hợp gì chứ. Vu Chí Hải nhìn nhận vấn đề rất thành thục. Diệp Phàm trong lòng âm thầm khâm phục, miệng nói. Em cũng đang nghi ngờ động cơ của Bí Thư Triệu, kể ra thì em cũng chẳng đi nịnh nọt gì Bí Thư Triệu. Vậy mà ngay cả danh ngạch của trường đảng ông ấy cũng chẳng nói gì mà giao thẳng cho em. Lúc đầu Quản Nhất Minh lột mũ quan của em cũng là do Bí Thư Triệu ký tên. Lão này, em đoán ông ta sớm đã tính toán hết rồi, mượn cơ hội đi huấn luyện ở trường đảng lập tức cho em tiến vào ban tổ chức cán bộ. Cái này, chắc chắn là ông ta đã tính toán từ sớm. Mục đích của ông ta là gì? Em nghĩ, có phải ông ấy muốn em đi phá rối, ông ta biết em tính tình nóng nảy. Nếu như có thể khuấy đục được đầm nước ban tổ chức cán bộ này, làm cho Cổ Hoài và Quản Nhất Minh không an tâm làm việc, ông ta sẽ thành ngư ông đắc lợi rồi. Anh Vu, anh nói đi, có phải đồng chí lão Triệu có ý này không? Diệp Phàm phân tích tương đối có lý. Vu Chí Hải nghe xong nói. Có lý, chắc hẳn ban tổ chức cán bộ sẽ không còn là chuyện riêng của hai người Cổ Hoài và Quản Nhất Minh nữa. Phượng Quốc Hưng là một nhân vật không thể coi nhẹ, người này có thể lên chức. Chắc chắn là do Phượng Bảo Sơn cùng lão Triệu gia giao dịch gì đấy. Hoặc là lão Triệu gia bị Phượng Bảo Sơn khống chế, không thể không đề bạt Phượng Quốc Hưng. Phượng Quốc Hưng chính là vũ khí chống lại Cổ Hoài và Quản Nhất Minh. Cộng thêm cậu vào, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy càng náo nhiệt, mấy cái này đúng là càng xé vào càng mở ra. Vu Chí Hải cảm thấy nhức đầu. Được rồi, không bàn nữa. Em muốn hỏi ông anh, Lý Quốc Hùng với Triệu Sương Sơn có quan hệ gì? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, nhưng, hơn nữa năm nay Lý Quốc Hùng cũng chạy trọt đến kiệt sức mà Triệu Sương Sơn vẫn chưa có thái độ gì. Chắc hẳn Lý Quốc Hùng chưa khai thông khớp xương Triệu Sương Sơn, có thể, Triệu Sương Sơn chẳng có cảm tình với Lý Quốc Hùng. Nhưng, Lý Quốc Hùng nghe nói có quan hệ không tệ với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Lý Chính Thăng. Nghe nói Lý Chính Thăng cũng có quan hệ qua lại sơ sơ với Triệu Sương Sơn. Có phải do thái độ của Lý Chính Thăng không rõ ràng, hại Lý Quốc Hùng vạ lây không? Vu Chí Hải cũng có chút nghi hoặc. Sau khi gác máy, Diệp Phàm quyết định đi thăm dò. Nếu Triệu Sương Sơn đang chờ thái độ của Lý Quốc Hùng, còn Lý Quốc Hùng lại không cách nào bắt cầu được với Triệu Sương Sơn, vậy thì tại sao mình lại không tự nối cầu hỷ thước chứ? Dù Triệu Sương Sơn không khoái Lý Quốc Hùng, thì mình cũng chẳng thiệt hại gì. Cùng lắm thì Triệu Sương Sơn cũng chỉ nghi ngờ mình thích lo chuyện bao đồng thôi, huống chi, đến giờ mình vẫn còn đang giả bộ giúp các đồng nghiệp của ngư đồng chút chuyện, cũng chẳng làm Triệu Sương Sơn phải bực bội gì. Nhiều nhất thì đồng chí lão Triệu chỉ trách mình là quá trượng nghĩa, nên đưa tay quá mức thôi. Còn nếu như có thể nối được, thì chẳng lại mình được lòng Lý Quốc Hùng sao, hơn nữa, đồng chí lão Triệu cũng sẽ thầm cảm ơn mình đúng không nào. Đôi khi... Triệu Sương Sơn chắc cũng hy vọng Lý Quốc Hùng sẽ là trợ thủ đắc lực của mình, chỉ có điều, vẫn chưa có đường đi, nên hai bên cũng còn mơ hồ. Vì vậy, sau khi cân nhắc được hơn, Diệp Phàm cảm thấy chắc hắn lợi nhiều hơn. Tòa lầu Vịnh Hồng Diệp là nơi ở của cán bộ cao cấp thứ trưởng trở lên của tỉnh Việt Đông. Cảnh vật trang nhã, từng toàn biệt thự thấp thoáng trong đám tùng. Biệt thự có phong cách cổ, thậm chí, hơi giống nhà cổ thời Minh Thanh.
Diệp Phàm lặng lẽ đi tới, dĩ nhiên, cũng mang theo thùng gỗ lớn, bên trong có hai con viên hoàng hậu. Cổng có cảnh sát vũ trang trực, phải được chủ nhân đồng ý mới được vào. Diệp Phàm gọi điện cho Triệu Sương Sơn, nói là có công việc cần báo cáo mới được Triệu Sương Sơn cho vào. Xe ngừng ở biệt thự số 1. Giờ biệt thự này lại hơi giống tứ hợp viện của Yến Kinh cũ, chắc hẳn sau khi Triệu Sương Sơn đến Việt Đông mới đổi lại, ông ấy rất thích tứ hợp viện. Đến rồi đấy à, đem cái thùng to vậy là muốn để cho cả thiên hạ biết đồng chí Diệp Phàm đến tặng quà cho lãnh đạo đúng không? Triệu Sương Sơn liếc Diệp Phàm một cái, câu đầu tiên không ngờ lại như vậy. Chính vì to như thế, nên, mọi người đều biết thứ trong đó không đáng tiền. Cùng lắm là chút thổ sản rau dưa núi rừng linh tinh thôi. Diệp Phàm có vẻ cung kính, cười nói. Cảm thấy hôm nay tâm tình của Triệu Sương Sơn không tệ, trước kia Triệu Sương Sơn không nói chuyện với mình như vậy, khuôn mặt, luôn mang tư thế của bí thư tỉnh ủy, là cấp trên đang giải quyết công việc với cấp dưới. Ừ, đi học ở trường đảng về nên gan luyện lên không ít nhỉ, không tệ, không tệ, coi như là có thu hoạch. Triệu Sương Sơn thản nhiên cười cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cười nói. Ngồi đi, bên trong chắc lại là long ngư gì đó đúng không? Vâng, cái này, kỳ thực, không phải của tôi. Ở Ngư Đồng, người ta gọi là viên hoàng hậu, chỉ sinh sống ở nguyệt đầm của Ngư Đồng thôi. Hơn nữa, số lượng không nhiều lắm, không tốn sức thì không kiếm được đâu. Diệp Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống, nói. Là ai tốn công đi kiếm mấy con cá này vậy? Xem ra, không phải là đến chỗ cậu đi cửa sau kiếm mũ quan chứ. Những đồng chí có tư tưởng như vậy là không được, công việc không lo lại cứ đi ngang về tắt. Triệu Sương Sơn hừ một tiếng, như đang nói ai đó, cũng giống đang nói đồng chí Diệp Phàm. Chương 1322, ám chỉ của bí thư tỉnh ủy rất kỳ lạ. Bí thư Triệu, cái này, cũng khó nói. Kỳ thực, mấu chốt là ở tâm ý, mũ ai mà chẳng muốn. Ai ai cũng có tinh thần hướng lên phía trước, nếu có đồng chí nào ngay cả mũ quan cũng chẳng cần, chắc chắn sẽ mất đi chí tiến thủ, không có chí tiến thủ thì làm sao có nhiệt tình làm việc. Vĩ Nhân nói, binh sĩ không muốn làm tướng không phải binh sĩ tốt. Cho tên, tôi cũng có cách nghĩ thế này, mấu chốt là phải nắm được đúng mức độ là được. Diệp Phàm nói, không sợ hãi gì. Ừ, trường đảng đi không uổng nhỉ, tiến bộ rồi đấy, không ngờ còn kiếm được cả một đống lý luận về mũ quan. Tôi thấy tư tưởng của cậu cũng nghiêm túc đó, đừng có để rơi mất mũ trong đó không trèo lên được. Muốn mũ cũng được, nhưng phải làm được thành tích trước, không có thành tích chỉ khua môi múa mép thì có thể kiếm được mũ quan sao? Tặng quà mà nói, nhận chút quà thì cũng chỉ có thể giúp chút sức nhỏ thôi. Một kẻ ăn hại, cậu có tặng lãnh đạo người ta bao nhiêu quà đi nữa người ta có dám trọng dụng cậu không? Cho nên, thành tích là quan trọng nhất. Triệu Sương Sơn thản nhiên nói. Không có cách nào cả bí thư, chính ông sắp xếp tôi đi ban tổ chức cán bộ, hiện nay đúng là đã rơi vào đống mũ rồi. Ngày nào cũng phải suy xét vấn đề mũ nón của các cán bộ. Sáng sớm mở mắt ra là khảo hạch cán bộ này, kết quả, đương nhiên là vấn đề có cấp mũ quan hay không. Nhưng, gần đây trưởng ban cổ lại sắp xếp tôi đi làm đại hội thuyền rồng, chẳng có thời gian để tiếp xúc vấn đề mũ quan. Vốn chuyện này do trưởng ban Phượng phụ trách. Không ngờ hiện nay anh ta lại trút hết lên đầu tôi. Diệp Phàm đem đại hội thuyền rồng ra, dĩ nhiên là muốn thăm dò cách nhìn của Triệu Sương Sơn một chút. Xem có thể thăm dò được ông ta vừa ý ai không. Đây là do trưởng ban cổ tín nhiệm cậu, đại hội thuyền rồng là một hoạt động do ban tổ chức cán bộ thực hiện. Nhưng, cũng phải suy xét rõ mọi tình huống, đây là việc đầu tiên từ khi cậu vào ban tổ chức cán bộ, phải nâng cao góc nhìn đối với chính trị. Không thể coi đó là trò đùa được. Làm cho tốt mới có thể thể hiện trình độ của cậu. Triệu Sương Sơn sắc mặt nghiêm túc. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tiểu Diệp, công việc tổ chức là một công việc nghiêm túc, so với những việc khác, tính đặc thù lớn hơn nhiều. Có thể, chỉ cần một chút vô ý của cậu, người các cậu chọn làm phải chuyện gì, thì tai họa sẽ liên quan đến dân chúng cả một vùng. Cho nên, phải thận trọng và thận trọng mới được. Tôi biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, nhưng, rất thất vọng, Triệu Sương Sơn chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội Thuyền Rồng. Xem ra, Đại hội Thuyền Rồng này thực sự là cuộc thi đấu chọn mũ quan. Triệu Sương Sơn không có ám chỉ gì, làm cho Diệp Phàm chẳng thể cân nhắc được suy nghĩ trong lòng của lão già này. Nói đi, lần này đưa cá đến,
là muốn mũ quan cho ai? Triệu Sương Sơn trong nháy mắt, đã chuyển đề tài về con cá. Bí thư Triệu, lần trước ở Bắc Kinh cũng có gặp ông Triệu. Chân của ông ấy hiện nay đang trong thời gian hồi phục, cá này vừa hay có thể bồi bổ. Hơn nữa, nếu phối với một số thảo dược hiệu quả càng cao, những thảo dược này tôi cũng đã phối xong cả rồi. Diệp Phàm chuyển sang Tiệu Bảo Cương. Dĩ nhiên không thể trực tiếp đề cập đến Lý Quốc Hùng, đành phải vây ngụy cứu Triệu, đợi thời cơ tung Lý Quốc Hùng ra. Chuyện này tôi cũng biết, tiểu tứ có nói với tôi rồi, chuyện này, tôi thực sự phải cảm ơn cậu một tiếng. Triệu Sương Sơn thái độ tốt hơn nhiều, nói đến cha ông vẫn rất hiếu kính. Phục vụ lãnh đạo là phận sự của cấp dưới mà. Đồng chí Diệp Phàm khiêm tốn. Ồ, xem ra tư tưởng nhận thức của đồng chí Tiểu Diệp được nâng cao rồi. Nhưng, cậu phải biến thành sự thực đi, đừng chỉ treo bên miệng, chẳng thấy cậu vì lãnh đạo phục vụ được mấy lần. Triệu Sương Sơn hừ một tiếng, trong lời nói có ẩn chứa ý châm chọc. Lão Triệu nói vậy là có ý gì, lẽ nào ngầm chỉnh mình chưa đủ bán sức làm việc cho ông ta? Diệp Phàm trong lòng lóe lên suy nghĩ, miệng nói. Tôi sẽ ghi nhớ lời của bí thư Triệu. Lại nói tiếp. Cá này câu từ Nguyệt Đầm ở Ngư Đồng đấy ạ, mùa này nghe nói đúng mùa của loại cá này. Lần trước gặp đồng chí quyền bí thư Ngư Đồng Lý Quốc Hùng. Ông ấy nói nếu có gặp bí thư Triệu thì nhờ tôi chân thành gửi lời mời, nếu bí thư Triệu có thời gian rảnh thì đến Nguyệt Đầm câu cá. Lý Quốc Hùng. Triệu Sương Sơn miệng lẩm nhẩm không nói ra. Diệp Phàm cũng yên lặng ngồi, đôi mắt ưng ngầm quan sát phản ứng của đồng chí Lão Triệu. Nhưng, đồng chí Lão Triệu tâm tư quá thâm sâu, ngay cả đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng chẳng nhìn được ông ấy có chút biến hóa nào trên mặt. Thật lâu sau, Triệu Sương Sơn hừ giọng nói. Bảo anh ta làm cho tốt chuyện của Ngư Đồng đi, làm ra cái sọt lớn ấy, chuyện Ngư Đồng không gấp. Lời nói của ông tôi sẽ truyền đạt không sót chữ nào. Diệp Phàm giật mình, cân nhắc mở miệng. Triệu Sương Sơn có thể nói như vậy, lẽ nào cũng tán thành Lý Quốc Hùng. Bằng không, sao lại bảo ông ta làm tốt công việc, có phải là nói chuyện bí thư thành ủy không gấp? Lần này đến trường đảng học tập, cậu có đến chỗ thủ tướng báo cáo công việc đúng không? Triệu Sương Sơn lại chuyển đề tài, nói đến chuyện này. Trong lòng Diệp Phàm căng ra, chẳng biết trả lời thế nào cho đúng. Thủ tướng giao mình điều tra việc đảng sau thảm án 88, chuyện này chắc chắn thủ tướng không nói với Triệu Sương Sơn. Nếu có giao cho Triệu Sương Sơn thì chuyện này sẽ do Triệu Sương Sơn nói với mình chứ không phải thủ tướng. Cho nên, chuyện này có chút phức tạp, nếu đem ý của thủ tướng nói ra chắc chắn không được. Nếu không nói sau này Triệu Sương Sơn biết thì chắc chắn sẽ rắc rối. Sẽ cho là đồng chí Diệp Phàm anh lông cánh đủ mạnh rồi, nên trực tiếp đâm lên lãnh đạo đúng không? Lãnh đạo ghét nhất là cấp dưới làm việc vượt cấp của mình. Cũng có thể nói, bản thân sẽ không là một vật trang trí. Đơn giản chỉ là vấn đề thể hiện quyền lực thôi, quyền lực chính là lợi ích, anh không cho quyền lực tương xứng dĩ nhiên người ta cũng không có lợi ích. Vâng, lúc đi câu cá ở Quốc Tân Quán. Thủ tướng đang tiếp đãi lãnh đạo của một tiểu quốc ở châu Phi. Tôi thì đang học ở trường đảng Trung ương, gần đó, cho nên, trong khoảng thời gian nửa tiếng rãnh rỗi đã gọi tôi đến báo cáo thảm án Ngư Đồng. Diệp Phàm nói, đương nhiên là muốn nói đại khái cho qua chuyện. Thủ tướng muốn nghe báo cáo, cậu chắc chắn là nói đúng sự thực. Toàn bộ đúng là như vậy, không bẻ cong lừa dối cho qua chuyện chứ. Triệu Sương Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thằng nhãi trong lòng giật thót. Câu nói này của đồng chí Lão Triệu huyền cơ rất sâu. Rốt cuộc là đang nói mình có đánh lừa Tổng thống không hay là nói mình vừa nãy có lừa dối đồng chí Lão Triệu không? Đúng vậy, tôi báo cáo đúng tình hình thực tế. Nhưng, khi tôi nói đến bí mật của đồng chí Lô An Cương nói với tôi trước khi chết, Thủ tướng có hơi nhíu mày. Diệp Phàm quyết định lờ mờ một chút, đến lúc đó đồng chí Lão Triệu có cho rằng mình giả bộ ngớ ngẩn cho qua chuyện thì cũng không nghĩ mình không tôn trọng ông ấy. Chuyện này có thể làm thủ tướng nhíu mày. Triệu Sương Sơn vẻ mặt thản nhiên, tuy nhiên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, Triệu Sương Sơn cũng hơi nhíu mày, xem ra, ông ta cũng rất chú ý đến bí mật Lô An Cương nói trước khi chết. Lúc đó đồng chí Lô An Cương nói với tôi, dưới Sơn Trang Đông Pha có bí mật. Cho nên, tôi đã bảo đồng chí Vương Triều đi dọn dẹp, vừa dọn dẹp được đống rác rưởi đó, thì tôi lại bị cách chức. Còn Vương Triều bị người ta đuổi đi. Chuyện này dừng lại ở đó. Diệp Phàm nói thật, dĩ nhiên cũng có chút bất mãn với quyết định của tỉnh ủy, bao gồm chữ ký của Triệu Sương Sơn.
Triệu Sương Sơn khẽ, chậm rãi nhấp ngụm trà, tay cầm trà có ý tiễn khách, Diệp Phàm biết điều đứng lên tỏ ý cáo từ. Cậu muốn nghe lời của thủ tướng. Sau lưng truyền đến giọng nói không ẩn chứa chút tình cảm gì của Triệu Sương Sơn. Diệp Phàm biết, Triệu Sương Sơn cân nhắc chuyện mình ngầm điều tra. Hai, thước sao có thể ngắn dài giống nhau. Diệp Phàm nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trên tủ nhỏ bên cạnh Triệu Sương Sơn có đặt ba khúc gỗ làm thước đo, thuận miệng nói. Kỳ thực là nên nắm chắc chừng mực nào, thì đang ngầm xin ý kiến của Triệu Sương Sơn. Triệu Sương Sơn là ai, vừa nghe đã hiểu rõ, miệng nói. Chừng mực ở trong lòng, tùy tâm mà nắm. Vâng. Diệp Phàm gật đầu bước ra ngoài, ra đến cửa, quả thực muốn chửi mẹ nó, Triệu Sương Sơn đúng là lão già giàu hoạt, lão này căn bản chẳng thể hiện tháo độ gì, bảo mình tự nắm giữ. Cái này, bảo mình nắm giữ thế nào chứ, nếu như vượt qua ý của đồng chí lão Triệu, không tới được ý của Tổng thống thì sao, Diệp Phàm cảm thấy đầu căng lên bị kẹp giữa hai người khổng lồ, đúng là làm khó mình mà. Đồng chí Quốc Hùng, bí thư Triệu bảo tôi nói với ông câu này. Diệp Phàm nói trong điện thoại. Trưởng ban Diệp, giờ cũng chưa muộn, đi ăn chút điểm tâm được không? Lý Quốc Hùng vừa nghe, trong lòng co lại, tim đập thình thịch, một lát sau mới ổn định, nói lời mời. Thế thì, được. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, chưa đến 10, dù sao cũng đang ở ngoài đường, nên đồng ý. Tới nơi. Bí thư Triệu nói. Diệp Phàm vừa nói ra, thấy mí mắt của Lý Quốc Hùng giật vài cái, biết ông ấy đang căng thẳng. Cười nói. Bảo anh ta làm cho tốt việc ở Ngư Đồng, làm ra một cái sò thật lớn, chuyện ở Ngư Đồng không cần gấp. Không cần gấp, không cần gấp. Lý Quốc Hùng lẩm nhẩm, đột nhiên đứng lên, tay hơi run run, liên tục nói. Cảm ơn, trưởng ban Diệp, anh đúng là bạn của Lý Quốc Hùng tôi. Ha ha, Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười hai tiếng, biết trong lòng đồng chí lão Lý đã có quyết định lớn rồi. Trưởng ban Diệp, bí thư quản với cha của Lô An Cương trước kia cùng sống ở một thôn. Đó là lúc thanh niên tri thức phải về vùng quê. Nghe nói Lô Cư Nhất và bí thư quản đều thích cùng một người con gái, tên là Lý Muội Dung. Nhưng, sau đó Lý Muội Dung được gia đình gả cho em trai quản thanh của bí thư quản. Không lâu sau sinh quản phi, chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền. Nhưng, quản phi hiện nay thảm lắm, nghe nói được đưa qua Mỹ điều trị. Lý Quốc Hùng đột nhiên kể ra những chuyện cũ, kỳ thực, trong lòng ông ta đã hạ quyết tâm lớn. Chuyện này vừa kể ra, sẽ khiến cho bí thư đảng quần chúng Quản Nhất Minh này phẫn nộ. Đương nhiên, Lý Quốc Hùng biết Quản Nhất Minh không thích Diệp Phàm, lần trước chuyện mất chức là do Quản Nhất Minh bày ra. Lúc mất chức Lý Quốc Hùng cũng có mặt ở hiện trường. Lý Quốc Hùng hiện nay đồng ý kể ra chuyện này, kỳ thực cũng đem mình đứng đối lập với Quản Nhất Minh rồi. Chương 1323, tầm quan trọng của ám chỉ. Đương nhiên, Lý Quốc Hùng sau khi biết thái độ của Triệu Sương Sơn cũng có ý định sẽ theo Triệu Sương Sơn. Còn Diệp Phàm trong tỉnh được coi là người phát ngôn của Triệu gia, bản thân cũng muốn bày tỏ tấm lòng muốn đi theo Triệu Sương Sơn với Diệp Phàm. Còn chuyện Quản Nhất Minh và Triệu Sương Sơn không hợp nhay thì trong tầng cao của tỉnh ai mà chẳng biết. Trong thể chế, làm quan ghét nhất cái loại ba phải. Anh không muốn đắc tội với ai. Kết quả lại là, đắc tội với tất cả mọi người. Diệp Phàm trong lòng thoáng kinh hoàng, sớm đã nghe Lô An Cương nói trước lúc chết Quản Phi là con riêng của Quản Nhất Minh. Chẳng lẽ thời thanh niên về nông thôn Quản Nhất Minh, Lý Muội Dung và Lô Cư Nhất có gút mắc tình cảm gì đó? Lô An Cương nói cha mình bị Quản Nhất Minh hại chết, chắc không phải vì chuyện của Lý Muội Dung chứ. Diệp Phàm cảm giác tin này chính là điểm đột phá của vụ án, dĩ nhiên là cảm kích Lý Quốc Hùng. Biết ông ta cũng là có qua có lại cho toại lòng nhau. May là tối nay mình giúp ông ta, bằng không, Lý Quốc Hùng chắc chắn sẽ không nói ra bí mật động trời này. Những chuyện cũ như thế này, muốn điều tra cũng không dễ. Mấy chục năm rồi, làm sao có thể nhớ cho được. Hơn nữa, Lý Muội Dung chắc chắn cũng không nói ra những chuyện riêng tư này. Cảm ơn, cùng một ly nào. Diệp Phàm và Lý Quốc Hùng cùng ly, hai người thoáng nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói. Sau đó, hai người nói những chuyện vô thưởng vô phạt một lát rồi mới tạm biệt. Dĩ nhiên, Diệp Phàm cũng đề nghị Lý Quốc Hùng chiếu cố đám người Chu Ngọc Minh. Lý Quốc Hùng cũng bày tỏ thái độ sẽ đối đãi với họ như người nhà của mình. Sáng hôm sau, Diệp Phàm vào văn phòng, đồng chí tránh văn phòng Trương Lâm Hoa lại đến.
Lần này bước vào, Trương Lâm Hoa thể hiện cung kính hơn. Đầu tiên là cung kính đưa điếu thuốc, cười hỏi. Trưởng Ban Diệp, bên Chánh văn phòng bảo đồng chí phó chủ nhiệm Lâm Hành Đông đến hợp tác với anh là Đại hội Thuyền Rồng. Lâm Hành Đông cũng là cao thủ trong chuyện này, từng tổ chức nhiều hoạt động lớn giống vậy. Như hoạt động leo núi của cán bộ Lão Thành Cửu Cửu Trùng Dương của ban tổ chức cán bộ năm ngoái cũng giúp đồng chí Lâm Hành Đông được Chủ tịch tỉnh Uông khen ngợi, nói là ông ấy làm việc, khiến các cán bộ Lão Thành về hưu rất hài lòng. Nhưng, còn chuyện thư ký mà của anh không biết trưởng Ban Diệp đã coi qua tài liệu chưa? Nếu chưa vừa ý, tôi lại đi kiếm vài tài liệu tới. Vẫn còn chưa coi nữa, thế này đi, cứ bảo Trương Ngôn qua giúp tôi vài hôm, bên cạnh không có trợ lý cũng không tiện. Diệp Phàm thản nhiên nói, đối với sự thay đổi thái độ của Trương Lâm Hoa, Diệp Phàm cũng đoán được một chút, chắc là Trương Lâm Hoa đi tìm Kim Thụ Dương, Kim Thụ Dương đã nhắc nhở ông ta trong điện thoại rồi. Trương Ngôn. Trương Lâm Hoa ngạc nhiên, sau đó gật đầu, nói. Trương Ngôn không tệ, bằng cấp không thấp, tốt nghiệp Đại học Nhân dân. Đang nói thì điện thoại vang lên, là Cổ Hoài gọi đến, nói. Đại hội Thuyền Rồng sắp đến rồi. Trong ban cũng có suy xét đến nguyên nhân này, nếu như anh đã đề xuất mượn dùng đồng chí Trương Lâm Hoa, vậy thì kêu đồng chí Trương Lâm Hoa qua giúp anh đi. Còn công việc cụ thể thế nào do cậu tự quyết định? Đồng chí Trương Lâm Hoa vừa đi, chuyện bên Chánh văn phòng cũng không ít, tôi thấy cứ để Lâm Hành Đông phối hợp là được rồi. Diệp Phàm nói, nghĩ tại sao Cổ Hoài lại thay đổi chủ ý? Lẽ nào lại có biến cố gì đó? Cứ quyết định vậy đi. Đồng chí Lâm Hành Đông tạm thời đến Chánh văn phòng làm quyền chủ nhiệm thay đồng chí Trương Lâm Hoa cho đến lúc kết thúc Đại hội Thuyền Rồng. Cổ Hoài nói. Gác máy, Diệp Phàm đem quyết định của trưởng ban Cổ Hoài nói với Trương Lâm Hoa, Trương Lâm Hoa cũng chẳng thể hiện mất mát gì lớn lao. Xem ra lời nói của trưởng ban Kim cũng có chút uy lực. Chủ nhiệm Trương, ngày mai tôi đến hiện trường Thuyền Rồng Hải Châu Kim Mã, bên đó chắc chuẩn bị cũng khá rồi nhỉ. Diệp Phàm nói. Thuyền Rồng sớm đã được vận chuyển đến bãi Kim Mã của Hải Châu rồi, mỗi chiếc tròn 18 người chèo, đều là chọn từ những nhân viên công tác chính thức quốc gia thuộc thành phố. Nhưng, trưởng Ban Diệp, vấn đề thứ tự lần này hơi khó làm. Trương Lâm Hoa nói, cũng lập tức thay đổi vai diễn. Thứ tự, là sao? Diệp Phàm cố ý hỏi, những loại hoạt động này, nếu như có tính mục đích nhất định, thường che giấu tai mắt mọi người, sắp đặt trước danh thứ kia. Hoạt động. Chỉ là bề ngoài thôi, cái này gọi là điều động nội bộ, trong thể chế, những chuyện thế này nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Cái này, nếu như cấp trên không ngầm ám chỉ, thì hoạt động sao triển khai được. Trương Lâm Hoa biết Cổ Hoài xuống tay với mình, nhưng chẳng thể nào phản kích, quyết định cùng làm với Diệp Phàm. Cho nên, trong lòng cũng đào hố rồi. Dĩ nhiên, chuyện này cũng liên quan đến ám chỉ của Kim Thụ Dương. Trước kia khi trưởng ban Phượng tiếp nhận cấp trên nói sao? Dĩ nhiên tôi đang nói là ám chỉ. Diệp Phàm giật mình, hỏi. Cái này, tôi cũng không rõ. Hạng mục này lúc đó không phải do tôi phụ trách. Trước kia hình như cũng có tổ chức hoạt động thế này. Kỳ thực, danh thứ đã được ấn định trước. Hoạt động chỉ cần triển khai cho náo nhiệt là được. Có một số cán bộ không phục, nhưng cuối cùng cũng phải theo đại cục. Dù sao, cánh tay cũng xoay không nổi đùi mà. Trương Lâm Hoa nói. Ông nói hoàn thiện phương án cụ thể trước. Thông báo cho bên Hải Châu chuẩn bị tốt. Muốn làm đến mức nào, lập tức lôi kéo tiến hành cuộc thi đến mức đó. Đừng để đến khi đó lại luống cuống chân tay, như vậy là không được, đó là không chuẩn bị tốt. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Kỳ thực, họ sớm chuẩn bị xong cả rồi. Tôi nghe nói năm vị bí thư thị ủy của năm thành phố lớn đã tụ tập binh tướng ở Hải Châu rồi. Hơn nữa, mỗi đội đại diện của mỗi thị xã chỉ có 3 thuyền rồng. Bọn họ không ở một chỗ, mà tự bao một khách sạn nào âm thầm lên kế hoạch gì đó. Chẳng hạn như nói về đội viên đi, mỗi đội chỉ có 54 người, dĩ nhiên, ngoài ra, mỗi thuyền rồng còn có một tay trống. Trên thực tế một thị xã có 60 thành viên chính thức, thêm những cổ động viên làm những việc linh tinh gì đó, chắc hẳn không dưới 300 người. Mà thị xã Kim Mã trực thuộc Hải Châu chiếm được tiên cơ địa lợi, đội của họ là đông nhất. Nghe nói bí thư thị ủy Kim Mã Chu Tiềm Hãm đã gọi đội cổ động viên hô hào cả chục ngàn người. Bên ban tổ chức cán bộ cũng có vài nhân viên hiện nay đang đóng quân ở bãi Kim Mã Hải Châu, phụ trách công việc cụ thể bên đó. Trương Lâm Hoa nói, dân gian chắc cũng đoán được, ông nói, đội nào mạnh hơn một chút.
Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên, Diệp Phàm tiếng là hỏi danh thứ, trên thực tế là đang hỏi năng lực hoạt động và danh vọng của bí thư thành ủy nào cao hơn. Lần này tương đối phức tạp, hình như là thế lực ngang nhau. Cho nên, rất khó chọn lựa. Nhưng, bí thư thị xã Miêu Đô trực thuộc tỉnh thành Cát Hải Bình nghe nói rất có năng lực, hơn nữa thành phố Miêu Đô cách tỉnh rất gần, gần quan thì được ban lộc mà. Hơn nữa, Cát Hải Bình là cánh tay đắc lực của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh thành Tô Thanh Vân. Còn đặc khu thành phố Hải Châu, bí thư Chu Tiềm thị xã Kim Mã chiếm địa lợi, vì địa điểm tổ chức chính là sông Kim Mã. Đến lúc đó, chắc hẳn dân chúng đến xem cuộc thi đấu không dưới mấy trăm ngàn người, dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của ngàn vạn người, chúng ta muốn tự do hành động, chắc hẳn Chu Tiềm này có gây ra chuyện gì hay không cũng khó nói. Bí thư thị xã Thiên Đông trực thuộc thành phố Ngư Đồng Phí Thủy Đông, người phụ nữ này không đơn giản, nghe nói là có người thân ở tỉnh. Sốt cuộc là ai, cũng chưa rõ. Chủ nhiệm Trương Lâm Hoa như đã thuộc trong lòng bàn tay, làm cho Diệp Phàm có cảm giác người này rất thích hợp với vị trí quản gia. Trương Lâm Hoa vừa đi, Diệp Phàm vào văn phòng của Phượng Quốc Hưng. Trưởng ban Phượng, về đại hội thuyền rồng lần này, cấp trên có dặn dò gì đặc biệt không? Diệp Phàm nói thẳng, không vòng vo. Dặn dò đặc biệt, không thấy nghe nói. Phượng Quốc Hưng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Chẳng lẽ một chút ám chỉ cũng không có? Diệp Phàm truy vấn nói. Tôi chẳng nghe nói gì cả, hay là, anh thử hỏi trưởng ban cổ xem. Phượng Quốc Hưng thản nhiên liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Ha ha, nếu không có thì được rồi. Diệp Phàm cười, gật đầu, trở về văn phòng. Gọi điện cho Cổ Hoài, nói. Trưởng ban Cổ, đại hội thi đấu thuyền rồng lần này có sắp xếp gì đặc biệt không? Có sắp xếp gì đặc biệt chứ? Giọng điệu Cổ Hoài nghiêm túc. Thế trưởng ban Cổ có ám chỉ gì xin cứ nói, tôi sẽ sắp xếp tốt có được không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tôi chỉ yêu cầu tổ chức thi đấu công bằng công khai thôi, trong ban đã quyết định giao chuyện này cho anh phụ trách, làm thế nào thì anh cứ tự suy xét đi. Cổ Hoài thản nhiên nói rồi gác máy. Công bằng, công khai, công chính cái rắm. Sau khi gác máy Diệp Phàm bực bội chửi một câu. Lúc này, có tiếng gõ cửa khe khẽ. Vào đi. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Trưởng ban Diệp, anh gọi tôi. Trương Ngôn co cổ rụt đầu. Rất khác với khẩu khí lúc đụng phải mình hôm trước. Nghe chủ nhiệm tránh văn phòng Trương nói trưởng ban Diệp bảo mình qua giúp đỡ, lập tức hai mắt Trương Ngôn mở lớn. Những đồng nghiệp bên cạnh như đám đồng hân lập tức vây quanh bảo Trương Ngôn đãi khách đi. Đại hội thuyền rồng anh đã nghe nói chưa? Anh biết được gì nói trước đi. Diệp Phàm chậm rãi nói, cứ để Trương Ngôn đứng như vậy, phải tỏ tư thế lãnh đạo một chút chứ. Tôi vốn cũng là một trong những thành viên giúp đỡ đại hội thuyền rồng. Chỉ phụ trách công tác liên lạc với bên sông Kim Mã Hải Châu thôi. Lúc đầu trưởng ban Phượng Quốc Hưng phụ trách chuyện này, đã rút vài thành viên trong chánh văn phòng chúng tôi qua phối hợp. Vốn kế hoạch là mỗi thị xã có một thuyền rồng, sau đó không lâu trưởng ban Phượng lại đổi ý, mỗi thị xã tham gia thi đấu bố trí 3 thuyền rồng, giống như là đang so sánh năng lực tác chiến của bộ máy vậy. Trương Ngôn cũng không tệ, khôi phục bình tĩnh, nói có đầu có đuôi. So sánh năng lực tác chiến của bộ máy, đó không phải là đánh giặc sao. Hơn nữa, thành viên thuyền rồng đều là những nhân viên công tác khỏe mạnh trong cơ quan chính phủ, những thanh niên này mới hai mấy tuổi, nhiều lắm cũng chỉ đến cấp phòng, phó cục trưởng là cao rồi, có thể coi là bộ máy sao. Trương Ngôn sắc mặt hơi biến sắc, vốn nghĩ Diệp Phàm đã chấm mình. Đây là dấu hiệu tốt, có thể, vận may tới rồi nên được trưởng ban Diệp để mắt chọn mình làm thư ký cũng nên. Trương Ngôn sau khi tốt nghiệp Đại học Nhân dân đã lăn lộn nhiều năm, đến giờ chỉ là một tay chạy việc vặt, ngay cả bạn gái cũng khó giữ, nếu nói không gấp gáp thì chính là nói dối rồi. Chương 1324, quản nhất minh giận tối mặt. Hơn nữa, gia cảnh cũng chẳng tốt lắm, nếu như có món tiền lớn thì đã bỏ ra kiếm mũ quan rồi. Cho nên, Trương Ngôn rất chú trọng chào đón trưởng ban Diệp. Mấy ngày hôm trước nghe nói trưởng ban Diệp chịu trách nhiệm đại hội thuyền rồng. Trương Ngôn càng để tâm. Mấy ngày này đã nghiên cứu kỹ đại hội thuyền rằng, bằng không, lúc nãy Diệp Phàm đột nhiên khảo nhiệm, Trương Ngôn không thể trả lời lưu loát đến như vậy. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trong lòng Trương Ngôn mới ổn định lại. Lập tức đau khổ, Diệp Phàm lại nói ra câu khiến cho lòng Trương Ngôn dâng trào cảm xúc. Diệp Phàm nói, mấy ngày này anh cứ chuyển qua đây trước đi,
đặt bàn làm việc ở gian bên ngoài ấy, chuyện bên chánh văn phòng tôi mới nói với chủ nhiệm Trương rồi, ông ấy sẽ sắp xếp. Vâng, trưởng ban Diệp. Trương Ngôn trả lời giống như một binh lính trả lời cấp trên vậy. Làm gì vậy, nhìn kia, môi anh run như dây đàn kìa, ở chỗ tôi lạnh lắm à? Diệp Phàm cố ý trêu chọc người này một chút. Không phải, vì kích động quá ạ, có thể làm việc cho trưởng ban Diệp, là phúc ba đời của Trương Ngôn tôi. Trương Ngôn hai chân khép sát nhau, nhưng, không thể ngăn được hai đùi hơi run rẩy. Cái đó thì chưa chắc. Diệp Phàm cười như không cười, nói. Đi đi, chuyển đồ của anh đến đây trước, sau đó chúng ta lập tức triển khai công việc. Thời gian gấp lắm rồi, làm việc thì phải làm cho tốt. Sau khi nghe xong Trương Ngôn bước ra cửa, chạy vài bước, sau đó đứng lại, lập tức chỉnh lại quần áo, giả bộ trầm ổn bước về văn phòng mình. Trương Ngôn thu dọn đồ đạc, các đồng nghiệp đều hiểu, người ta được thăng chức rồi. Nhưng, Trương Ngôn tương đối khiêm tốn nói. Trưởng ban Diệp chỉ điều tôi qua giúp tạm vài ngày, đại hội thuyền rồng kết thúc sẽ quay lại. Đồng Hân, đừng đem bàn của tôi ném vào đống rác nhé, nếu không khi trở về bàn cũng chẳng có thì Trương Ngôn tôi đúng là bị mọi người đuổi ra khỏi nhà rồi. Thư ký Trương, bàn bên đó thoải mái hơn đây gấp trăm lần đấy. Lý Chấn Sơn, đồng nghiệp, cố ý hử lạnh một tiếng, mọi người cười ổ lên. Dĩ nhiên, mấy đồng nghiệp cũng giúp Trương Ngôn thu dọn đồ trên bàn đem sang gian ngoài bên Diệp Phàm. Dĩ nhiên, mọi người không dám ồn ào, nhẹ tay nhẹ chân giúp dọn dẹp gian bên ngoài. Đúng lúc Diệp Phàm muốn ra ngoài hít thở không khí, vừa mở cửa ra, thấy ba đồng chí đang bước đi như mèo. Thấy Diệp Phàm bước ra, ba đồng chí sợ tái mặt. Đặc biệt là Trương Ngôn miệng không thì thào thành tiếng nỗi. Trưởng ban Diệp, chúng tôi giúp Trương Ngôn dọn dẹp một chút. Gian ngoài dù nói mỗi ngày đều có người quét dọn, nhưng dù sao cũng không bằng chúng tôi dọn dẹp thêm chút nữa, quấy rầy anh rồi. Chúng tôi chỉ muốn lãnh đạo thoải mái hơn một chút. Cô nàng Đồng Hân này to gan hơn một chút, cong người vội vàng nói. Cứ thoải mái đi, ha ha. Diệp Phàm như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu, lại liếc nhìn ba người Đồng Hân một cái, đột nhiên nói. Trương Ngôn, anh nói với chủ nhiệm Trương. Bảo hai người này qua phối hợp làm việc với anh luôn. Trưởng ban Diệp, tôi thấy Đồng Hân và Lý Chấn Sơn hai đồng chí này không tệ. Trương Ngôn nói, do anh tìm trợ thủ, nên anh cứ quyết định đi. Diệp Phàm khoát tay quay về văn phòng, dĩ nhiên là đang cho thằng nhãi này chút đường ngọt, giúp gã vui một chút cũng tốt. Khỏi phải nói, Trương Ngôn làm việc rất nhiệt tình, không lâu sau, đã chỉnh lý tài liệu đem đến đặt trên bàn làm việc của Diệp Phàm. Hơn nữa, những chỗ quan trọng còn đánh dấu lại. Buổi chiều, Trương Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào, nói là Phó Bí Thư Quản Nhất Minh đến, bảo Diệp Phàm qua đó. Nói là muốn báo cáo tình hình chủ bị của Đại hội Thuyền Rồng. Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh, biết đồng chí Quản Nhất Minh muốn đến đâm chọc. Dĩ nhiên, cũng sắp xếp lại suy nghĩ, cầm gói tài liệu lớn, bình tĩnh bước đi. Trước mặt Quản Nhất Minh, tuyệt đối không thể thua được. Vào phòng họp. Thấy hai đồng chí Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng đã đến. Đồng chí Diệp Phàm, Bí Thư Quản muốn nghe báo cáo tình hình chủ bị Đại hội Thuyền Rồng. Anh báo cáo toàn bộ tình hình với Bí Thư Quản đi. Cổ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, nói. Bí Thư Quản, phương án tổng thể chúng tôi sẽ làm theo tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Phượng Quốc Hưng. Tôi tiếp nhận mới mấy ngày, vẫn chưa có biến hóa gì lớn. Sáng nay trưởng ban cổ có chỉ thị tôi. Nhất định phải tổ chức một cuộc thi đấu thuyền rồng công khai công chính công bằng. Tôi nghĩ, trong ban lần đầu tổ chức đại hội thuyền rồng, cũng là muốn tăng không khí sôi nổi trong cán bộ đảng của năm thị xã, rót sức sống mới cho các cán bộ. Hơn nữa, Diệp Phàm báo cáo phương án kế hoạch theo bài bản hẳn hoi. Đồng chí Diệp Phàm cũng tương đối kỳ lạ, đem phương án tổng thể chụp lên Phượng Quốc Hưng. Sau đó, lại đem phương châm chỉ đạo đổ cho trưởng ban Cổ Hoài. Nếu phương châm và phương án đều do người khác làm, bản thân chỉ thay đổi một chút, Quản Nhất Minh muốn chỉ trích gì cũng khó nói. Có nói gì cũng là nói người khác, chắc chắn Quản Nhất Minh sẽ phải thận trọng suy xét một chút. Đưa ra đây xem nào. Quản Nhất Minh mặt không thay đổi, sau khi nghe xong ra hiệu nói. Diệp Phàm đưa chồng tài liệu tới. Quản Nhất Minh đeo kính, giống như thẩm duyệt văn kiện cẩn thận xem xét. Còn Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chẳng nói gì, ở bên cạnh giả câm giả điếc. Làm gì đây, các đại hội chỉ còn có 7,
8 ngày nữa mà đã đưa người vào nhà khách rồi, bề ngoài là chuẩn bị cho đại hội, trên thực tế là đang làm cái gì, đơn giản chỉ là ăn chơi gì đó thôi. Mất thị xã này đều là thị xã cấp huyện, đều là những nơi có tình hình kinh tế tốt của huyện, điểm này tôi hiểu. Nhưng, cho dù có giàu thì cũng không thể phô trương sự giàu có như vậy chứ. Tài chính của địa phương cũng là mồ hôi nước mắt của nhân dân, sao có thể tiêu pha vô độ như vậy? Hơn nữa, còn bao cả một nhà khác, họ không thấy đau lòng à, quản nhất minh tôi cứ như đang trích máu trong tim ấy. Quản nhất minh cầm tàu liệu đập mạnh lên bàn, bắt đầu giáo huấn. Bí thư quản, đây là hành vi tự do của năm thị xã. Chuyện này dù ban tổ chức cán bộ chúng tôi đứng ra làm chủ, nhưng cũng thể can thiệp vào chuyện huấn luyện của người ta đúng không? Chẳng hạn như đại hội Olympic vậy, có nước không phải còn đến trước 10 ngày sau, họ đến làm quen với sân đấu, thích ứng với khí hậu nơi thi đấu để chuẩn bị gì đó. Ban tổ chức cũng chẳng thể nào đuổi người ta đi, không cho người ta đến sớm được. Diệp Phàm giả bộ không nghe thấy, thản nhiên trả lời. Hừ, đồng chí Diệp Phàm, anh không hiểu ý tôi rồi. Thi đấu thuyền rồng sao có thể so với Olympic được chứ? Đừng có mà lấy lông gà làm lệnh tiễn chứ. Đều ở cùng một tỉnh, năm thị xã có cách xa Hải Châu nhất cũng tốn mấy tiếng đi xe thôi, đến nhà khách trước 7, 8 ngày, mà còn bao toàn bộ nhà khách nữa chứ. Đây chính là làn sóng không tốt mượn chuyện ông để ăn chơi điển hình, tiền của tài chính là tiền của nhà nước, không phải là tiền để cho người ta ăn chơi hưởng lạc. Đặc biệt là ban tổ chức cán bộ chúng ta, sau này truyền ra ngoài người ta sẽ thấy thế nào? Có phải hoạt động của ban tổ chức cán bộ chúng ta đã tạo cơ hội cho các đồng chí bên dưới ăn chơi? Đồng chí Diệp Phàm, tam lệnh của Trung ương yêu cầu phải loại bỏ những làn sóng ăn chơi bất chính, bốn món một canh nghĩa là gì, lẽ nào chỉ noi chuyện ăn uống đơn giản thế thôi sao? Đây chính là nâng cao tư tưởng nhận thức đấy. Chẳng lẽ những lời giải thích mộc mạc gian khổ như thế, lẽ nào ở những nơi có tiền rồi thì không cần truyền thống tốt đẹp nữa? Quản nhất minh phản đối đẩy tài liệu lên bàn. Thằng nhãi này nói với Cổ Hoài. Trưởng ban Cổ, xem ra, tư tưởng của các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ hơi buông lỏng quá, phải tăng cường học tập, nhận thức tư tưởng đi. Đừng coi thường những tư tưởng lệch lạc này, chỉ cần lệch lạc một chút, là dao động một chút, nếu như cứ để tình hình này phát triển, thì sẽ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng đó. Anh nghĩ coi, nếu như có ai đem chuyện ăn uống của Đại hội Thuyền Rồng báo lên trên, lãnh đạo sẽ nhìn ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông chúng ta thế nào? Đó chẳng phải là tự bôi đen ban tổ chức cán bộ, đâm vào bô phân sao? Các phòng ban khác trong tỉnh sẽ thấy ban tổ chức cán bộ Việt Đông như thế nào, thực sự đến mức này, thì đó sẽ là chuyện lớn đấy. Quản nhất minh chỉ cây dâu mắng cây hòe, bề ngoài là đang nói với trưởng ban Cổ Hoài, nhưng trong ánh mắt từng câu từng chữ đều hướng về phía Diệp Phàm. Ha ha, bí thư quản. Tôi sẽ nhắc nhở các đồng chí nên thế nào. Một số đồng chí tư tưởng hơi buông lỏng, chắc chắn là sẽ uốn nắn lại. Phượng Quốc Hưng mở miệng, sắc mặt đồng chí Tiểu Diệp dĩ nhiên là trầm xuống rồi. Nhưng, Phượng Quốc Hưng rất kỳ lạ, lập tức lại nói thêm. Nhưng, dù là nhắc nhở, tôi thấy, đồng chí Diệp Phàm hình như không nằm trong nhóm bị nhắc nhở, anh ấy là ngoại lệ. Hừ, quản nhất minh lên tiếng, nhìn chằm chằm Phượng Quốc Hưng. Ý là muốn đồng chí Phượng Quốc Hưng giải thích tại sao. Đồng chí Diệp Phàm là học viên đặc biệt ưu tú của lớp nâng cao cán bộ thanh trung niên kiệt xuất trường Đảng Trung ương, do đích thân hiệu trưởng Đường cấp chứng nhận. Phượng Quốc Hưng nói, quản nhất minh vừa nghe, sắc mặt khó coi lập tức. Diệp Phàm muốn bước lên cho Phượng Quốc Hưng một bạt tai, Phượng Quốc Hưng bề ngoài đang nói giúp Diệp Phàm, nhưng kỳ thực là đang chê bai quản nhất minh mù mắt. Quản nhất minh nói nhận thức của đồng chí Diệp Phàm không đủ cao. Phượng Quốc Hưng người ta lập tức đưa hiệu trưởng Đường ra, học viên đặc biệt ưu tú của trường Đảng Trung ương do đích thân hiệu trưởng Đường trao tặng danh hiệu mà tư tưởng nhận thức không đủ cao sao. Nếu như không phải hiệu trưởng Đường sai thì sẽ là quản nhất minh sai, dĩ nhiên hiệu trưởng Đường có thể sai được sao? Dĩ nhiên chính là quản nhất minh sai rồi. Cho nên, đó chẳng phải là lập tức tát đồng chí lão quản một tát tai sao? Nhưng, quản nhất minh lại ghi hận lên Diệp Phàm. Phượng Quốc Hưng ra thế rất cao. Dĩ nhiên không sợ bị quản nhất minh ghi hận. Phượng Quốc Hưng lòng dạ xấu xa, dĩ nhiên là muốn quản nhất minh ghi hận Diệp Phàm thêm chút nữa, nhưng, lại đang giải vây cho trưởng ban Cổ Hoài. Tôi lập tức thông báo, để cho lãnh đạo của năm thị xã biết. Diệp Phàm lập tức nói, dĩ nhiên là đang cho đồng chí lão quản một cái thang,
bằng không không biết thằng nhãi này lại gây ra chuyện gì. Người mà, có lúc dưới mái nhà, không thể không cúi đầu được. Hừ, lần sau còn xảy ra chuyện này, tôi thấy, trưởng ban cổ nên thay người là vừa. Quản Nhất Minh đương nhiên không hề cảm kích, phẩy tay bỏ đi. Chương 1325, phản âm Phượng Quốc Hưng một phen. Lần này tìm đến Diệp Phàm, thứ nhất là báo thù Diệp Phàm chuyện con trai mình là quản phi bị làm thái giám. Thứ hai, cũng muốn nhân cơ hội làm một việc gì đó cho Triệu Sương Sơn xem. Ý tứ là lão Triệu chọn người không ngờ không làm việc như vậy, điều này tương đương với việc đánh vào thể diện của lão Triệu. Tuy nhiên không thể tưởng tượng được chính là sát vũ mà về. Quản Nhất Minh đương nhiên không có khí sắc gì tốt, liền lẩm bẩm rồi bỏ đi. Anh trở về lập tức thông báo với bọn họ một chút, phải chú ý tiết kiệm. Việc huấn luyện cần như thế nào thì cứ làm thế đó, tuy nhiên, phải chú ý đừng để người qua đường lườm nguýt là được. Cổ Hoài thản nhiên nói, ý tứ có chút mơ hồ, cũng không có vẻ hoàn toàn đồng ý với chỉ thị Quản Nhất Minh, xem ra, hai người này cũng không chắc hợp nhau. Được, trưởng ban Cổ, ngày mai tôi chuẩn bị đi xem, nhân thể nhắc nhở mọi người cũng tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt một cái nhìn Phượng Quốc Hưng, đột nhiên cười nói. Đúng là bạn học cũ tốt, cảm ơn trưởng ban Quốc Hưng đưa ra ưu ái đặc biệt này. Bằng không, thằng em này có phiền toái lớn, trưởng ban Quốc Hưng tuy nói tuổi không lớn, nhưng cũng rất có phong độ. Diệp Phàm sau khi nói xong hướng trưởng ban Cổ Hoài gật gật đầu chào, sau đó đi luôn. Phượng Quốc Hưng, tự nhiên, khóe miệng kia co giật vài cái khác thường. Kỳ thực, gã biết bị đồng chí Tiểu Diệp cho một đao. Diệp Phàm nói những lời này bên ngoài là khen Phượng Quốc Hưng là bạn học tình nghĩa, kỳ thực cũng là đang âm thầm làm giảm uy tín với trưởng ban Cổ Hoài. Cổ Hoài cùng Phượng Quốc Hưng đều là lãnh đạo của Diệp Phàm, và có người ngoài ức hiếp Diệp Phàm, Cổ Hoài ông cũng không nói giúp cấp dưới. Mà Phượng Quốc Hưng một chức phó đứng ra, trong lòng Cổ Hoài đương nhiên không vừa lòng. Diệp Phàm càng âm hiểm, không ngờ khen Phượng Quốc Hưng có phong độ đại tướng, kia không phải nói Cổ Hoài không có khả năng làm tướng soái sao, không phải chức vị chính của ban tổ chức cán bộ nên nhường cho Phượng Quốc Hưng sao. Cho nên, Phượng Quốc Hưng vừa rồi khéo léo lợi dụng Diệp Phàm ưu ái đặc biệt khơi mào chuyện Quản Nhất Minh với Diệp Phàm, hơn nữa Diệp Phàm cũng lợi dụng lòng đố kỵ của Cổ Hoài đâm lại Phượng Quốc Hưng một đao. Hai bên không ai là người thắng. Sáng sớm hôm sau, từ ban tổ chức cán bộ đi ra hai chiếc xe. Một chiếc Toyota Đại Bá Vương, một chiếc Audi, thẳng hướng thành phố Hải Châu mà đi. Thành phố Hải Châu chính là một trong năm đặc khu kinh tế lớn cả nước, thành phố cấp phó tỉnh. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Hoài chính là nguyên bí thư thành ủy thành phố Hải Châu. Thị xã Kim Mã thuộc thành phố Hải Châu, lần này ban tổ chức cán bộ muốn lấy địa điểm tổ chức đại hội thi đấu thuyền rồng ngay tại trên sông Kim Mã ở thị xã Kim Mã. Diệp Phàm mang theo đoàn người khi tới Hải Châu thì đã đến giờ ăn trưa, Chủ tịch Ngưu Sâm và Phó Bí thư Thành ủy Thôi Minh Khải mang theo bộ máy chính của thị xã, đứng ở cửa chính tự mình nghênh đón đoàn người Diệp Phàm. Về phần Bí thư Thành ủy đồng chí Nhạc Kỳ lại không thấy bóng dáng đâu, dù sao người ta là cấp phó tỉnh, Diệp Phàm một phó trưởng ban tổ chức cán bộ, cấp giám đốc sở, tuy thân phận tương đối lớn, nhưng dù sao Diệp Phàm ở ban tổ chức cán bộ cũng là xếp hạng đáy. Hơn nữa, tuổi còn rất trẻ, có lẽ đồng chí Nhạc Kỳ không thể nào thích thú được. Hơn nữa, năng lực của Diệp Phàm không ảnh hưởng được tới cán bộ cấp phó tỉnh Nhạc Kỳ này, nếu là đồng chí ban tổ chức trung ương xuống, Nhạc Kỳ chắc chắn sẽ nhiệt tình. Đương nhiên, Chủ tịch thành phố Ngưu Sâm cũng là cấp cán bộ thứ trưởng, ông ta đồng ý đến cũng là nể mặt mũi Diệp Phàm. Bởi vì Hải Châu là đặc khu, là phó tỉnh của thành phố, bí thư, chủ tịch thành phố đều là cấp thứ trưởng. Tuy nhiên, Bí thư Nhạc Kỳ vẫn không thể đi vào hội nghị thường vụ tỉnh. Hoan nghênh phó trưởng ban Diệp. Vẻ mặt Ngưu Sâm tươi cười chào đón. Hai người nắm chặt tay cùng nhau, bốn tay giao nhau thật chặt. Về việc bắt tay cũng có chút khác nhau, nếu là lãnh đạo bắt tay với quần chúng hoặc cấp dưới, bình thường đều là một tay chạm qua. Dù sao người ta là lãnh đạo, phải có phong độ lãnh đạo. Mà bắt tay cùng cấp, cũng là một tay, đương nhiên sẽ nhiệt tình hơn một chút. Trường hợp ngoại lệ, hai người cùng cấp nếu quan hệ tốt lắm, mới giơ cả bốn tay bắt nhau. Bắt tay cùng cấp, thì phải là bốn tay nhiệt tình. Đương nhiên, thường thường cấp trên mình cũng không nắm bốn tay với mình cũng chỉ có thể nắm hai tay vào một tay người ta mà thôi. Phó trưởng ban Diệp, chúng ta lại gặp nhau, ha ha ha. Bên cạnh truyền đến giọng nói sang sảng của Thôi Minh Khải.
Lão Thôi, anh đã lên chức, còn không đãi khách đi. Cũng quá keo kiệt một chút có phải hay không? Diệp Phàm lại cùng Thôi Minh Khải bắt tay nhau, Thôi Minh Khải trước kia là phó chủ tịch thường trực thành phố Ngư Đồng, hiện tại được điều đến thành phố Hải Châu làm phó bí thư. Tuy là phó bí thư, nhưng Hải Châu là thành phố cấp phó tỉnh, cấp bậc cao hơn so với thành phố cấp địa nửa cấp, cho nên, cấp bậc Thôi Minh Khải cũng tương đương giám đốc sở. Tuy nói không phải người cầm đầu một nơi, nhưng coi như là tiến nhanh một bước, cho nên, nhìn thấy đồng chí Diệp Phàm, ân oán nhỏ trước kia hai người đã sớm quên. Hai người giống như bạn bè cũ bắt tay nhiệt tình, một hồi gặp gỡ lại cười cảm giác thù oán. Trước kia ở Ngư Đồng khi Thôi Minh Khải cùng Lý Quốc Hùng bị gọi là chòm sao song tử của hội nghị thường vụ, cũng không ít lần gây phiền toái với Diệp Phàm. Tuy nhiên, trước khác nay khác, đương nhiên, Diệp Phàm địa vị Diệp Phàm không còn là bí thư đảng ủy công an của Ngư Đồng, phó trưởng ban ban tổ chức cán bộ, phân lượng chắc chắn lớn hơn cấp giám đốc sở của phó bí thư Thôi Minh Khải nhiều lắm. Thất lễ, buổi tối gặp nhau, gặp nhau. Thôi Minh Khải mịt mờ liếc mắt nhìn chủ tịch thành phố Ngưu Sâm một cái, ánh mắt hơi có vẻ đắc ý. Ý tứ là trưởng ban Diệp đối với tôi cũng không tệ lắm. Hai bên đang hàn huyên, lúc này, một chiếc Audi lặng lẽ đứng ở bên ngoài. Cán bộ Hải Châu vừa thấy lại lập tức chen chúc nhau đi ra, thiếu chút nữa biến chiếc Audi thành thùng thiết. Diệp Phàm thoáng nhìn qua, lập tức liền hiểu, thì ra là nhân vật số một thành phố Hải Châu bí thư Nhạc Kỳ tới rồi. Thảo nào cán bộ Hải Châu đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Bởi vì bí thư Nhạc là nhân vật số một ở Hải Châu. Đã tới chậm một chút, ha ha, thất lễ. Nhạc Kỳ không ngờ đứng ở cửa xe vào tới trước mặt Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên, Nhạc Kỳ dù sao cũng là cấp bậc bí thư phó tỉnh, ông ta tự mình kiêu ngạo, chỉ cười chào hỏi. Nhưng, cũng không có bước chân tiến lên. Đương nhiên, ông ta đang đợi. Tất nhiên. Nhạc Kỳ mặc dù vậy cũng xem như đã nể mặt mũi Diệp Phàm. Có thể đến, có thể thấy là đã coi trọng Diệp Phàm, ông ta có thể hoàn toàn không cần tới. Chào ôi, là bí thư Nhạc à, nhất thời không nhận ra, tôi thật thất lễ. Diệp Phàm biết Nhạc Kỳ chờ mình bước đến, cũng không so đo gì. Việc này, cũng nên vậy, cho nên, nhiệt tình cười vươn tay đi tới. Diệp Phàm duỗi hai tay qua, mà Nhạc Kỳ chỉ dùng một tay. Diệp Phàm cũng hiểu được, Nhạc Kỳ đồng ý đến, cũng không phải coi trọng mình, mà bởi vì trên trán mình có chữ Triệu thật to. Nghe nói Nhạc Kỳ là do Triệu Sương Sơn bảo đi, người ta đương nhiên muốn tới tiếp đón hắn một chút, hắn chính là đại diện của Triệu Sương Sơn. Trưởng ban Diệp, trước tới Ngũ Tạng Miếu bàn công việc thế nào? Nhạc Kỳ thản nhiên cười nói, vẻ mặt vẫn rất hiền hòa. Ở đây ông là bí thư, cũng là địa chủ, tôi là xuống dưới ăn hôi, ha ha. Diệp Phàm cười nói, tốt lắm, chúng ta đi. Nhạc Kỳ cười gật gật đầu, mấy chiếc xe thẳng tới khách sạn Hải Châu mà đi. Ngồi trên ghế, đoàn người Diệp Phàm gồm Diệp Phàm và tránh văn phòng Trương Lâm Hoa ngồi xuống, còn lại những người như Trương Ngôn, Đồng Hân và tất cả những người khác ngồi trên một bàn. Phía bên Hải Châu là bí thư thành ủy Nhạc Kỳ và chủ tịch thành phố Ngưu Sâm, phó bí thư Thôi Minh Khải và cán bộ cấp giám đốc sở liên quan cùng ngồi. Rượu quá ba lần. Ngưu Sâm cười hỏi, phó trưởng ban Diệp, nghe nói lần này về vì đại hội thi đấu thuyền rồng, bí thư quản có chỉ thị đặc biệt có phải hay không? Vừa nhận được bản fax văn kiện của cấp trên. Vâng, cứ theo văn kiện xử lý là được. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn đồng chí trên bàn một cái nói. Buổi chiều muốn mời tất cả người phụ trách để nói ngắn gọn, truyền đạt một chút chỉ thị của bí thư quản và trưởng ban cổ. Ôi, bí thư quản luôn luôn tiết kiệm. Thật sự là khuôn mẫu của đảng ta. Kinh tế Hải Châu chúng ta còn được, nhưng cũng không thể quên tiết kiệm. Việc này, cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Trung Hoa chúng ta. Lời chủ tịch thành phố Ngưu Sâm vừa nói ra, rõ ràng là mịt mờ khen Quản Nhất Minh. Diệp Phàm giật mình, chỉ biết người này quan hệ khá tốt với Quản Nhất Minh, có lẽ, vị trí chủ tịch thành phố này của anh ta là do Quản Nhất Minh ban cho. Tự nhiên, đồng chí Ngưu Sâm trong đầu Diệp Phàm. Lập tức trở thành một cái mụn nhọt. Nhạc Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn Ngưu Sâm một cái nói. Ừ, chỉ thị bí thư quản thành ủy chúng ta sẽ hoàn toàn chấp hành. Tuy nhiên, cán bộ thành phố Hải Châu tôi có thể chỉ huy bọn họ. Nhưng các thị xã khác, như các đồng chí Ngư Đồng, đồng chí Việt Châu, với tôi là bí thư thành ủy còn có chút như trứng chọi đá. Lời nói Nhạc Kỳ nghe qua có vẻ đồng ý với Quản Nhất Minh,
kỳ thực mịt mờ bác bỏ Quản Nhất Minh là chuyện bé xé ra to, cố ý thể hiện thôi. Đang nói, cửa bên ngoài bị đẩy nhẹ ra, một người mập mạp đi vào. Người này đôi mắt nhỏ, mặt béo, trong tay cầm một chén rượu, cười tủm tỉm nói. Không thể tưởng tượng được Bí Thư Nhạc và Ngưu Sâm đều ở trong này, vừa rồi ở vách bên cạnh ăn cơm, nghe được chút động tĩnh. Lãnh đạo đều ở đây, tôi lại đây kính các vị một ly, các vị lãnh đạo, không sao chứ. Bí Thư Chu, anh trước tiên phải kính trưởng ban Diệp, tôi và Bí Thư Nhạc đều là người quen, không cần khách sáo, trưởng ban Diệp mới là khách. Chủ tịch thành phố Ngưu Sâm chỉ Diệp Phàm cười nói, nhưng thật ra thay Nhạc Kỳ làm chủ trì. Trời ơi, trưởng ban Diệp tới rồi, thật là thất kinh, thất lễ. Chu Tiềm tôi lời đầu xin phạt ba chén xem như đền lễ. Chu Tiền Dương cái miệng rộng, cười, cũng không có chờ Diệp Phàm phản ứng, ừng ực tự phạt ba chén hồng rượu. Đương nhiên, muốn làm tư thế kính rượu bá vương. Sau đó, thằng nhãi này tới trước Diệp Phàm nâng chén lên, một tư thế kính rượu, Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu, đây là tiết mục Trường An của Ngưu Sâm. Bởi vì, Nhạc Kỳ trong lúc vô ý còn nhíu máy. Đồng chí Chu này chính là Bí Thư Thành ủy Kim Mã, là một trong những người tham dự đại hội thi đấu thuyền rồng. Xem ra, Chu Tiềm quan hệ với Ngưu Sâm không tồi, mà Ngưu Sâm cùng Quản Nhất Minh quan hệ lại không tồi. Chẳng lẽ Ngưu Sâm muốn ám chỉ với chính mình, đại hội thi đấu thuyền rồng lần này, xin hãy chiếu cố đồng chí Chu Tiềm. Suy nghĩ lộn xộn lung tung, Diệp Phàm có chút không hiểu, thản nhiên cười nói. Đồng chí này là ai? Chương 1326, cho lão quản một cái bạt tai. Tôi quên chuyện này rồi. Phó trưởng ban Diệp, đồng chí ấy Chu Tiềm, bí thư của thành phố Kim Mã. Đồng chí Chu Tiềm cũng rất giỏi đấy. Ông ấy lãnh đạo thị xã Kim Mã chúng tôi lập được rất nhiều thành tích. Hơn nữa mấy vị lãnh đạo trên tỉnh cũng khen đồng chí Chu Tiềm làm tốt. Chủ tịch thành phố Ngưu quả nhiên đóng vai trò là thuyết khách. Ừ, xem ra bí thư Chu đúng là giỏi thật, nếu không thì đâu làm ra nhiều thành tích như vậy. Tuy nhiên, không biết là những vị lãnh đạo nào đã từng khen bí thư Chu. Diệp Phàm có vẻ tò mò hỏi. Ha ha, hai vị bí thư quản ở tỉnh ủy đã từng khen ông ấy. Chủ tịch Ngưu nói, Diệp Phàm vừa nghe trong lòng liền hiểu ra rằng ý của Quản Nhất Minh là muốn đẩy Chu Tiềm lên chức chủ tịch thành phố Triều Châu. Đương nhiên thằng nhãi này muốn giành quán quân ở hội đua thuyền rồng mới được. Khẩu vị của lão quản này xem ra quá lớn rồi, chủ tịch Ngưu này rõ ràng là cánh tay mà Quản Nhất Minh đã đẩy lên, giờ nó lại muốn vươn sang thành phố Triều Châu nữa. Tuy nói thành phố Triều Châu kém xa so với thành phố Hải Châu, nhưng cũng đứng thứ 5 trong toàn tỉnh Việt Đông. Chỉ sau thành phố Ngư Đồng một bậc. Tuy nhiên, cái nhíu mày của Diệp Phàm khiến mọi người trong bàn cảm thấy khó hiểu. Phó trưởng ban Diệp, có chuyện gì không ổn sao? Hay là cán bộ thành phố Hải Châu chúng tôi có gì không phải? Nhạc Kỳ đến lúc này mới mở miệng. Diệp Phàm thu lại nụ cười, lập tức nghiêm mặt lại nói. Không biết là đồng chí Chu Tiềm đã nhận được văn kiện của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chưa? Nhận được rồi. Có phải là văn bản về tiết kiệm đó không? Chu Tiềm trả lời, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì đó nên sắc mặt mất hẳn sự tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Hai, việc này nói ra cũng hơi ngại. Hôm qua bí thư quản đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy giám sát công việc, tôi đã bị phê bình. Công tác của tôi chưa làm tới nơi tới chốn, nên tôi cũng đã nhận lỗi. Bí thư quản nói còn 7-8 ngày nữa là đến cuộc thi rồi, sao còn đến Hải Châu làm gì? Hơn nữa, hàng loạt đồng chí bao cả toàn bộ nhà khách. Mấy trăm người ăn uống, lãng phí tiền của nhà nước. Lúc ấy tôi cũng giải thích là huấn luyện để chuẩn bị cho mấy ngày tới, đây cũng là lệ của Thế vận hội Olympic. Sau đó lại bị bí thư quản phê bình, nói là cuộc đua thuyền rồng của chúng ta làm sao lại so sánh với Thế vận hội được. Hơn nữa trong nội tỉnh Việt Đông nơi xa nhất cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ ngồi xe là đến rồi. Cho nên tôi thấy chỗ này dường như có chút không ổn. Diệp Phàm nói đến đây thì phát hiện sắc mặt của chủ tịch thành phố Ngưu có chút thay đổi, trông còn khó coi hơn cả sắc mặt của Chu Tiềm ban nãy. Diệp Phàm sau đó liền cười nói. Bí thư Chu, thị xã Kim Mã cách Hải Châu không xa phải không? Vâng, cách không xa. Sắc mặt Chu Tiềm càng khó coi hơn. Những lời này của Diệp Phàm ý muốn nói rằng, tại sao ông nhận được thông báo rồi lại không chấp hành? Theo lý thì ông phải đưa những nhân viên thừa về chứ.
Đây không phải là ngang nhiên cãi lời của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hay sao? Hơn nữa còn giống như vả cho bí thư quản Nhất Minh một cái vào mặt. Nói nghiêm trọng một chút chính là chỉ thị của bí thư quản ông không chấp hành. Cái này, Chủ tịch Ngưu và Chu Tiềm đương nhiên không hiểu ý của Phó trưởng Ban Diệp và không hiểu Diệp Phàm đang mượn miệng của bọn họ. Quản Nhất Minh ông muốn đẩy Chu Tiềm lên vị trí kia thì tôi sẽ làm cho thất bại. Hơn nữa, ở phương diện khác Diệp Phàm cũng là đang mịt mờ thể hiện thái độ với Triệu Sương Sơn. Hơn nữa mình đem chỉ thị của Quản Nhất Minh đập lên đầu Chu Tiềm, cho nên Chu Tiềm thực ra là bị oan, kết quả là phải tự phạt một chén rồi chuồn thẳng. Nghe nói Chu Tiềm lập tức đem người trở về, chỉ giữ lại mấy người làm công tác liên lạc mà thôi. Khi Chu Tiềm vừa rút lui, bốn vị bí thư kia cũng cảm thấy bất ổn mà đành phải đưa người rút về. Sau đó thành phố Hải Châu khôi phục lại, bình tĩnh. Diệp Phàm mượn tay của Chu Tiềm dùng cây dọa khỉ, không mất chút sức lực nào đã đem chỉ thị của Quản Nhất Minh đặt đúng chỗ. Đến cả Chủ tịch Ngưu Sâm cũng phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể không khâm phục thủ đoạn của thằng nhãi này. Mẹ nó, nhóc con miệng còn hôi sữa, không ngờ còn độc hơn cả rắn nữa. Chu Tiềm cắn răng, phun ra những lời này. Hai, ý của bí thư quản là Kim Mã cách Hải Châu gần, các đội khác đi lại nhất định sẽ rất mệt. Chúng ta ở gần thì hôm đó đến cũng kịp, không ngờ, Diệp Phàm lại dở chiêu này. Chủ tịch Ngưu thở dài nói. Hừ, rút lui thì rút lui, chúng ta có thuận lợi hơn so với đội khác, bất luận là thằng họ Diệp đó làm gì thì chúng ta cũng đến trước 2-3 ngày. Hơn nữa chúng ta cách gần như vậy, lén đến tập luyện cũng được. Chẳng lẽ họ lại không cho chúng ta tập hay sao? Chu Tiềm đen mặt lại hừ nói. Nói cũng vậy, sông Kim Mã dài như vậy. Lại không khác là bao so với nơi thi đấu. Các ông bí mật làm một chỗ chẳng lẽ không được hay sao? Chủ tịch Ngưu cười nói, nhìn Chu Tiềm một cái nói thêm. Quan trọng là thủ đoạn tấn công như thế nào thôi. Phương án của chúng tôi đang được cải tiến. Đương nhiên bốn đội thuyền cũng tạm tạm rồi. Diệp Phàm muốn ép chúng tôi rời khỏi đó, chúng tôi có thể dở chút mánh khóe ở một mặt nào đó không? Ha ha! Chu Tiềm cười gượng một tiếng. Lời này khi ông chưa nói thì tôi cũng chưa nghe qua. Cụ thể các ông làm gì thì đó là chuyện của các ông, đừng hỏi tôi cũng không biết đâu. Tuy nhiên quan trọng bây giờ là giám khảo là ai, chúng tôi cũng chưa rõ. Chủ tịch Ngưu nói, giám khảo không quan trọng, mọi người chỉ cần xem là biết ngay mà. Chu Tiềm khẳng định, Chu Tiềm, nếu ông nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Giám khảo sao lại không quan trọng được? Ông sơ suất quá rồi. Nếu có vị giám khảo nào đó cầm mic nói một chiếc thuyền của thị xã Kim Mã các ông vi phạm quy định, bị loại thì ông nghĩ là hai chiếc thuyền còn lại sẽ thắng được sao? Chủ tịch thành phố Ngưu vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng là tôi có sơ suất thật, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa công bố ban giám khảo. Nghe đồn phó chủ tịch tỉnh đới nằm trong ban giám khảo. Giờ Diệp Phàm tiếp tay không biết là có thay đổi gì không? Chu Tiềm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng nói. Phó chủ tịch tỉnh đới thì không cần nói nữa, chắc chắn là bị loại rồi. Cháu ông ta bị Diệp Phàm hồi còn ở Ngư Đồng bắt. Diệp Phàm để ông ta làm giám khảo mới là chuyện cười đấy. Phó chủ tịch thành phố Ngưu phủ quyết tin đồn đới Duy Cường được chọn làm giám khảo. Lão Ngưu, ông nói xem liệu Diệp Phàm có dở trò bịp bợm gì không? Nhìn cái bộ dáng nhằm vào tôi hôm nay, trông thằng nhóc đó vênh váo quá đi mất. Chu Tiềm vẫn lo lắng những chuyện liên quan đến ngũ quan này. Mà không lo lắng cũng không được. Người này tuy còn trẻ, nhưng có thể ngồi lên vị trí đó, lại trông có vẻ chính trực như vậy, có lẽ đây mới là cao thủ của cao thủ đấy. Hơn nữa, có bí thư Triệu đứng sau, chúng ta làm gì được hắn chứ? Chủ tịch Ngưu thở dài, thầm lo lắng người đứng sau Diệp Phàm này. Thằng nhóc đó sao đã lấy lông gà làm mũi tên rồi? Quản Nhất Minh đem tờ báo giặt lên mặt bàn, sắc mặt có chút biến đổi. Lão quản, thằng nhóc đó càng ngày càng kiêu ngạo, đây rõ ràng là bẻ cong sự thật, Chu Tiềm lần này xui xẻo lọt vào tầm ngắm của hắn. Thằng nhóc đó miệng lưỡi cũng lợi hại thật, phỏng chừng hiện tại cán bộ của năm thành phố đã bắt đầu truyền tai nhau rồi. Phó Chủ tịch Chu Phương Ninh thở dài nói. Lão Chu, tôi biết ông có câu còn chưa nói, đó chính là Quản Nhất Minh tôi giờ thành ác nhân rồi. Tất cả cán bộ của năm thành phố đang chửi sau lưng, có đúng không nào? Quản Nhất Minh hừ nói. Xem ra chuyện của Chu Tiềm phiền phức rồi, vốn tôi muốn nhân cơ hội này để cho cậu ta bứt lên,
nhưng ai ngờ bị thằng nhóc kia làm hỏng rồi. Không phải là hắn đã biết được kế hoạch của chúng ta chứ? Sao tự nhiên Diệp Phàm lại làm khó Chu Tiềm chứ? Chu Tiềm mời rượu hắn, đó là tôn trọng hắn, như vậy cũng là sai hay sao? Chu Phương Ninh có chút khó hiểu nói. Chắc hắn không có cái tài đó. Còn về phần lão kia thì... Quản Nhất Minh vừa nói vừa chỉ vào phòng làm việc của Triệu Sương Sơn. Chương 1327, tuần tra kim mã. Thì ra là thế, tôi nói rồi, tên nhãi đó, chỉ là một con chim non mà làm được gì chúng ta mới lạ. Chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm, nếu như là hắn thì quá giỏi rồi. Chu Phương Ninh nhấp một ngụm trà. Vị trí chủ tịch thành phố Triều Châu ông ta cùng Quản Nhất Minh đã hợp tác khá lâu, lần này thuận thế nắm lấy. Quản Nhất Minh chuẩn bị phải liếm khuôn mặt già nua hợp tác với chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền rồi, ít nhất là phải nắm được hai vị trí chủ tịch thành phố, dĩ nhiên là chỉ vị trí chủ tịch thành phố Ngư Đồng và Triều Châu rồi, còn với vị trí bí thư thành phố Ngư Đồng, Quản Nhất Minh không dám hy vọng xa vời, mà Uông Chính Tiền cũng đã nghĩ rồi, thế của Triệu Sương Sơn quá mạnh, không thể nào đem vị trí nhân vật số 1 Ngư Đồng giao vào tay mình được. Cho nên, Uông Chính Tiền xoay người nhờ vả, bất kể thế nào, cũng phải biến thành phố Ngư Đồng xếp hạng thứ tư trong toàn tỉnh thành cơ sở ngầm của mình. Ít nhất cũng phải có được một người biết nghe lời, sau này cũng có thể chống đỡ với người lão Triệu ủng hộ. Nhưng, khẩu vị của Triệu Sương Sơn chắc hẳn không chỉ dừng lại ở chức bí thư thành phố Ngư Đồng, ông ta còn muốn chức bí thư của thành phố khác nữa. Dĩ nhiên, Triệu Sương Sơn cũng không dám cam đoan là bao được cả Ngư Đồng, ông ta còn có tính toán khác. Triệu Sương Sơn đang từng bước tiến hành rửa bài tẩy ở những điểm mấu chốt trong toàn tỉnh, biến những bí thư thành ủy mạnh mẽ trong tỉnh Việt Đông đổi thành người của mình. Lần trước để Thôi Nhạc Kỳ ngồi lên vị trí bí thư thành ủy Hải Châu chính là bút tích của Triệu Sương Sơn. Lần này, dĩ nhiên là nhắm vào bí thư thành ủy Ngư Đồng rồi. Nguyên bí thư đương nhiệm Hà Trấn Nam cũng là đồng chí lão Triệu mượn tay Diệp Phàm, lợi dụng thảm án 88 đá đi. Dường như đại hội thuyền rồng. Kỳ thực có dính đến cuộc đua tranh giành thế lực giữa các tầng cao trong tỉnh ủy. Những vị lãnh đạo có năng lực trong cuộc đua đều muốn đẩy người của mình lên. Sau này có nói gì thì cũng có người nghe, nếu có thuộc hạ bên dưới, bản thân mình như tướng ngồi trong trướng, có chuyện gì tự nhiên đều có người đi giải quyết. Tâm tư của các lãnh đạo dĩ nhiên đều như vậy, cấp dưới càng đông càng tốt, hơn nữa, cấp dưới ngồi ở vị trí mấu chốt đều phải là thiết can của mình. Kỳ thật. Toàn tỉnh là một bàn cờ lớn, do các thế lực các bên tạo thành thiên la địa võng mạnh mẽ. Các vị lãnh đạo ngồi ở trung tâm, giống như con nhện răng tơ, ai có tơ nhiều nhất chắc nhất, người đó nắm được đại cục toàn tỉnh. Uông Chính Tiền phải tranh đua với Triệu Sương Sơn, đương nhiên, cũng mong kết được một mạng lưới thật dày. Không có cấp dưới thì nghe lệnh anh thì cho dù anh có là chủ tịch tỉnh, nói chẳng có ai nghe thì còn chẳng bằng đánh giám à. Chu Phương Ninh âm thầm khâm phục đôi mắt của Quản Nhất Minh. Cảm thấy người này với mình cấp bậc như nhau, nhưng ánh mắt của người ta chuẩn hơn nhiều, cái nhìn đại cục cũng mạnh hơn mình nhiều. Chúng ta tạm thời không có sức chống đỡ tập đoàn của Triệu Sương Sơn và Uông Chính Tiền. Nhưng, dù sao chúng ta cũng phải có tập đoàn nhỏ của riêng mình. Không có tập đoàn giống như nói chẳng ai nghe, còn chẳng bằng đánh giám. Mượn chuyện tên Diệp Phàm mà nói mà nó có nghe đâu, kỳ thực, đó là con chó cắn người của Triệu Sương Sơn. Con chó này còn là con chó dữ, ngay cả tôi là phó chủ tịch tỉnh đứng trước mặt hắn, mà hắn thích để ý thì để ý. Anh nói coi, sao hắn gan như vậy, nếu như không phải có lão Triệu đứng sai. Chúng ta cũng đều phải cố kỵ, làm người mà ô ải nếm chuyện này, đúng là quá bất đắc dĩ. Chu Phương Ninh thở dài, sắc mặt khó coi nhấp miếng trà ô long. Lão Chu, làm chó dữ cũng được, nhưng, anh cũng phải có bản lĩnh ác. Tuy nhiên. Thằng nhãi đó thực sự có tính ác, đừng nói anh, lần đó tôi đi Ngư Đồng, thằng nhãi đó còn ngông nghênh, bị lột mũ quan mà ngon ngửa mặt lên trời hét biết rồi. Ha ha, anh nói đi, có mấy cấp dưới dám nói với lãnh đạo quản mũ quan của tỉnh ủy như thế. Tôi thấy, hắn không phải là con chó dữ nhỏ, giờ, sắp thành sói rồi. Quản Nhất Minh mỉm cười. Chu Phương Ninh biết, Quản Nhất Minh chẳng qua là đang cổ vũ, để mình vì cậu em họ Chu Tiềm mà đọ sức với Diệp Phàm một phen. Dĩ nhiên, chữ cổ vũ này phải thêm dấu ngoặc kép mới đúng, thực sự phải nói là xúi dục. Dĩ nhiên, Chu Phương Ninh tuy nói cũng tương đối tốt với Quản Nhất Minh, nhưng, ai cũng vì lợi ích của bản thân thôi. Để cậu em họ Chu Tiềm được lên chức chủ tịch thành phố,
Chu Phương Ninh đành phải nghe lời Quản Nhất Minh lần này. Chu Phương Ninh biết, Quản Nhất Minh chắc chắn chẳng có lòng tốt gì. Chắc hẳn, đại hội thuyền rồng lần này, Quản Nhất Minh sẽ nghĩ ra trò gì đó. Nhưng, đồng chí lão Chu cũng đây phải chén đèn cạn dầu, giả bộ oán giận, nói. Thằng nhãi đó đúng là chẳng phải người, sao lại biến Quản Phi Thành như vậy chứ? Tôi nghi ngờ không biết nó có giao dịch gì với Lô An Cương không? Hơn nữa, tới giờ hắn cứ cắn tập đoàn Dương Điền không chịu nhả ra, bí thư Quản, chắc là ông chưa biết nhỉ? Chu Phương Ninh phóng đạn, gật đầu một cái. Quả nhiên, Quản Nhất Minh bị chọc giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Phương Ninh một cái, hừ giọng nói. Biết cái gì, lão Chu, giữa chúng ta mà còn phải giấu giếm sao? Quan hệ của chúng ta thế nào chứ, đến lúc mấu chốt này mà còn muốn gạt tôi sao? Chu Phương Ninh trong lòng cười lạnh một tiếng, miệng cũng là thần bí nói. Bí thư Quản, thảm án 88 không phải đã kết thúc rồi à? Đương nhiên kết thúc, ở tỉnh đã đưa ra kết luận rồi. Quản Nhất Minh gật đầu, liếc nhìn Chu Phương Ninh, đột nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi. Có phải có người muốn lật lại món nợ cũ năm xưa? Cái này tôi không rõ, nhưng, gần đây có một đồng chí nói với tôi chuyện này. Hình như đội trưởng Vương Triều của đội cảnh sát hình sự sở tỉnh đang lén lút điều tra Sơn Trang Đông Pha. Chu Phương Ninh nói ra những lời này, tin chắc Quản Nhất Minh sẽ nổi giận. Nào ngờ, Quản Nhất Minh chẳng có chút động tĩnh, thản nhiên nói. Sơn Trang Đông Pha có gì chứ, gã điều tra cái gì? Tôi thực sự muốn xem gã đang chơi trò gì, chỉ nhảy nhót như thằng hề thôi, nhảy qua nhảy lại có thể kiếm được manh mối gì chứ? Ừ, Diệp Phàm là tay sai. Tôi lo không biết có phải chuyện này do Triệu Sương Sơn ngầm chỉ điểm không, nếu như là do ông ta chỉ điểm, chuyện này hơi phức tạp đó. Chu Phương Ninh tuyệt không bỏ qua cơ hội chọc cho Quản Nhất Minh nổi giận. Chắc không phải đâu, nếu như chuyện này do Triệu Sương Sơn ngầm chỉ thị. Chẳng lẽ Triệu Sương Sơn muốn tự đưa tay tát mình, hơn nữa tập đoàn Dương Điền làm ăn ngay thẳng, sợ cái gì? Quản Nhất Minh quả nhiên hừ lạnh thành tiếng. Chu Phương Ninh biết, lão Quản chắc chắn nhớ trong đầu. Lòng nói tập đoàn Dương Điền kia mà làm ăn chính đáng mới lạ. Chắc hẳn, muốn bảo vệ Dương Điền, thì phải chuyển Diệp Phàm đi. Triệu Sương Sơn không chuyển được, chỉ có cách chuyển chó giữ đi thôi. Chỉ mong là thế. Chu Phương Ninh mỉm cười. Ông vừa bước chân ra khỏi văn phòng của Quản Nhất Minh, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng động, biết là cuối cùng Quản Nhất Minh đã đập bể chén trà rồi. Diệp Phàm tới bãi Kim Mã ở thành phố Kim Mã. Chu Tiềm hôm qua bị Diệp Phàm bác bỏ đến nỗi mất cả thể diện. Nhưng, vì mũ quan, vẫn nở nụ cười chào đón trưởng ban Diệp Phàm. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Cao Bang cùng với Chu Tiềm, đứng cạnh còn có vài cán bộ nhà nước. Diệp Phàm biết rằng, Chu Tiềm đang cố lấy lại thể diện. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như anh đến thành phố chúng tôi thì cả hai vị đầu sỏ thành phố đều đến đón, lễ nghĩa cũng đầy đủ, nhưng, hiện trường vẫn không được náo nhiệt, thậm chí, có vẻ hơi lạnh lùng. Sông Kim Mã rất rộng, chắc dài rộng khoảng 200 mét. Hơn nữa, nghe nói nước cũng không phải rất sâu, lần này chỗ ban tổ chức cán bộ chọn dùng nước sâu không quá 2 mét. Đương nhiên, cũng là vì suy xét đến an toàn. Đang là mùa đông, dù nói thời tiết phía Nam khá ấm áp, nhưng dù sao cũng là mùa đông, nếu như người ta mà bị chết cóng thì trách nhiệm rất lớn. Trên bãi sông sớm đã có vài lều tre thô sơ, nghe nói nơi này chính là bộ chỉ huy tạm thời của ban tổ chức cán bộ. Nhìn xa xa trông cứ như lều vịt của nông dân, nhưng có điều làm bằng trúc nên cũng khá đẹp. Vào trong lều mới thấy, trong đó chẳng khác gì động trời. Trên đất được lót sàn gỗ, không gian khoảng 10 mét, không quá ẩm ướt. Trong đó còn có cả máy tính, điện thoại, tất cả những gì cần chuẩn bị đều được sắp xếp điều chỉnh tốt rồi. Diệp Phàm bước vào trong thì mấy nhân viên vẫn đang bận rộn, một người thuộc tránh văn phòng ban tổ chức cán bộ phụ trách đón tiếp, toàn thể đều đứng dậy vỗ tay chào đón trưởng ban Diệp Quang Lâm đến chỉ đạo công tác tiền tuyến. Mấy ngày sau, đồng chí tránh văn phòng ban tổ chức cán bộ Trương Lâm Hoa mang theo vài đồng chí đến chỉ đạo công tác ở hiện trường thành phố Kim Mã. Diệp Phàm tìm hiểu tình hình khả năng trận đấu diễn ra trên sông, cùng với khó khăn của nhân viên công tác, đương nhiên, cũng nói một đống những câu khách sáo sáo giống, khích lệ nhân viên công tác cố gắng làm việc gì đó, rồi quay mông bỏ đi. Diệp Phàm biết rằng, hoạt động cử hành tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là ở thứ hạng. Nếu như cấp trên có chỉ thị thì còn dễ làm, không có chỉ thị mới tương đối phức tạp.
Làm tốt sẽ nói anh lĩnh hội được ý của lãnh đạo, lĩnh hội không được ý của lãnh đạo thì cho dù hoạt động có được tổ chức tốt đẹp cũng sẽ thành thất bại. Đương nhiên, đối với thái độ mơ hồ của Cổ Hoài và Quản Nhất Minh cùng với Triệu Sương Sơn, Diệp Phàm cũng đã đưa ra chủ ý, cứ cắn răng, quyết định tốt chức công khai công bình công chính như Cổ Hoài nói. Cho nên, đến trước mặt Trương Lâm Hoa làm băng rôn 6 chữ đó thật to, thật thẳng thớm, đến lúc đó bày ra đài chủ tịch cho mọi người cùng thấy. Nhưng, Trương Lâm Hoa cũng cười quỷ dị, ghé sát tai Diệp Phàm nói thầm. Trưởng ban Diệp, những lời này do chính miệng trưởng ban Cổ nói đúng không? Chỉ bằng mời trưởng ban Cổ viết hàng chữ đó giúp chúng ta đi, bên dưới còn ghi do Cổ Hoài đề tặng, như vậy không phải càng thuyết phục sao? Diệp Phàm nghe xong rất cảm động. Dĩ nhiên là cảm động vì sự cáo giả của Trương Lâm Hoa. So với ông ta, trong việc xử lý một số tình huống, mình đúng là còn hơi non. Hơn nữa, nói từ phương diện khác, Trương Lâm Hoa có ý đầu quân về bên mình rồi. Bằng không, ông ta không thể nào dám đưa ra những ý kiến như vậy. Diệp Phàm đương nhiên là khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Trương Lâm Hoa. Trương Lâm Hoa đích thân đưa Diệp Phàm lên xe, cúi người cho đến khi thấy khói xe của Diệp Phàm đã ở đằng xa. Nhưng, Diệp Phàm không biết biểu hiện nhiệt tình của Trương Lâm Hoa khi nãy đã có người báo cho trưởng ban Cổ Hoài. Cổ Hoài nghe xong mắt khép hờ, hừ giọng nói. Nếu y đã không muốn về, thì không cần về nữa. Người báo cáo nghe xong trong lòng mừng rỡ, lập tức rút điện thoại gọi cho đồng chí khác. Đồng chí kia nghe xong đương nhiên mừng đến suýt cắn lưỡi. Buổi tối quay về Việt Châu. Đồng chí Vương Triều đã được điều đến Sở Công an tỉnh tới thăm. Diệp Phàm nhiệt tình đón anh ta vào phòng. Chương 1328, luôn luôn đuôi mù. Vương Triều, giám đốc Trần đối với cậu cũng không tệ lắm nhỉ? Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết hỏi. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người hiện thành cấp dưới thân cận của Diệp Phàm. Bốn người tuy nói trên người còn có chút tính khí của kẻ giang hồ nhưng người như thế chỉ cần ăn của anh, sẽ tình nguyện chết theo anh, Diệp Phàm ngược lại rất quan tâm đến bọn họ. Vâng. Sếp Trần quan tâm đến tôi giống đại ca. Ở trước mặt tôi, y không bày ra vẻ lãnh đạo. Đương nhiên, các trường hợp công việc vẫn là quy củ. Y muốn tôi gọi là anh Trần nhưng tôi giả ngu không phản ứng. Vương Triều vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ, tuy nhiên, cậu cũng thay đổi một chút, nếu giám đốc Trần thẳng thắn quan tâm đến cậu, ở những chỗ có hai người, cậu gọi y một tiếng anh Trần cũng không thiệt. Cậu nữa, làm người cũng không thể rất cứng nhắc. Có thể có lợi vì sao không cần. Diệp Phàm dặn dò, nói. Thực ra bởi vì giám đốc Sở Trần Bố Hòa có quyền chuyển chính thức cuối cùng. Việc này, cùng Thiết Chiêm Hùng ở Bộ Công an có liên hệ nhiều. Trần Bố Hòa có qua có lại mới toại lòng nhau. Biết Vương Triều là tâm phúc của Diệp Phàm. Cho nên, nếu đã biết Diệp Phàm là anh em kết nghĩa của Thiết Chiêm Hùng Thứ trưởng Bộ Công an, hiện Lâm Thiên Dân kỳ lạ đã chết, phân lượng của Thiết Chiêm Hùng ở Bộ Công an càng ngày càng nặng. Quan trọng hơn là đã biết Diệp Phàm là con rể tương lai của nhà họ Kiều. Trần Bố Hòa đã nâng Diệp Phàm lên ngang hàng. Gần đây tiếng tăm của Diệp Phàm càng tăng lên, trên trán không hiểu sao có cả chữ Triệu. Lại ngồi trên ghế phó trưởng ban ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vị trí quan trọng như vậy. Trần Bố Hòa thậm chí có cảm giác can tâm làm cấp dưới của Diệp Phàm. Bởi vậy, đương nhiên cũng muốn lung lạc Vương Triều, kỳ thực là tỏ vẻ cho Diệp Phàm xem. Việc này không giống thế, đời này tôi chỉ gọi anh là đại ca. Những người khác, tôi tuyệt đối không mở miệng, mặc dù là anh gọi anh Thiết, anh Lang nhưng tôi chỉ gọi họ là Thứ trưởng Thiết, Cục trưởng Lang. Hơn nữa, cả Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cũng suy nghĩ giống nhau. Đại ca, việc này anh không phải quan tâm, đây là suy nghĩ của chính chúng tôi, muốn chúng tôi gọi một tiếng Trần ca, Thiết ca là tuyệt đối không thể. Giọng Vương Triều cung kính mà kiên quyết. Biết bốn tên này đầu óc còn dừng tận triều đại nhà Thanh, Diệp Phàm cũng sẽ không nói về việc này nữa, cười nói. Tùy các cậu đi, thế nào, gần đây vụ án Quản Nhất Minh điều tra được gì chưa? Rất phức tạp, vả lại, đều qua vài chục năm, hiện tại điều tra không hiểu ra sao cả. Hơn nữa, người biết chuyện đều có kiêng kỵ, căn bản không dám nói thật. Vả lại, chúng ta là bí mật điều tra, những người khác càng kiêng kỵ. Không có cách nào. Tôi rõ ràng tìm chỗ sơ hở xem có thể thấy gì không. Vương Triều ngồi thẳng dậy, nói. Sơ hở mà cậu nói là có người quyết tâm báo cáo với Quản Nhất Minh. Diệp Phàm thản nhiên nói, đứng lên mở hai chai rượu hai người mỗi người một lọ, với đĩa đậu thơm mát.
Y đã biết, không, báo ứng đến. Vương Triều ha hả bật cười. Báo ứng, có ý gì? Diệp Phàm vẻ mặt cứng đờ, nhìn Vương Triều một cái, lạnh lùng hừ nói. Có phải lão quản ra tay với cậu? Ừ, ngược lại không cử sát thủ đến giải quyết tôi. Tuy nhiên vài ngày gần đây, tôi thấy hình như có người theo dõi sau lưng tôi. Tuy nhiên, người theo dõi hình như cũng là cao thủ. Tôi chỉ là có cảm giác, không ngờ không thể tìm được người đó. Nói vậy người đó theo dõi cậu đến đây có phải không? Diệp Phàm lạnh giọng cười. Tôi không sợ y biết anh có quan hệ với tôi, dù sao lão quản cũng biết từ trước. Tôi nghĩ, để chúng ta dẫn rắn vào hang thì thế nào? Vương Triều cười kỳ quái, nhìn Diệp Phàm, vừa cười vừa nói. Người kia đúng là cao thủ, không cao hơn đại ca. Quản Nhất Minh thật sự có bản lĩnh, cao thủ như thế cũng có thể mời đến. Chẳng lẽ người này chính là vị cao nhân luôn đứng sau làm rối ở thảm án 88? Diệp Phàm nói chợt lắc lắc đầu. Đến gần cửa sổ dùng đôi mắt ưng nhìn một vòng, trở lại sofa nói. Hẳn không có khả năng, cao nhân làm rối chắc chắn là người bên cạnh Lô An Cương, sao có thể là người cả Quản Nhất Minh? Quản Nhất Minh có hồ đồ cũng không thể tự ra tay với người mình sinh ra quản phi, còn có tập đoàn Dương Điền, tôi nghi ngờ ông chủ chân chính phía sau màn là Quản Nhất Minh. Việc này tạm thời không rõ ràng lắm, bắt y chúng ta bí mật thẩm vấn sẽ rõ ràng. Có phân cân thác cốt thủ, người làm bằng sắt chúng ta cũng làm y hóa thành bùn. Vương Triều chợt cười nhạt, nhập một ngụm rượu. Tuy nhiên, cậu cũng phải chú ý. Người này theo dõi cậu, có thể làm cho cậu không tìm ra, tôi nghĩ, sẽ không phải là một người. Nếu y thật sự muốn làm gì, thì thật sự không phòng được. Diệp Phàm nhíu mày. Không có việc gì. Đầu đã đầy sẹo, muốn lấy đầu của tôi phải có năng lượng mới được. Trên đời này, cũng tìm không ra nhiều người như vậy. Vương Triều nhướng mày, rất kiêu ngạo. Ừ, trước tiên bắt người này rồi nói sau. Nói vậy nhưng cao nhân như vậy cũng không dễ tìm. Quản Nhất Minh muốn tìm một người cũng không dễ. Chúng ta để y ngậm bồ hòn rồi nói sau. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc tối đen như mực. Tôi nghĩ ngược lại không có chuyện này. Quản Nhất Minh ra tay với tôi còn vì một việc khác. Tôi được chuyển đến Sở Công an, Giám đốc Trần liền chuyển nguyên đội trưởng Hạ Ý Công đến Trung đoàn Trị An. Người này đương nhiên đối với tôi ghi hận trong lòng, tuy nhiên, tôi cũng không sợ y. Hơn nữa, y biết sếp Trần quan tâm đến tôi, cho nên, đương nhiên bên ngoài thì khách khí đối với tôi. Nhưng tôi đã chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp chiêu. Huống chi, sếp Trần đầu tiên giao quyền đội trưởng Trung đoàn. Sau một thời gian chuẩn bị quyết định chính thức cho tôi, báo cáo đã đưa đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nhiên, không lâu sau báo cáo lại trở về, nói là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thông qua. Trần Thính có chút căm tức, ngành công an tuy nói là hai bên cùng quản lý là nói như vậy, Sở Công an đề bạt cán bộ của mình, chỉ cần lãnh đạo Sở Công an tỉnh gật đầu. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bình thường chỉ là thủ tục, sẽ không hỏi đến việc này. Nhưng bổ nhiệm tôi bị ban tổ chức cán bộ trả về, sếp Trần cho rằng là do y không kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an. Còn cảm thán nói phân lượng của chính mình không đủ, vẫn nghĩ cách đến ban tổ chức cán bộ khơi thông. Người ta nói sếp Trần mới biết, việc này là do phó bí thư quản tự mình quyết định. Sau khi biết sắc mặt của sếp Trần tất nhiên không thể nào đẹp. Lúc này đi tìm bí thư đảng ủy công an Dương Chí Sa. Muốn đề cử tôi. Nhờ bí thư Dương ra mặt nói với ban tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, bí thư Dương gặp nạn, cuối cùng chính là đẩy. Hơn nữa đẩy đi đến hiện tại. Vương Triều nói đến đây, nhìn Diệp Phàm không ngờ cười nói. Tôi biết Quản Nhất Minh tuyệt đối không thể thông qua việc bổ nhiệm tôi, mấy ngày trước lại sơ hở, xem chừng lão già kia hiện tại hận tôi tận xương. Hừ, lão già này, y vì tôi mà tới. Cậu chỉ là vật hy sinh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Uống một ngụm rượu nói. Đừng nóng vội, chuyện lão quản chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết. Một chức vụ cấp phòng giải quyết không được làm phó trưởng ban như bố thì về nhà bán khoai lang đi vậy. Tôi không sao cả. Vương Triều lắc đầu, kỳ thật, trong lòng vẫn khó có thể tiêu tan. Từ khi rời nhà họ Đỗ ở Phổ Hải, Vương Triều thật ra chân chính tiếp nhận thân phận cán bộ chính phủ, cũng nếm mùi chức vụ cấp bậc. Hơn nữa, bốn người Vương Triều từ nhà họ Đỗ đi ra. Mỗi người có hơn 10 triệu, cũng đủ tiêu cả đời. Khi tiền không còn là vấn đề thì quyền lực chính là điều họ quan tâm.
Bọn họ đương nhiên cảm kích những gì Diệp Phàm mang đến cho bọn họ. Đương nhiên, nhân cách của Diệp Phàm mới là điều mà họ tin tưởng nhất. Không lâu, không ngờ nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng mới Tập đoàn Bàn Đế, Đồng Oanh Oanh, nói là đang ở khách sạn Shangri-La. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng nóng lên, đã lâu không làm việc kia, vả lại, thân thể này, thật sự có khát vọng. Trong mắt lập tức hiện ra thân thế trắng ngọc ngà của Đồng Oanh Oanh, nói không thích, trừ khi là thái giám. Vương Triều, cậu cứ đi ra ngoài bình thường, tôi đi sau theo dõi xem ai lớn mật theo dõi cậu. Diệp Phàm đứng lên. Vương Triều mở cửa đi ra. Diệp Phàm cẩn thận theo ra ngoài, hơn nữa, giống như đạo tặc xuống bằng đường ống nước. Kỳ lạ chính là người này thật sự xảo quyệt, Diệp Phàm mở đôi mắt ưng thăm dò xung quanh, thật sự cẩn thận cũng không cảm thấy được người này tồn tại, chính là không thể xác định được mục tiêu. Diệp Phàm ngồi trong xe đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể dẫn cao nhân đến, ánh mắt hoảng hốt phát hiện trước mặt có lá cờ lay động, theo phản xạ có điều kiện phanh két xe dừng lại, đến phía trước xem xét, có vài xe cảnh sát ngăn lại. Hơn nữa, xe không ngờ vừa đụng vào bên cạnh quần một người cảnh sát, thiếu chút nữa là đâm lên. Làm gì? Trong lòng Diệp Phàm có chút tức giận, thấy Vương Triều cách mình càng ngày càng xa, mà cao thủ theo dõi Vương Triều vẫn nhất thời không xuất hiện, tất nhiên tức giận. Bước xuống xe, quát lên. Mẹ nó, dám quát bố, chán sống có phải không? Người cảnh sát tức giận hơn nữa. Vẫn là hai thanh tra cảnh sát, loảng xoảng một tiếng, đá vào cửa xe, quay ra sau quát. Mấy anh, lên đây một chút. Kỳ thật, không đợi người này nói, vài cảnh sát xông tới. Đá loảng xoảng vào xe Diệp Phàm, còn kéo cửa xe. Điệu bộ kia, xem chừng là muốn vây ẩu. Diệp Phàm vừa thấy còn gì nữa. Sợ mất thời gian. Hơn nữa, thân phận không lộ được cho nên, cửa bị hắn mở ra, đá một cước vào, một cảnh sát bị hắn đá lui đến ba thước đến lan can bên đường. Mẹ nó, còn dám đánh cảnh sát. Lúc này một cảnh sát ngồi trên ghế cách đó không xa, cùng là thanh tra cảnh sát, chắc là lãnh đạo nên tính tình cũng khá cứng nhắc. Bước vài bước đến chỗ Diệp Phàm, ra lệnh một tiếng, bốn cảnh sát và y đều rút côn cảnh sát, nhằm vào người Diệp Phàm. Các anh ở bộ phận nào, lãnh đạo đâu? Diệp Phàm giọng điệu nghiêm túc, lùi một bước hừ nói. Trước khi ra tay Diệp Phàm vẫn muốn hỏi trước. Mày quản cái con khỉ gì, đánh rồi nói sau, dám đánh cảnh sát hình sự chúng ta. Tên kiêu ngạo cầm cờ ngông cuồng quát, thấy người lãnh đạo không phản đối, mấy cảnh sát cầm côn tiến đến. Bịch bịch, chân tay Diệp Phàm nhanh chóng xuất động vài cái. Một trận âm thanh hỗn độn vang lên. Lập tức mấy người cảnh sát kiêu ngạo ngã xuống. Một người cao chừng 1m8, khá đẹp trai và phong độ, giống như lãnh đạo thanh tra cảnh sát đến trước mặt Diệp Phàm hừ nói. Hay xưng tên ra. Thằng nhóc, anh ấy là đội trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự của sở công an chúng tôi, mày cực kỳ đen đủi. Một cảnh sát nằm dưới đất quát. Chương 1329, người tôi đá chính là ông. Trung đoàn trưởng phải không? Người tôi đá chính là ông. Diệp Phàm mắng, rồi đá một phát vào lưng phó ba, thằng nhãi này trao mày nhưng chẳng hé răng nửa lời. Xem ra, tính cách cũng là một người khá cứng rắn, người cũng hơi lao về phía trước, nhưng đã nhanh chóng quay lại, tung chân định đá về phía Diệp Phàm. À, người anh em, cũng có tí tài đấy nhỉ. Diệp Phàm nói chế nhạo một câu, rồi tiếp chiêu. Bạch một tiếng, tay họ phó kia cảm giác như mình đá phải tấm thép vậy. Chỉ trong giây lát y đã bị một cước của Diệp Phàm cho bay xa mấy mét. Tuy nhiên, tay phó ba này cũng khá cứng đầu, còn định lật người dậy phản công một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, Diệp Phàm không cho y thực hiện được ý đồ đó, vì vậy một cước nữa đạp cho y lăn lông lốc. Thằng nhãi này miệng mồm há hốc, thở hổn hển, không đứng dậy nổi nữa. Lần này, Diệp Phàm đã ra tay hơi mạnh rồi. Tay cảnh sát đứng cạnh bắt đầu kêu gào. Diệp Phàm liếc mắt nhìn y một cái, thuận chân đạp cho tay cảnh sát cầm cờ một phát, rồi nhanh chóng nhảy lên xe đuổi theo, giờ đã chẳng thấy bóng dáng Vương Triều đâu rồi. Mẹ kiếp, to gan lớn mật thật, anh Triệu, biển xe đó ghi lại chưa? Phó ba xoa xoa chỗ thắt lưng bị đau của mình, mắng. Mẹ kiếp, lưng ông mày sắp gãy rồi. Anh phải đi bệnh viện ngay đi, không biết xương cốt có vấn đề gì không? Nếu bị để lại di chứng thì phiền phức to đấy. Đi cái con khi ấy, đã nhớ cái biển số xe kia chưa? Không lột được ra thằng nhãi đó, ông mày sẽ không đi bệnh viện.
ở cái đất này còn có kẻ dám đánh ông, Việt Châu có còn là Việt Châu nữa không? Đội trưởng Phó Ba tức giận nói, nhìn về phía trước, cau mày nói. Thế đã đuổi theo chưa? Tôi đã thông báo cho Vương Huy, anh ta đã đuổi theo rồi. Thằng chết tiệt này, không để nó trốn thoát được. Triệu Quân mắng. Là thuộc đơn vị nào, mau chóng tra biển số xe xem. Phó Ba hừ nói. Vâng, tôi sẽ lập tức sai người đi làm ngay. Triệu Quân đáp. Mẹ nó chứ, cũng may mà là buổi tối đấy, nếu không, thì đội cảnh sát hình sự chúng ta thật là mất mặt. Phó Ba hừ nói, rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Tiếc là anh Vương không có mặt ở đây, bằng không, thằng nhóc đó có chạy đằng trời. Triệu Quân thở dài nói, tuy nhiên nhìn qua thấy tay Phó nhíu mày. Thằng nhãi này liền hiểu ra rằng mình khen sếp Phương lợi hại trước mặt sếp Phó, thì chẳng phải chửi vào mặt sếp Phó hay sao? Cho nên y lập tức, chữa cháy. Sếp Phó của chúng ta cũng không kém, chỉ là mấy ngày liền phải thức đêm nên bị mệt mà thôi. Mệt cái con khỉ, tay Vương đúng là có thân thủ cứng rắn, tôi đây không phải là đối thủ của hắn. Phó Ba lại gật gật đầu nói thẳng. Ha ha. Triệu Quân cười gượng một tiếng, thực sự y cũng có chút xấu hổ. Không lâu sau, có một viên cảnh sát đi đến, từ xa Triệu Quân đã hỏi. Đã điều tra ra chưa? Là thằng nào vậy? Không rõ lắm, hình như là biển số xe hỏng. Viên cảnh sát trẻ tuổi kia báo cáo, lập tức, đám Phó Ba ai nấy đều thộn mặt ra. Một lúc sau mới mắng. Lợi hại, một thằng lái chiếc xe rách nát vậy mà dám đánh chúng ta. Anh em, hãy mau liên lạc với Vương Huy, chúng ta đuổi theo. Tôi nghi ngờ thằng này chính là trọng phạm là trên sở đang truy đuổi. Không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát thẳng theo hướng Diệp Phàm chạy mà đi. Đừng nóng vội, Vương Huy dẫn theo toàn là cao thủ cả. Nghe nói còn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cái khác tôi không dám nói, chứ chuyện đi theo dõi người thì tuyệt đối sẽ không để mất đối tượng đâu. Mấy anh em, chút nữa bắt được người rồi thì xem chúng ta xử lý hắn thế nào. Phó Ba gật gật đầu, vẻ mặt dữ tợn. Vương Triều, cứ làm như vậy để bắt người đó ra. Tìm một nơi không có người, tôi sẽ ở chỗ đó mai phục trước, cậu đến sau, có thế may ra mới dễ quan sát một chút. Diệp Phàm dặn dò Vương Triều, sau đó quay lại phía sau nhìn, mỉm cười, lẩm bẩm một mình. Không ngờ còn dám theo dõi mình, chút nữa phải khởi động gân cốt một chút rồi. Vương Triều nghe xong liền chạy xe thẳng hướng vùng ngoại ô, đến một chỗ trong rừng thì dừng xe lại. Bên ngoài có một bãi cỏ rất lớn, vô cùng trống trải, phỏng chừng phải rộng đến 200-300 mét. Vương Triều giả bộ thần bí, vừa đi vừa quan sát bốn phía, không lâu sau thì đã vào hẳn trong rừng rồi. Diệp Phàm đã sớm chiếm được một điểm cao, đem máy quan sát trong đêm của tổ đặc nhiệm A ra, quan sát mọi động tĩnh. Kỳ lạ là khoảng nửa giờ chẳng thấy bóng người nào, mà chỉ nhìn thấy mấy con chuột chạy qua mà thôi. Chẳng lẽ Vương Triều cảm giác sai sao? Căn bản là chẳng có ai theo dõi cả. Không đúng, mình cũng có cảm giác này, không phải là người này còn lợi hại hơn cả mình chứ. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, cảm thấy không có khả năng, có lẽ người này đang ở chỗ nào đó há miệng chờ sung. Diệp Phàm bảo Vương Triều cố ý gây tiếng động, giống như đang đánh nhau, rồi kêu lên mấy tiếng như sắp mất mạng đến nơi. Quả nhiên có động tĩnh. Động thái này xảy ra ở nơi mà không ai có thể ngờ tới, hơn thế cách Diệp Phàm không xa, khoảng 50 mét. Ban đầu, Diệp Phàm còn tưởng một con vật nhỏ nào đó, ví dụ như thỏ, nhưng nhìn kỹ thì thấy con vật kia cử động khẽ hơn. Không lâu sau, một tiếng bộp nhẹ vang tới, trong đám cỏ phía trước có một đống cỏ đen đen kỳ dị. Từ đầu đến đều không thấy bóng dáng nào xuất hiện, chỉ là khiến Diệp Phàm có cảm giác như đống cỏ phía trước đã tiến lên vậy. Cao nhân. Trong lòng Diệp Phàm không thể kiềm nổi sự thán phục, thi triển thuật khinh thân để túng, nhẹ nhàng bước ra phía sau đống cỏ. Nhặt một tảng đá lên ném vào phía trước, dù cho đống cỏ khô có lợi hại đến đâu nhưng thủ thuật Diệp Phàm sử dụng là gì chứ? Đó chính là tuyệt kỹ phi đao của Phí Gia, bởi vậy đống cỏ bị ném trúng. Chắc hẳn là khá đau, quả nhiên, từ phía đống cỏ một bóng đen xuất hiện. Nhìn bốn phía một lượt, miệng còn lẩm bẩm cau nhau. Quái quỷ thật, đá từ trên trời rơi xuống, không thể là thiên thạch rồi. Huynh đệ, không phải đá từ trên trời rơi xuống đâu, là đại ca ném đấy, chuyên dùng để ném đồ vật chơi. Bóng đen nghe thấy giọng nói, thoáng ngẩng đầu lên, hóa ra là Vương Triều. Biết rõ là đã hỏng việc rồi, thằng
thằng nhãi này không nói thêm câu nào, đột ngột ra tay, ném về phía Vương Triều, cái bóng nhanh chóng xoay người muốn chuồn. Thân pháp lùi chuồn của hắn phải nói là tuyệt đỉnh, không ngờ có thể chuồn ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã trốn vào trong đống cỏ, cả bóng người đột nhiên biến mất, phải gọi hắn là chuột chũi mới đúng. Phía bên cạnh Vương Triều chợt lóe lên, vật chúng phải phi đao của Diệp Phàm, một tiếng nổ vang lên, rất nhiều thứ màu hồng nhạt bắn ra. Thuốc mê, trong đầu Diệp Phàm chợt lóe lên, hô to. Tránh ra. Chuyển người tung cước, cái bóng đen ngã lăn xuống cách bụi cỏ 5 mét. Trong lòng Diệp Phàm sửng sốt, vốn cho rằng gặp phải cao thủ, không ngờ người đó lại ra tay không lịch sự như vậy. Tuy nhiên, cái bóng đen quay lại, định bụng lẩn trốn theo hướng tên ban nãy. Nhưng, thật xui cho hắn vì hôm nay gặp phải Diệp Phàm. Khá đấy, khả năng chạy trốn này của ông có thể ghi vào kỷ lục Guinness thế giới đấy. Diệp Phàm cười gằn một tiếng, phì một tiếng, lại tung ra một cước, Diệp Phàm đã sử dụng 3 phần công lực để tung ra đòn này, cái bóng đen kia không kịp nhúc nhích, như con tê tê nằm đứng bất động trong bụi cỏ, trong chớp mắt quyền cước phi tới. Mẹ nó, lại chạy à, đủ lợi hại chưa, dám theo dõi ông nội Vương Triều của mày à. Vương Triều chửi một cách thô tục, có vẻ tức giận, thấy mất mặt vô cùng. Vương Triều, lui về. Diệp Phàm hô to một tiếng, sau đó cho 3 mũi phi đao bay ra. Một tiếng súng vang lên trong đêm. May mà Diệp Phàm nhắc nhở đúng lúc, Vương Triều chỉ bị sứt sát chân một chút thôi. Diệp Phàm chạy lên trước mặt bóng đen kia, giơ ngón tay lên, bóng đen kia lập tức không thể nhúc nhích. Quả nhiên có độc dược. Diệp Phàm từ miệng, bóng đen, kia móc ra một vật giống như chiếc răng giả. Vật này là độc dược dùng để tự sát của những người làm tình báo khi thi hành nhiệm vụ đặc biệt mà bị bắt. Chỉ cần vài giây thôi là có thể mất mạng. Những nhân viên và đặc công cao cấp của Cục An ninh Quốc gia và Cục Tình báo Quân sự đều có vật này. Đương nhiên, loại độc dược này rất quý, trong dân gian không dễ gì tìm được. Nói, ai sai mày tới? Diệp Phàm hừ một tiếng, đạp một nhát lên đùi y, lập tức y nhếch miệng. Tuy nhiên, Diệp Phàm đang định dùng phân cân thác cốt thủ, nhưng thân thể y bỗng run lên vài cái rồi chết luôn. Không ngờ được người này còn có hậu thủ, viên thuốc độc thứ 2 nằm ở chỗ nào. Vương Triều vẻ mặt tiếc nuối, sau khi kiểm tra kỹ trên đùi mình rồi mới yên tâm. Không rõ lắm, việc này có chút phức tạp, người này võ công chẳng ra sao, chỉ là khả năng theo dõi có thể gọi là tuyệt vời. Diệp Phàm nói, rồi kiểm tra một lần nữa. Nhưng chẳng phát hiện ra viên thuốc độc nào nữa. Hai người quyết định đem thi thể đến căn cứ Hùng Sơn nghiên cứu một chút. Vừa mới đến dưới chân núi, Diệp Phàm đang muốn đi đến chỗ xe của mình. Đột nhiên, một tiếng két nữa lại nhẹ nhàng kêu lên. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát thì trông thấy một chiếc lá cây bay đến một cách quỷ dị. Chiếc lá cây này trông giống như tấm lá bài poker. Bay đến như tên. Dám chơi trò này với tôi à? Diệp Phàm trong lòng thầm kinh ngạc, quay lại đằng sau, Diệp Phàm nhặt chiếc lá đó lên xem, quả nhiên đúng là một lá bài phu khơ, mà còn là một con ca đỏ chót. Chương 1330, anh cơ vua Tú Lơ Khơ. Tên này quả có bản lĩnh, dám chơi với anh cả Hồng Kông thường xuyên đánh Tú Lơ Khơ. Khi Diệp Phàm đang tính toán trong đầu, soạt 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 vài tiếng, lần này, từ những vị trí khác nhau phi ra đồng thời 3 lá bài Tú Lơ Khơ, chia ra 3 hướng trên giữa dưới. Diệp Phàm giật mình, muốn thử xem này lá bài này nặng nhẹ thế nào, vì thế, giơ tay ra gạt đi. Lá bài vừa chạm vào bàn tay giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Cảm giác tương đối có lực độ, hơn nữa, lòng bàn tay cảm giác nóng rát, ắt hẳn không dưới 700-800 cân. May mắn là Diệp Phàm có nội công bảo vệ được bàn tay. Bằng không, nếu là người thường dùng tay tiếp đòn thì sẽ giống như bị đao chém trúng mà không tóe máu mới là lạ. Xem ra người này là một cao thủ, Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, lách thân như mình rắn nhẹ nhàng tránh được cả 3 lá bài, cười nói. Thêm mấy lá nữa đi. Hừ. Bên trong đường rừng trúc truyền đến một tiếng hừ lạnh, lần này lại tới nữa, 7-8 lá bài đồng thời phi tới, nhìn thoáng qua trông như thiên nữ tán hoa rất đẹp mắt. Tiếng động đó lại vang lên. Xem anh làm sao tránh được thất tinh sát của tôi. Lại còn thất tinh sát cơ à, thú vị thật đấy. Diệp Phàm đột nhiên giẫm mạnh lên mặt đất một cái, thân hình thành một hình xoắn ốc lớn, vọt lên khỏi vòng vây của các lá bài. Loáng một cái, sau vài tiếng bạc bạc, 7 lá bài đều rơi xuống đất.
không ngờ lại có thể găm vào bùn đất sâu như thế, lực tay thực sự tương đối lớn, Diệp Phàm thầm kinh ngạc trong lòng. Đúng lúc này, hai bên rừng trúc đột nhiên có một cảnh sát dũng mãnh lao đến và hét lớn. Giơ tay lên, bằng không tôi bắn. Diệp Phàm sửng sốt trong lòng, mới biết đám phó ba đuổi theo kịp. Cao thủ bài Tây này không biết là ai. Vừa ngẩng đầu nhìn một cái, tên nhãi này, Diệp Phàm ngoan ngoãn giơ 10 ngón tay lên ôm đầu. Chạy, xem mày có thể chạy đến đâu. Ở địa bàn Việt Đông này, mày dám đắc tội với anh ca thì mày chỉ có mà chết đẹp. Triệu Quân đắc ý gầm lên, đi đến chỗ Diệp Phàm, muốn dùng họng súng đập vài cái vào mặt Diệp Phàm để thị uy. Vương Triều đang vác cái thi thể kia trên người nên mặt bị che lại, hơn nữa là buổi tối nên đám người kia không nhận ra. Vương Triều vừa nghe thấy tiếng động liền bỏ thi thể xuống đất quát lên. Mẹ nó, làm cái gì thế, muốn bắn chết bố mày có phải không? Vương, là đội trưởng Vương. Tiếng của Triệu Quân kèm theo một tia khóc nức nở, vị đội trưởng Vương Triều này là lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự, luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn. Hơn nữa, võ công cao cường, cán bộ trong đội cảnh sát hình sự này thật sự đều đã bị anh ta xử lý. Nên bây giờ vừa nhìn thấy đội trưởng Vương, cả đám đều sợ bị anh ta bắt đi huấn luyện, toàn bộ đi vòng ra xung quanh. Đùa gì chứ, đi huấn luyện với đội trưởng Vương thì chỉ có làm bao cát thôi. Dù có là thằng ngốc cũng không tình nguyện làm chuyện này. Vương, đội trưởng Vương, là anh à, vừa rồi là đang chấp hành nhiệm vụ. Đồng chí này chẳng những đỗ xe trái quy định, hơn nữa, còn ngang nhiên tấn công cảnh sát. Cho nên, chúng em, phó ba mới vừa bước lên nói được hai câu, thì Vương Triều cũng hét lên với anh ta. Nghiêm, tất cả cảnh sát đều chưa hiểu chuyện gì, nhưng đều nghe lời, toàn bộ buông xuống súng đứng nghiêm, nhìn chằm chằm Vương Triều. Không biết anh ta muốn làm gì. Biết anh ấy là ai không? Vương Triều xa sầm mặt nói. Còn chưa điều tra ra ạ. Phó ba dẫn đầu, lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng trùng xuống, thầm nhủ người này phải có chút lai lịch đây. Nhìn bộ dạng vừa rồi của đội trưởng Vương nhất định là đang cùng anh chàng này làm chuyện gì đó mờ ám. Đây là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Diệp Phàm, mắt chó của các anh mù cả rồi còn gọi gì là cảnh sát cơ động. Trưởng ban Diệp trước kia là làm công tác chính pháp, lần này có việc cần anh ấy giúp đỡ sở tỉnh làm việc. Anh ấy còn là khách mà đích thân sở trưởng Trần mời đến. Các anh không những chế giễu, còn muốn bắt người. Có muốn tôi đem chuyện này báo với sở trưởng Trần một tiếng rằng các anh muốn bắt khách mà ông ấy mời làm trò vui không? Vương Triều nói, trên nét mặt, nói có bao nhiêu thối thì có bấy nhiêu thối. Hiểu lầm thôi, đội trưởng Vương, việc này chúng tôi cũng không rõ cho lắm. Phó ba vội nói, đang muốn nói với Diệp Phàm hai tiếng, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng mang vẻ mặt cười tủm tỉm đầy ẩn ý, còn vỗ nhẹ lên vai phó ba nói. Tôi nói rồi, tôi nhớ cậu rồi. Là phó ba đúng không? Nói đoạn, Diệp Phàm ra chào hỏi Vương Triều. Hai người không quan tâm gì, lên xe đi mất, chỉ còn lại một anh chàng như con chim ngốc nghếch trông theo đít xe đi xa dần nhóm cảnh sát hình sự. Sao có thể, không ngờ lại là khách mời của sở trưởng Trần. Lại còn là vị trưởng ban Diệp của Ngư Đồng đó đến nữa chứ. Triệu Quân môi hơi run rẩy nói. Nghe nói hắn là người do Triệu Bí Thư tự mình chọn lựa. Lần này e rằng đá phải sắt thật rồi, hai. Vương Huy thở dài, vẻ mặt ngao ngán. Làm cái rắm, thu quân về. Phó ba gắt một tiếng, quay người lên xe đi, lại là tự mình lái xe đi. Phó ba, anh chàng này khá thú vị. Diệp Phàm điềm nhiên cười nói. Ừ, nghe nói là người này từ quân đội chuyển sang. Hơn nữa, còn là từ đội báo săn Thủy Châu chuyển sang. Trước kia ở báo săn khi đã là phó tiểu đoàn trưởng, tuy nhiên, nghe nói vì có làm chút chuyện mất lòng mấy vị lãnh đạo nên bị buộc tuyên chuyển về đây. Ở trên tỉnh, anh ta là trợ lý của tôi. Chơi được bài lơ khơ, chẳng những kỹ thuật đánh rất cao, trong vòng 2 mét còn có thể gây sát thương. Ở trên sở đều gọi anh ta là anh ca, bình thường rất là oai phong. Vương Triều cười nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Mà anh Diệp này, vì câu nói sau cùng của anh tối nay nhất định làm đồng chí anh ca ngủ không yên rồi. Anh ca, cái tên nghe kêu thật, nhất định là cũng không thiếu tiền tiêu đâu, đến lúc không có tiền lại đi đến sòng bài một chuyến thì tiền về tay rồi. Tuy nhiên, thân thủ của anh ta quả là không tồi chút nào nhỉ. Diệp Phàm hỏi. Ừ,
cũng thường xuyên đi kiếm ít tiền tiêu chẳng hạn vài chục nghìn nhân dân tệ. Thằng cha này cũng biết đắn đo đúng mực chứ không phải là quá tham lam. Thường xuyên ở sòng bạc đóng giả nhân vật lợn ăn thịt hổ. Bắt đầu có vẻ non, còn giống như thua mấy chục nghìn nhân dân tệ, về sau mới lộ bộ mặt thật ra, thường sẽ làm nhà cái tẻ cả ra quần. Mà nhà cái này sau khi tra được gốc gác của gã cũng không dám cho người đi gây sự với gã. Đương nhiên, thằng cha này không tham lớn cũng là có nguyên nhân quan trọng. Bình thường nếu thắng đến 1 triệu tệ mà vẫn chưa thu tay sẽ làm nhà cái chịu không nổi mà hạ độc thủ. Nói về phương diện võ học, thì chỉ kém một chút so với tôi, tuy nhiên, tôi thấy rất kỳ lạ. Dựa vào thân thủ của anh ta có thể đạt được tiêu chuẩn tứ đẳng cấp thứ 3. Sao lại không thể vào tổ đặc nhiệm A? Không phải nghe nói bậc khai nguyên tứ đẳng là có thể gia nhập rồi ư? Vương Triều có chút mơ hồ. Ha ha, chắc là người này có vấn đề rồi, nếu không sẽ không bị chuyển nghề. Người như thế ở bên trong báo săn cũng không nhiều, hẳn là xem như cao thủ. Mặc dù là báo săn và tổ đặc nhiệm A, trong nội bộ có ít nhiều khúc mắc. Sao mà có thể cứng như sắt thép được, nơi nào có người là nơi đó có giang hồ, không thể thiếu tranh đấu. Người này, trong lòng khẳng định có nội tình. Vừa rồi, tôi vì sao cố ý vỗ một chút bờ vai của anh ta, đoán rằng không lâu sau đó sẽ nhờ người đến nói giúp cho. Dù sao, cái danh phó trưởng ban tổ chức của tôi cũng khá kêu đó chứ. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Hiểu rồi. Vương Triều mỉm cười, liếc xéo Diệp Phàm một cái, nói. Đại ca muốn đem biến người này thành người của mình phải không? Cũng là rất đáng để thu phục, người này tuổi cũng không lớn, không quá 30 tuổi, khoảng 27-28 tuổi là cùng. Nếu dùng được thì tốt, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Từ xưa đến nay, muốn thành đại sự người ta đều có một tổ chức cấp dưới ủng hộ. Không có cấp dưới thì sao có thể hình thành tập đoàn, ở trong tổ chức tự gọi là thành viên tổ chức. Đại ca, thân phận hiện tại của anh không giống như trước nên có thể thành lập Diệp gia quân của chính mình rồi. Vương Triều nói xong, vẻ mặt cười tủm tỉm, có chút thần sắc như vậy. Nói rất hay, Diệp gia quân, ha ha. Diệp Phàm gật gật đầu, châm một điếu thuốc xong, nhìn xuyên qua cửa kính xe ra vô vàn vì sao trời một cách ngơ ngẩn. Rồi chợt tươi cười nói. Chắc lúc đó đồng chí ca này cũng từng bị cậu ghi hận nhỉ. Đương nhiên. Lúc ấy tôi mới đến sở, thằng cha này cũng không phục, nghe nói còn đến trước mặt sở trưởng Trần đòi làm tôi mở rộng tầm mắt bằng cách đề nghị thách đấu với tôi, nếu không thì hắn sẽ không phục. Hắn còn nói cảnh sát hình sự đều là liều mình việc, sao có thể để một kẻ ẻo lả đến lãnh đạo. Nghe nói đội trưởng cảnh sát hình sự tiền nhiệm, đồng chí Hạ Ý Công cũng thường xuyên bị hắn đùa giỡn đến mức quá đáng cũng chỉ cười gượng được một tiếng. Sở trưởng Trần đồng ý à? Diệp Phàm điềm nhiên hỏi. Đương nhiên không đồng ý, còn cho một chàng dạy dỗ hắn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tôi đã đứng ra, tiếp nhận lời khiêu chiến của hắn. Mới thăng chức lên đội cảnh sát hình sự, cũng phải lập uy có phải hay không? Vương Triều cười lên một tiếng, rồi nói. Tuy nhiên, lá bài ca đỏ của thằng cha này quả là cao minh. Lúc mới bắt đầu tôi thiếu chút nữa là có phần lúng túng chân tay rồi. Sau vài ba hiệp mới từ từ thích ứng, có điều tôi cũng tốn không ít sức lực. Phải đến trăm hiệp mới quật hắn ngã như chó ăn bùn. Thằng cha này vẫn còn không phục, đứng lên muốn chơi đến cùng. Tôi lại bồi cho hắn thêm mấy chục chiêu. Cuối cùng, hắn bị tôi đá tới mức mềm như bún rồi mới hoàn toàn phục tôi. Tuy nhiên, tôi cũng bị mấy quân bài kia phi trúng vài lần, trên lưng cũng bị thương chảy máu. Có điều, từ đó hắn rất phục tôi, suốt ngày gọi anh Triều này, anh Triều kia. Người này thực ra rất cứng rắn, rất trượng nghĩa. Lòng dạ cũng ngay thẳng, nên có tố chất làm cảnh sát hình sự. Anh Diệp nếu có thể thu phục hắn, cũng coi như là không mất đi một trợ thủ đắc lực. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, liền đem tình hình tối nay kể cho Thiết Chiêm Hùng nghe. Anh chàng Thiết nghe xong thì trầm ngâm một lúc, nói. Thế giới này có hàng trăm vạn điều kỳ lạ, cái mà chúng ta nhìn thấy chính là thủ pháp miệng ngậm độc dược. Kỳ thật, con người nếu muốn giết chết chính mình. Có mấy trăm loại phương pháp có thể khiến cho cậu dù có đề phòng đến mấy cũng không phòng được, giống như tôi biết đến chính là có dấu độc trong mắt. Thời khắc mấu chốt hình như là hướng ánh mắt thật mạnh đến nơi nào đó khiến mắt có độ uốn khúc là có thể làm giết chết chính mình. Đương nhiên, động tác này phải cố ý mới có thể làm được, trong tình huống bình thường thì mắt anh có làm thế nào cũng đều không sẽ tiết ra độc được. Loại động tác này, phải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể làm được.
Thiết Chiêm Hùng nói. Diệp Phàm lập tức bảo Vương Triều đi kiểm tra một hồi, không phát hiện trong mắt người này có tình trạng gì bất thường, xem ra, không phải trong mắt có dấu độc. Nói, loại độc dược này theo lý mà nói thì dân chúng rất khó điều chế ra được, chẳng lẽ chuyện này còn ít nhiều liên quan quân đội? Anh Thiết, em có chút hoài nghi, có lẽ, Lô An Cương của vụ thảm án 88 chỉ là một lính qua sông. Đầu mối đằng sau còn chưa khơi ra được, việc này có chút không hợp lý rồi, đối phó một mình quản nhất mình cần gì phải hao tổn nhiều công sức như vậy, trực tiếp cho người xử ông ta không phải càng dễ giải quyết. Phải biết rằng, với năng lực của Lô An Cương muốn xử lý quản nhất minh cũng không khó. Mà Lô An Cương nói là muốn khiến quản nhất minh bị tù chung thân để chịu sự trừng phạt, chẳng lẽ thù hận sâu nặng đến như thế sao? Tình nguyện không giết chết đối phương mà muốn cho đối phương chịu sự trừng phạt về tinh thần. Tuy nhiên, hiện tại Lô An Cương quả là đã làm được. Tên con riêng quản phi này đã thành thái giám, còn chúng ta cũng vẫn quyết không tha cho tập đoàn Dương Điền và quản nhất minh. Có lẽ, điều này chính là kết quả mà Lô An Cương hy vọng đạt được. Trong vụ án này, tôi cảm thấy người thắng lợi nhiều nhất là Lô An Cương, chứ không phải quản phi hay chúng ta. Thủ đoạn của Lô An Cương quả là hết chỗ nói, sau khi chết còn có thể khiến cho người ta vì hắn mà bỏ ra công sức. Thật lợi hại. Sự tài giỏi khiến người khác không ngừng cảm phục. Chương 1331, Trấn Đông Hải cũng sẽ vuốt mông ngựa. Người anh em, trên đời này loại người thế nào cũng có, nhưng loại người như Lô An Cương có lẽ thuộc loại người quái đản. Hắn không trực tiếp giết anh, chính là muốn cho anh chịu sự tra tấn về tinh thần, loại tra tấn này thật ra còn đáng sợ hơn so với trực tiếp giết chết anh. Chắc hẳn sau khi Vương Triều lộ ra sơ hở thì quản nhất minh cũng như chim thấy cong, gặp cành cong cũng sợ. Đương nhiên, vì quản nhất minh thật sự trong lòng có điều gì xấu xa. Con riêng thì lại thành thái giám, lão quản mỗi ngày đều sống trong nỗi hoảng sợ này, phải chăng so với trực tiếp giết hắn còn đáng sợ hơn. Tất nhiên, cậu nói cũng có lý, có thể Lô An Cương cũng chỉ là một con tốt thí thân. Việc này, nếu liên quan đến quân đội cao cấp, chúng ta nên trực tiếp báo cáo với thủ trưởng trấn thì hơn. Dù sao, việc này đã nằm trong phạm trù của vụ án hình sự, đã lên đến mức ảnh hưởng tới sự an toàn về mọi mặt của quốc gia, cũng là thuộc phạm vi trách nhiệm của tổ đặc nhiệm A. Nếu họ đồng ý ra mặt, đem cái thi thể kia giao cho tổ khoa học năng lượng giúp ta thì biết đâu bọn họ cũng có thể điều tra ra cái gì đó. Dù sao, bọn họ cũng có cả hàng cao thủ. Hơn nữa, đội viên của tổ đặc nhiệm A có ở khắp nơi trên thế giới, chứ không chỉ làm việc trong quân đội nên tin tức so với chúng ta sẽ nhanh nhạy gấp mấy trăm lần. Cho dù là một số chuyện bí mật triều thanh, có lẽ, tổ đặc nhiệm A đều xây dựng được hồ sơ. Về phần tổ đặc nhiệm A, không nên trách huynh trưởng tôi nói câu khó nghe, cậu mới chỉ thấy một góc của tảng băng chìm thôi. Bên trong nhất định có điều cơ mật, không chừng cậu có thể tiếp cận được. Nếu không tại sao tổ đặc nhiệm A lại được nước ngoài cũng như bộ đội đặc chủng khác kiêng nể như vậy? Thiết Chiêm Hùng cũng tiết lộ một chút. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng đối với cơ mật bên trong tổ thì em không muốn tìm hiểu. Có những việc càng biết nhiều càng đáng sợ. Nói đơn giản, nếu anh biết người nước ngoài phái gián điệp đến Trung Quốc chúng ta, có phải sẽ luôn chú ý đến hắn không? Một khi đã chú ý thì sẽ kéo theo một loạt những chuyện khác. Đến cuối cùng anh muốn ngừng mà không được. Hoàn toàn bị vùi lấp bởi những phiền toái lớn. Cho nên, nếu em không biết, ngược lại còn thản nhiên ở chung với hắn. Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện mà. Diệp Phàm có chút chua xót cười cười. Cũng đúng, nếu cậu bằng lòng lăn lộn với tổ đặc nhiệm A như vậy thì không còn gì để nói nữa. Nếu cậu không muốn dính dáng nhiều thì không cần đi tìm bí mật. Dù sao, cậu biết càng nhiều bí mật thì cơ hội thoát thân của cậu càng ít đi. Đến cuối cùng, cậu muốn dứt ra, quốc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Sau cùng, cậu chắc chắn sẽ nhập vào tổ A làm việc luôn. Ha ha! Thiết Chiêm Hùng cười gượng một tiếng. Anh Thiết, anh nói thử xem, anh so sánh giữa Bộ Công an và tổ đặc nhiệm A, hiện tại bên nào mạnh hơn? Trước kia, ông anh đã thực sự tức giận không muốn rời khỏi đội báo săn mà. Diệp Phàm cười gượng một tiếng hỏi. Trước kia không đi ra ngoài làm sao biết trời cao đất rộng thế nào? Lại luôn xoắn xít ở một địa bàn, một chi bộ đội. Lúc đó thật sự buồn, cảm thấy ở Bộ Công an mọi chuyện không như ý, xếp hạng lại ở cuối cùng, còn phải chịu sự nóng nảy của lão già Lâm Thiên Dân kia. Xong, hiện tại không như vậy nữa, trước khác giờ khác.
bây giờ mà bảo tôi trở về đội báo săn, tôi chắc chắn không muốn trở về đâu. Dù sao, mặc dù ở Bộ Công an chỉ là một phó trưởng ban xếp hạng cuối cuối, nhưng có thể hướng mặt ra cả nước. Thế giới càng đa dạng, cuộc sống càng phong phú hơn. Trước kia ở báo săn, tôi thường chỉ được làm những việc không được ai biết tới. Bây giờ ông đây chỉ cần nhoáng giấy chứng nhận ra trước mặt kẻ khác, thì có thể ăn uống thỏa thích cả nước, lái xe tung tẩy khắp nơi cũng chẳng ai dám cản trở. Gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi cảm nhận sâu sắc. Nhớ trước kia ở báo săn lần uống say, khi lái xe tôi chạm mặt với một cảnh sát giao thông, kết quả, tuy nói rằng tôi có giấy chứng nhận quân sự của báo săn. Nhưng cuối cùng vẫn bị giam tại cục công an một ngày mới được người của đội bảo lãnh ra. Tại thời điểm đó, dù nói người ta biết cậu là một đoàn trưởng của bộ đội, nhưng người ta chưa chắc sợ cậu. Bây giờ không như vậy nữa, mấy ngày trước lái xe lại gặp phải chuyện này. Lúc ấy từ nhà cậu đi ra, uống nhiều rồi, một cảnh sát giao thông chặn tôi lại. Tên đó rất hoành tráng, gõ gõ vào xe của ông đây và ăn nói ngông cuồng, bảo ông phải ăn cơm tù hơn 10 ngày. Sau đó, tôi mới điên lên, bước xuống xe. Tiến lên bốp bốp cho tên kia mấy cái bạt tai. Thằng cảnh sát bên cạnh liền ra định kiểm tra tôi. Ha ha, ông đây liền ném giấy chứng nhận của cục giám sát ra thì thằng cha đó, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ông đây mới nói rằng đang làm nhiệm vụ khẩn cấp bị chúng mày phá hỏng hết mẹ nó rồi. Chúng nó sợ đến mức gật đầu lia lịa như gà mổ gạo. Sau đó ông đây lên xe lái thẳng, nghênh ngang mà đi. Không lâu sau, tên cảnh sát giao thông năm ấy đã đến nhà tôi. Khai ra hai điểm đặc biệt, cái thằng vênh váo mà tôi nói thì ra bố nó là một sư đoàn trưởng trong quân đội. Sau khi biết lai lịch của tôi liền tìm đến nhà. Thiết Chiêm Hùng nói tới mức nước miếng văng hết ra ngoài, không ngừng lại được. Cái này gọi là quyền lực hiện ra bên ngoài được biết đến hơn quyền lực ngầm nhiều. Hai. Diệp Phàm thở dài, trực tiếp gọi điện cho Trấn Đông Hải. Sau khi nghe Diệp Phàm báo cáo, Trấn Đông Hải trầm tư một lúc lâu, nói. Việc này là có chút quái lạ, lẽ nào thực sự còn có cán bộ quân đội cao cấp có liên đới trong đó? Như vậy đi, tôi cho gọi cấp dưới đem thi thể chuyển lên tổng bộ để nghiên cứu đã rồi nói sau. Việc này, tôi sẽ giao cho cấp dưới phối hợp với cậu cùng nhau điều tra. Nếu thực sự có người dám làm chuyện sai trái, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, Trấn Đông Hải tôi tuyệt đối không nương tay, hừ. Trấn Đông Hải nói một cách đường đường chính chính, tuyệt đối không phải cố ý giả vờ. Diệp Phàm có thể cảm nhận trong đó có sự giả tạo hay không, trong lòng cũng âm thầm khâm phục những lão tướng giàu lòng yêu nước này. Dù là những người như Triệu Bảo Cương, tuy rằng đôi khi cũng có một số hành động vì tư lợi riêng, nhưng tinh thần yêu tổ quốc sâu sắc của họ thì tuyệt đối không một ai có thể nghi ngờ. Chỉ một lát sau, Trấn Đông Hải nói. Diệp Phàm, Lang Phá Thiên có thể đột phá không? Ha ha, nếu tổng bộ đồng ý cung cấp đủ dược liệu theo đơn thì có 8 phần khả năng thành công. Diệp Phàm cố hết sức giữ giọng điệu thản nhiên khi nói những lời này. Kỳ thật, anh chàng họ Lang đã sớm đột phá thất đẳng đỉnh, chính là nhờ sự trợ giúp của Âm Dương Tham trong Bát Quái Môn. Bây giờ Diệp Phàm muốn giúp anh Thiết khôi phục tứ đẳng đỉnh, sở dĩ, dược liệu không đủ, bèn mượn tay Lang Phá Thiên của tổ đặc nhiệm A. Lần trước đến địa kho của Phí Gia lại vơ vét được rất nhiều dược liệu tốt, đã sớm đủ để điều chế mấy viên lôi âm cửu long hoàn. Tuy nhiên, có được cơ hội như thế này, đương nhiên là phải tận dụng một chút. Đồ vật của quốc gia gì đó mà, nếu ra tay lấy về thứ mình xứng đáng có được, Diệp Phàm lấy được cũng an tâm. Vậy cậu, có thể. Trấn Đông Hải nói chuyện không ngờ cũng trở nên ấp úng, Diệp Phàm vừa nghe, da đầu có chút đã có phần tê dần. Vội vàng nói, có phải lại muốn làm thêm vài viên đưa cho tổ đặc nhiệm dùng hả? Ha ha, đồng chí Diệp hiểu ý nhanh thật, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy bảo. Trấn Đông Hải bất ngờ quay ra nịnh Diệp Phàm. Việc này, lúc đầu tôi cũng có cách nghĩ này, đi nhờ vị tiền bối đó một lần cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại tiền bối đã sắp trăm tuổi rồi, cũng không biết khi nào thì về chầu trời. Cho nên, cũng muốn mời ông ta điều chế thêm mấy viên. Diệp Phàm nói, biết là chẳng thoát được, thà cứ để thuận nước đẩy thuyền, tự mình đề nghị so với việc Trấn Đông Hải mở miệng yêu cầu mình làm thì càng tốt hơn. Hai. Đồng chí Diệp tư tưởng thật tiến bộ, xem ra, lần này học tập ở trường Trung ương Đảng thật không uổng phí chút nào. Làm việc vì nước vì dân, hẳn là luôn đặt quốc gia ở trong lòng. Chuyện của đất nước không sao,
chúng ta cả đời đều vì nước vì dân làm việc. Đương nhiên, cũng là vì chính mình thôi có phải không? Đồng chí Diệp, có thể làm được mấy viên? Trấn Đông Hải mặt trước khích lệ Diệp Phàm một phen, mặt sau, lập tức giấu đầu lòi đuôi. Nhiều quá chắc chắn không làm được, dù sao lão tiền bối cũng già rồi, bây giờ điều chế ra được một viên cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực. Cấp nhiều nhất cho tổ đặc nhiệm A là 2 viên, Lang Phá Thiên được đặc cách dùng 1 viên, còn lại 1 viên anh thích cho ai thì cho người đó. Ví như, Tề Thiên đã có thể được đặc cách lần nữa. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Dừng lại, chỉ có 2 viên, mà đều là do lão tiền bối siêu phàm kia quy tiên rồi thì tổ đặc nhiệm A biết làm sao. Lần này tôi cho cậu gấp 5 lần dược liệu, cậu đưa lại cho tôi thêm 2 viên nữa. Còn về việc tôi đưa cho ai không liên quan gì đến cậu. Về phần Tề Thiên, có người đại ca như cậu bao che, còn được dùng viên thuốc do tổ đặc nhiệm A cho hắn sao? Trấn Đông Hải nói liền một thôi một hồi, thiếu chút nữa làm đồng chí Diệp nghẹn cứng cổ, trong lòng mắng lão già này thật là vô liêm sỉ, không ngờ dám đem vấn đề công lao của Tề Thiên đổ lên đầu mình. Thủ trưởng Trấn, 2 viên đều là hàng độc cả, anh còn muốn có thêm 2 viên, thì không phải thành 4 viên rồi còn gì. Mà chuyện của Tề Thiên, anh lại đổ lên đầu tôi. Đến chính bản thân tôi còn không được giữ 2 viên. Hơn nữa, tôi bỏ ra bao công sức nhiều như của 9 châu 2 hổ, không có thành tích thì cũng có đóng góp công sức mà, không thể để tôi làm việc không công đấy chứ. Nếu để lão tiền bối làm việc quá mệt mà chết, về sau tôi tìm ai để chế thuốc đây? Diệp Phàm kêu khổ thống thiết. Trấn Đông Hải trầm ngâm một hồi, nói. Vậy 3 viên, tuy nhiên, Tề Thiên thì cậu phụ trách. Cứ như vậy đi, 3 viên thì 3 viên. Trên thực tế là 4 viên, không tính phần Tề Thiên vào. Diệp Phàm vẫn giọng đau khổ, nói. Biết là cậu vì đất nước mà bỏ ra nhiều tâm huyết, về điều này thì Trấn Đông Hải tôi ghi nhớ. Coi như tôi nợ cậu lần này, sau này sẽ đền bù cho cậu việc trong khả năng tôi làm được. Cậu thấy thế nào? Không ngờ Trấn Đông Hải không ngờ cũng nói đến điều kiện như thế. Được. Diệp Phàm liền đồng ý. Thầm nghĩ anh đồng chí Trấn già này nợ một ân tình là điều không dễ dàng, về sau gặp phải chuyện không giải quyết được thì đi đòi lại, coi như cũng đáng. Làm xong mấy việc này liền nhìn thời gian, mới đó trời đã tang tảng sáng rồi, Diệp Phàm thử gọi điện thoại cho Đồng Oanh Oanh, không ngờ còn chưa ngủ, vẫn đang giận Diệp Phàm thế nào mà đến bây giờ còn không đến, làm cô phải đợi lâu. Diệp Phàm thấy dạo dực trong lòng, cái cột trống trời phía dưới không ngờ lại dựng lên một cách vô duyên. Hắn tự lái xe đến khách sạn Shangri-La, dù sao cũng cố nhịn vài lần rồi, Âu cũng là ngựa quen đường cũ. Khi vừa bước vào phòng, Đồng Oanh Oanh mặc trên người bộ áo ngủ màu trắng tinh liền ra đón. Vừa thấy Diệp Phàm cô đã vội bịt mũi nói. Nhanh đi tắm đi, hôi chết đi được, anh có phải nửa đêm đi làm kẻ trộm đâu mà hôi rình rình thế này. Đúng lúc lắm, chúng ta cùng tắm huyền ương nhé, em thấy thế nào? Diệp Phàm vừa cười khan một tiếng liền muốn động tay động chân. Này, không được. Đồng Oanh Oanh mặt đỏ lên, tuy nhiên, dù dẫy dụa vẫn bị Diệp Phàm ngang nhiên ôm vào cái bồn tắm lớn mà hai người đều có thể tắm trong đó. Vào bồn tắm rồi thì không hề dẫy dụa nữa, nước bên trong bồn tắm tràn ra ngoài. Em đã sớm chuẩn bị xong rồi, xem ra vừa rồi em chỉ là đang ôm tỷ bà che nửa mặt đi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng nói.